ầm, ầm. Bên trong Huyễn Vụ U Lâm, những tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Trận chiến ở thành Thiên Thu đã kết thúc nhưng trận chiến giữa Ma Quân cùng Ác Vương vẫn chưa kết thúc, hai anh hùng cái thế vô cùng dũng mãnh, đều đã đánh đến mức không còn ra hình người nhưng vẫn liều mạng công phạt. Ma Quân nhất quyết phải tiêu diệt được Ác Vương để tiêu trừ hậu hoạn. Tâm tư của Ác Vương cũng không hề khác. Đại chiến giữa hai người đẫm máu đến cực hạn. Giết! Ác Vương thậm chí còn động đến cấm pháp, bất chấp cái giá phải trả. Ma Quân cũng cường thế bá đạo, mặc dù chỉ có cảnh giới thiên võ nhưng chiến lực vẫn bá thiên tuyệt địa không kém cạnh khi xưa, liên tục đánh Ác Vương đứng không vững, ngay cả ác linh mà Ác Vương triệu hồi ra cũng bị đánh tan tác. Huyễn Vụ U Lâm nhiễm đầy máu tươi. Xác chết nằm rải rác khắp nơi, nơi này giờ giống như một địa ngục hỗn loạn. Tại sao ngươi vẫn chưa chết? Ác Vương giữ tợn quát lên, càng đánh càng điện cuồng. Ông ta đã dốc ra hết nội tình nhưng vẫn không thể quật ngã một tên hậu bối. Chẳng những không thể quật ngã đối phương mà đối phương lại càng đánh càng dùng mạnh khiến cho ông ta cũng phải run sợ. Chiến ý cực lớn của Ma Quân đã quấy dày tâm cảnh của ông ta. Không chết không ngừng. Ma Quân quát lên một tiếng rung trời, ma sát cuồn cuộn quét tới, chỉ tấn công chứ không hề phòng thủ. Ông ta không thẹn với cái tên bất diệt Ma Quân, cho dù phải đối chiến với một cường giả chuẩn tiên ở trạng thái tốt nhất thì ông ta vẫn có thể đứng sừng sững không ngã chứ đừng nói đến một ác vương có ám thương và không còn ở trạng thái đỉnh cao. Phụt! Huyết quang lại hiện ra. Ác vương lại một lần nữa đẫm máu, ông ta đã bị một trưởng của Ma Quân xé nát lồng ngực. Có lẽ do cấm thuật đã đến giới hạn, cũng có lẽ do ám thương trong linh hồn phát tác cho nên trong chớp mắt khí thế của ác vương đã tuột dốc không phanh, ác vương cũng hộc máu giàn giụa. Thậm chí ngay cả đám ác linh triệu hồi ra cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Diệt! Ma Quân cường thế giết tới, tung ra một chưởng đánh nát một nửa thân thể của ông ta. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu cũng vô cùng chói mắt, gân cốt xương thịt nhiễm đầy máu tươi văng tung tóe trong không trung. Á! Một nguồn năng lượng khủng bố bùng phát từ cơ thể của ác vương mạnh mẽ đẩy lui Ma Quân. Ông ta đã ngừng công phạt mà xoay người chạy trốn, ông ta không thể tiếp tục đánh nữa. Linh hồn của ông ta không thể tiếp tục chịu đựng được, ông ta liên tục triệu hồi ác linh từ trong vết nứt không gian lại liên tục động võ cho nên cũng gặp phản vệ rất nặng. Đứng lại đó, Ma Quân bay lên trời, tung ra một chưởng từ trên không giáng xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất bị chưởng ấn khổng lồ khoét ra một cái hố sâu in hình 5 ngón tay. Đáng tiếc, ác vương đã chạy thoát, trong chớp mắt khi chưởng ấn giáng xuống thì ông ta đã thi triển bí pháp không gian. Chẳng những có thể tránh được một chưởng mà còn có thể trốn thoát khỏi khu vực này. Phụt! Ma Quân cũng hộc máu, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhưng Ma Quân cũng đã cố gắng hết sức, ác vương có cảnh giới chuẩn tiên, nếu như Ma Quân không bị hao tổn tu vi thì chắc chắn không cần lao lực như vậy cũng có thể tiêu diệt được đối phương. Bởi vì ác vương đã bỏ chạy cho nên đại chiến cũng đã kết thúc. Huyễn Vụ U Lâm cuối cùng cũng lấy lại được sự yên tĩnh. So sánh với chiến trường bên này thì chiến trường bên phía Triệu Bân càng náo nhiệt hơn từ xa nhìn tới đã không còn thấy thân ảnh của hắn nữa mà chỉ thấy một biển lôi điện đang tàn phá khắp nơi uy áp đáng sợ khiến cho vòng trời ông chấn động. Thiên lôi liên tục đánh xuống khiến cho thân thể của hắn vô cùng đẫm máu. Trong khi đó, thương tích của ân chú còn nặng nề hơn hắn. Đường đường là cường giả chuẩn tiên mà bây giờ lão ta cũng bị đánh đến không ra hình người, tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu. Bất luận nhìn như thế nào cũng đều giống một lệ quỷ vừa bước ra từ địa ngục khiến cho ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Lão già này chịu đòn giỏi thật. Chớ nói thế nhân, ngay cả tứ đại pháp sư hộ quốc cũng đều nhếch miệng tặc lưỡi. Bọn họ đang nói về ân chú, lão ta đã bị biển lôi điện nhấn chìm nhiều lần nhưng vẫn có thể thoát ra mà không bị đánh chết. Tốc độ bỏ chạy vẫn còn nhanh đến như vậy, khiến cho ngay cả Triệu Bân cảnh giới thiên võ cũng không đuổi kịp. Nhiều đại địa linh mạch như vậy. Quả nhiên nuốt vào không vô ích. Nhóm lão bối đều hít sâu một hơi, nếu tính số lượng thì đại địa linh mạch đế đô đã dung nhập vào người Triệu Bân 6 phần, còn lại 4 phần đã bị ân chú mạnh mẽ hút vào trong cơ thể. Có thể xem nó như một phần nội tình của lão ta. Ân chú có thể sống sót sau nhiều lần bị thiên kiếp đánh cũng liên quan rất nhiều đến chuyện này. Cho nên mới nói, nếu như không có thiên kiếp thiên võ thì Triệu Bân chắc chắn không thể đánh bại được ân chú. Thiên phạt. Lôi đình vạn quân. Triệu Bân quát lớn, vung kiếm lên thu hút biển lôi điện. Ân chú lại bị nhấn chìm một lần nữa, thân thể gần như bị xé nát. Dù vậy lão ta vẫn chưa bị đánh chết. Chẳng những chưa bị đánh chết mà lão ta còn có thể mạnh mẽ nhảy ra khỏi biển lôi điện. Chu Tiên Quyết.
Triệu Bân vượt qua hư không, chém ra một luồng kiếm quang. Luồng kiếm quang này có lợi uy trợ chiến, chính là một kiếm tuyệt sát. Tốt lắm. Tất cả các trưởng lão đều vuốt râu. Chúng một kiếm này, ân chú chắc chắn sẽ chết. Phụt. Huyết quang lại nở rộ. Ân chú đã bị luồng kiếm quang đánh diệt trong lúc liều mạng bỏ chạy. Điều khiến cho mọi người khiếp sợ chính là mặc dù đã bị đánh thành cho bụi nhưng thân ảnh của ân chú lại một lần nữa nhảy ra khỏi biển lôi hải, phất tay mở ra một vết rách không gian sau đó nhanh chóng trốn vào, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Bất diệt ma thân quyết. Tứ đại pháp sư hộ quốc đều nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Bị đánh diệt còn không chết, cực kỳ giống bí pháp truyền thừa của ma vực. Nhóm lão bối đồng loạt ho khan. Vừa nãy đã nói quá lời, thật sự có chút ngượng ngùng. So với chuyện đó thì bọn họ lại càng khiếp sợ, chẳng lẽ ân chú có thân thể bất tử? Đi đâu? Triệu Bân mang theo biển lôi điện giết tới, tung một quyền vào vết rách không gian. Sau khi trúng một quyền thì không gian ngay lập tức sụp đổ, có thể nghe thấy tiếng ân chú kêu rên nhưng không nhìn thấy thân ảnh của ân chú, hẳn là lão ta đã bị không gian cuốn đi hoặc bị thiên kiếp đánh bật khỏi quỹ đạo, nhưng cuối cùng vẫn thoát ra khỏi khu vực này. Mặc dù ân chú đã trốn thoát nhưng thiên kiếp vẫn chưa kết thúc. Lôi điện đầy trời vô cùng hung hãn, gần như đã lột sạch da thịt của Triệu Bân, hắn cũng đang bị biển lôi điện nhấn chìm. Thế nhân nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều cảm thấy run rẩy vì thiên kiếp quá khủng bố. Chiến! Triệu Bân gầm lên rồi xé nát biển lôi điện. Hắn đối kháng lôi điện, công kích vào hư không. Sự cường thế cùng bá đạo của hắn khiến cho thế nhân run sợ, người khác độ kiếp đều phải kiệt lực ngạnh kháng. Tên nhóc này thì hay rồi, còn muốn đánh thẳng lên trời, chẳng lẽ còn muốn hủy diệt ngọn nguồn thiên kiếp hay sao? Cảnh tượng vô cùng máu lửa. Cảnh tượng cũng hết sức hùng vĩ. Đối với thiên kiếp, càng sợ nó thì nó càng mãnh liệt, phải luôn có niềm tin bất khả chiến bại. Triệu Bân dường như đã vô cùng thấu hiểu đạo lý này, không hổ là người thường xuyên bị thiên lôi đánh. Thiên kiếp đã yếu đi, Dương Huyền Tông trầm ngâm nói. Ông ta nói không sai. Mặc dù tiếng sấm vẫn còn vang dội nhưng lôi uy đã yếu bớt. Mà những đòn công phạt của Triệu Bân thật sự đã có thể phá nát biển lôi điện. Không biết khi nào lôi điện mới tán đi. Trên bầu trời tan nát chỉ còn lại một thân ảnh đẫm máu. Thân ảnh đó tất nhiên là Triệu Bân, toàn thân tỏa ra huyết quang chói mắt. Chuyện này, kết thúc rồi sao? Có không ít người lẩm bẩm, ánh mắt đều lộ ra vẻ kỳ quái. Nghĩ lại khi Triệu Bân độ kiếp địa tạng thì hắn phải đối đầu với Kỳ Lân, khi độ kiếp chuẩn thiên lại gặp tứ đại thần thú, bây giờ hắn độ kiếp thiên võ xem ra lại hơi kém thú vị, không xứng với uy phong của hắn. Thiên kiếp kết thúc rồi sao? Dĩ nhiên là không. Mặc dù thiên lôi đã tản đi nhưng thiên ý vẫn còn đó. Những người có cảm chi lực siêu việt đều đang nheo mắt lại bởi vì cảm giác được một nguồn năng lượng hủy diệt đang cấp tốc ngưng tụ còn mạnh mẽ hơn nhiều so với lôi uy. Chẳng qua nó còn chưa hiển hóa cho nên bọn họ không thể nhìn ra. Thân là người độ kiếp cho nên Triệu Bân còn cảm nhận được sâu sắc hơn bọn họ. Thiên kiếp còn chưa kết thúc, kiếp thiên võ lúc này mới thật sự bắt đầu. Trước mắt mọi người, lôi điện đột nhiên xuất hiện ở phía đông, ngay sau đó lại có một bóng hình xinh đẹp hiện ra, đẹp như một bức tượng được khắc nên, dáng vẻ phong hoa tuyệt đại nhưng vẫn bộc phát khí tức tang thương cổ xưa, lôi tức bao phủ quanh thân cô ta tạo nên ý cảnh đẹp như mộng ảo. Cô ta mới chính là kiếp thiên võ của hắn, cô ta đại diện cho thiên ý, Nguyệt thần, Triệu Bân sửng sốt, thần sắc lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Nguyệt thần, Triệu Bân đờ đẫn, không hiểu gì hết. Từ sau khi Nguyệt thần ra đi, đây là lần đầu tiên hắn gặp lại bóng hình tuyệt mỹ tài hoa đó. Mặc dù đó là do sấm sét tạo thành nhưng lại sống động y như thật, không khác gì trong ký ức của hắn. Triệu Bân đã hiểu, hắn đã hiểu rõ kiếp thiên võ. Chạm tới điều cấm kỵ nào đó. Trong huyền môn thiên thư có viết, trên thế gian có một loại thiên kiếp gọi là kiếp pháp tắc thân, chúng không phải là nhân vật thật mà là lạc ấn lưu lại nơi trần thế, không có tình cảm, không có ý thức, đại diện cho ý chí của trời cao, sứ mệnh là giết chết người độ kiếp. Có vẻ như bóng dáng này chính là loại kiếp đó. Nguyệt thần thật sự cũng ngây ra y như Triệu Bân. Sao có thể? Cô ta lẩm bẩm với vẻ không thể tin nổi. Dù Triệu Bân có giỏi thế nào đi nữa thì kiếp thiên võ của hắn cũng không thể nào dẫn ra pháp tắc thần linh vì Triệu Bân vẫn còn là một kẻ phàm phu tục tử, dù cho kiếp pháp tắc thân thì cũng chỉ có thể là dấu ấn do tiên nhân để lại. Triệu Bân thì ngon rồi, vượt mặt tiên, xuất hiện hẳn thần. Với kinh nghiệm của Nguyệt Thần, cô ta chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe chuyện kỳ lạ thế này,
càn khôn của phàm giới loạn rồi. Thiên kiếp cũng rối nùi theo sao? Thế này, là trái với cấm kỵ của pháp tắc. Sao có thể chứ? Ở nơi chân trời phía xa cũng vang lên câu nói y như thế. Người thốt ra câu ấy là một ông lão, nếu Triệu Bân gặp mặt thì nhất định sẽ nhận ra đối phương, chẳng phải là ông già tóc bạc ngồi câu cá lúc nửa đêm mà hắn gặp lúc truy sát con rối máu trước đây sao? Mặc dù cách đó cả vạn dặm nhưng ông ta lại có thể nhìn thấy đến tận bên này. Nguyệt thần không hiểu, ông ta cũng không hiểu. Đây là phàm giới mà, không ngờ cảnh giới thiên võ của một người phàm lại có thể dẫn ra pháp tắc thân thần linh. Hơn nữa, ánh mắt gian tà của thần linh kia còn khá quen mắt, nếu không nhớ nhầm thì đây hẳn là Nguyệt thần. Chuyện gì thế kia? Khán giả phía bên này cũng ngây mặt ra, ngơ ngác nhìn Nguyệt thần pháp tắc. Thánh tử Thiên Tông đúng là khác người, đến thiên kiếp cũng không giống ai, trước đó có kiếp kỳ lân, sau lại đến kiếp thần thú. Giờ thì xuất hiện thiên kiếp có hình dáng con người, bá đạo hơn cả với kiếp kỳ lân và kiếp thần thú. Rất nhiều người liếc mắt nhìn sang lớp người già bên cạnh. Mấy lão già đó hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ lắc đầu, họ chưa từng nghe nói tới thiên kiếp kiểu này. Chắc là rất đẹp. Rất nhiều lão già vuốt râu ngẫm nghĩ, mắt các văn nhân, thi sĩ cũng sáng rực lên. Nhưng dù có cố gắng cỡ nào thì họ cũng không thể thấy rõ khuôn mặt thật của Nguyệt thần pháp tắc, cứ như đeo một tấm mạng che mặt. Mờ mờ ảo ảo, mang đến cảm giác với vẻ đẹp thần bí, ai nhìn thấy cũng nghĩ rằng cô ta là một mỹ nữ tuyệt sắc, bằng không sao sánh được với khí chất không nhiễm bụi trần kia. Cảnh giới thiên võ. Bốn đại pháp sư hộ quốc hạ giọng nói, mặc dù cũng không biết đây là kiếp gì, mặc dù không nhìn rõ được khuôn mặt của Nguyệt thần pháp tắc, nhưng họ lại nhận ra tu vi của cô ta, mặc dù cùng cấp với Triệu Bân nhưng khí uẩn toát ra từ trên thân đối phương lại là thứ mà Triệu Bân có muốn cũng không với tới được. Ánh mắt họ không tệ, đúng là Nguyệt thần pháp tắc cảnh giới thiên võ. Về điểm này, với thân phận là người độ kiếp, Triệu Bân là người rõ nhất. Trong huyền môn thiên thư cũng có viết đôi chút về điểm này, hễ kiếp pháp tắc thân xuất hiện thì cảnh giới tu vi của kiếp sẽ bằng với cảnh giới của người độ kiếp, cũng tức là người hắn cần đấu là Nguyệt thần ở cùng cấp bậc. Hắn hơi bần thần, cảm thấy không mấy chân thật. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải đánh nhau với sư phụ ở cùng cấp tu vi trong hoàn cảnh thế này. Đây là vinh hạnh tột cùng của hắn, bởi hắn là một người phàm mà phải đánh nhau với thần ở cùng thời kỳ. Ta hiểu rồi. Nguyệt thần lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe như đã hiểu ra gì đó. Cô ta bất giác nhớ lại cảnh tượng lần đầu mình gặp Triệu Bân, khi ấy cô ta từng nói với Triệu Bân một câu, cô nhóc đó dùng cửu thế chúc phúc để cầu nguyện, chúc ngươi cả đời bình an, ta xem đó như là một khế ước. Không sai, là câu nói đó. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Bóng tối đã ghi nhớ khế ước đó, cũng công nhận khế ước này, từ đó gieo ra nhân quả, khế ước là nhân, pháp tắc thân bây giờ là quả. Nói trắng ra, đây là kiếp nhân quả của trạng thái pháp tắc thân. Là cô ta đã đánh giá thấp bóng tối, cũng lần nữa cảm thấy sự đáng sợ của nó, đó không phải pháp tắc, cũng không phải quy tắc, chính vì nó không là gì cả nên mới thật sự đáng sợ. Dù là luân hồi, thời gian, không gian, hư vô, vĩnh hằng, hay thậm chí là thiên đạo. Đại đạo đều khó thoát khỏi được tầm ảnh hưởng của nó. Trong lúc mọi người đang thảng thốt kinh ngạc thì Nguyệt thần pháp tắc đã hành động. Cô ta còn đứng cách cả ngàn trượng mới đó mà giờ đã đến đây rồi. Đừng nói gì đến người đời, ngay cả Triệu Bân cũng không nhìn rõ bóng dáng đối phương, chỉ cảm thấy chớp mắt là Nguyệt thần pháp tắc đã đến trước mặt như một bóng ma. Ngón tay cách không điểm tới, trông có vẻ bình thường nhưng lại mang sức mạnh hủy diệt. Triệu Bân vẫn chưa bị đánh trúng nhưng đã cảm thấy linh hồn đau đớn vô cùng, cả cơ thể đều như muốn nổ tung. Vèo. Hắn lập tức tháo chạy lên trời. Phụt. Máu liền văng ra. Triệu Bân hộc máu, hắn chạy không hề chậm nhưng khổ nỗi ngón tay của Nguyệt thần pháp tắc mang theo sức mạnh đã khóa chặt mục tiêu, bất kể hắn chạy đến đâu, dù có trốn vào không gian thì cũng sẽ bị đánh trúng. Đòn tấn công xuyên từ sau lưng ra trước ngực Triệu Bân, lỗ thủng nhỏ đó có tia lửa điện với ánh sáng mờ. Vết thương cực kỳ khó lành. Thình thịch, mọi người thấy mà phải thót tim. Cô gái đó giỏi thật, mạnh cỡ thánh tử Thiên Tông mà cũng bị đánh đến trọng thương. Nhìn cơ thể nhuốm máu của Triệu Bân là biết uy lực của chiêu đó mạnh đến mức nào, nếu như đổi lại là bọn họ thì e là đã bị tiêu diệt ngay vừa mới gặp, cái này còn đáng sợ hơn nhiều so với việc bị sét đánh. Chu Tiên Quyết, Triệu Bân hét lớn lên, kiếm quang to lớn từ trên trời rọi xuống. Hắn hét rất lớn. Kiếm uy cũng cực kỳ bá đạo, nhưng trước Nguyệt thần pháp tắc, dường như nó chỉ là trò đùa, nhẹ nhàng bị cô ta trưởng tắt, đúng là trong những người được phong thần thì hiếm có ai không bản lĩnh lắm,
chỉ với tàn dư sóng của trưởng thôi mà đã khiến Triệu Bân bay lộn nhào ra 8.000 trượng ngoài hư không. Mạnh thật! Triệu Bân thầm nghĩ rồi lập tức đứng vững. Nguyệt thần pháp tắc giống như một cái bóng, đưa cánh tay ngọc ngà trưởng ra một trưởng từ phía xa. Lần này Triệu Bân không bỏ chạy nữa, tia lửa điện rằng xé giữa các ngón tay, hám sơn quyền bá đạo liền được đánh ra. Ầm! Quyền và trưởng gặp nhau, sấm sét liền vang rền khắp không gian. Tiếp theo sau đó là cảnh máu phun ra đầy kinh hãi. Lại là Triệu Bân hộc máu, xương nắm đấm vỡ nát, hắn liên tục lùi về sau. Ngược lại, Nguyệt Thần vẫn đứng im như tượng, nếu trận đánh này có thể phân thắng bại chỉ bằng đòn tấn công này thì Triệu Bân đã thua triệt để rồi. Thiên thủ đại la. Triệu Bân bước lên trời, trở tay vung trưởng xuống dưới. Bàn tay lớn che phủ bầu trời, uy lực hùng hậu và dồi dào đè nén khiến hư không nổ đi đùng. Nguyệt thần pháp tắc còn đáng sợ hơn, một luồng kiếm khí lôi đỉnh chém nó thành cho bụi. Phách thiên trảm. Triệu Bân vung kiếm chém xuống, chém ra kiếm mang dài 10 trượng. Nhưng Nguyệt thần pháp tắc khẽ phẩy tay, vẽ ra một dòng sông sao trời, nhẹ nhàng chém ra kiếm mang 10 trượng, đến cả Triệu Bân cũng bị hất văng ra ngoài. Không đợi Triệu Bân đứng vững, dòng sông sao trời lập tức biến thành đại dương, sóng lớn nhấn chìm hắn. Đại dương này quỷ dị và thần bí, nuốt cạn khí huyết của Triệu Bân. Mở! Triệu Bân thét lên một tiếng, xé rách đại dương mà vọt ra ngoài như một con dao long. Tư thế này lọt vào mắt người ngoài rất bá khí, nhưng sau khoảnh khắc bá khí đó thì vô cùng lúng túng. Hắn vừa mới nhảy ra ngoài đã gặp ngay một trưởng của Nguyệt thần pháp tắc, lại bị hất bay ra 8.000 dặm. Dù xa như vậy, người trong thiên hạ vẫn có thể nghe rõ âm thanh răng rắc của xương cốt gãy vụn. Thế này thì cũng quá mạnh rồi. Người trong thiên hạ nhìn thấy mà nuốt nước bọt ừng ực. Không biết Nguyệt thần pháp tắc là ai, nhưng ả đàn bà này đánh đấm ghê quá. Triệu Bân đạt cảnh giới thiên võ rồi đấy. Trận chiến cùng cấp đấy. Mới vài hiệp đấu, họ chỉ trơ mắt nhìn Triệu Bân bị đánh. Sau cùng, họ chẳng thấy Triệu Bân đả thương cô gái kia chút nào. Soạt, soạt. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Triệu Bân và Nguyệt thần pháp tắc lao vọt lên trời. Sau đó là tiếng nổ đi đùng, hai người bắt đầu đánh nhau trên bầu trời. Một đông một tây, sử dụng bí thuật, đao mang kiếm quang, trưởng ấn quyền ảnh. Bay ngập trời, mỗi khi có va chạm, tia lửa sẽ nổ ra, thậm chí còn có quầng sáng lan rộng. Đó là uy lực còn dư của vụ đụng chạm khiến bầu trời rung lắc. Không khó để nhận ra Triệu Bân hoàn toàn rơi vào thế yếu, bị Nguyệt thần pháp tắc liên tục đuổi đánh, đứng cũng không vững. Thể phách màu vàng sáng lạn nổ tung hết lần này đến lần khác, nhiều nơi lộ cả gân cốt, chẳng khác gì mới vớt từ vũng máu ra. Quyết tâm làm ta thấy bực đúng không? Tú Nhi không thể nhìn nổi nữa, vô thức ôm ngực, có cảm giác muốn chửi thề. Đợi lâu như thế cuối cùng cũng đợi được kiếp thiên võ của Triệu Bân, cô ta sắp đánh bại nguyền rủa của thần rồi, thế mà tự dưng cho cô ta đả kích này. Một người bình thường, làm sao có thể đánh nổi một vị thần cùng đẳng cấp cơ chứ? Nói rằng đây là thiên kiếp, chỉ bằng hãy gọi đây là tử kiếp. Qua qua lại lại một hồi, cô ta vẫn phải bồi táng cùng Triệu Bân. Đến cả Nguyệt thần còn không gom nổi lòng tin với Triệu Bân thì nói gì tới khán giả, bao gồm cả 4 vị pháp sư hộ quốc, lòng dạ họ lạnh ngắt rồi. Nếu cứ đánh theo đà này thì sớm muộn gì Triệu Bân cũng bị tiêu diệt. Không ai giúp được sao? Kiếp số của ai thì người đó tự độ. Lão tổ quay về rồi, Dương Huyền Tông đột nhiên nói. Khỏi cần ông ta lên tiếng, đám đông cũng trông thấy rồi. Không chỉ Hồng Uyên đại hạ chạy tới mà Ma Hậu, Thương Khung, Nữ Soái đều đã tới, không phân biệt trước sau, còn có cả bất diệt ma quân và tấm thân bê bết máu của ông ta cuốn theo ma sát chạy tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thế này, bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời cũng sững sờ. Đó là thiên kiếp sao? Nữ tử kia là ai? Cũng là một phần của thiên kiếp. Đám đông vừa nghi hoặc mà cũng vừa chấn động vì Triệu Bân đã đạt tới cảnh giới thiên võ. Cũng chấn động vì mức độ đáng sợ của Nguyệt thần pháp tắc cô ta mạnh đến mức phi lý quá đấy, đánh cho Triệu Bân không có cơ hội trở mình. Đó là kiếp số gì vậy? Tam trưởng lão ma ra nhìn về phía Thương Khung. Một loại thiên kiếp rất đáng sợ, Thương Khung vuốt tròm râu, nói năng hàm xúc. Đây là một câu thừa thãi, bởi vì ông ta cũng không rõ đây là thiên kiếp gì, không nói như vậy chẳng phải mất thể diện lắm sao. Đám đông đồng loạt nhìn sang rồi đồng loạt liếc xéo, lão già này xảo trá gớm nhỉ. Hồng Uyên đại hạ khẽ nheo mắt, nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra điều gì.
Ma quân ở cách đó không xa cũng nhíu mày, không hiểu gì. Kiếp pháp tắc thân. Vào lúc quan trọng thì ma hậu vẫn đáng tin hơn. Xét về hiểu biết thì Hồng Uyên đại hạ hay ma quân đều không bằng cô ta. Tiền thân của cô ta là thánh nữ của Phật gia, đất Phật siêu tầm rất nhiều bí mật, trong đó có không ít bí mật liên quan tới thiên kiếp nên ra được đôi phần. Thế nào là kiếp pháp tắc thân, đám đông đồng loạt nhìn sang. Dính dáng tới một loại ấn ký pháp tắc, ma hậu nhẹ nhàng đáp, cũng không nói gì nhiều. Cô ta chỉ biết chừng này, còn về ấn ký, cô ta cũng biết mơ hồ thôi, bởi vì không đạt đến đẳng cấp đó. Đùng, đùng uỳnh uỳnh, kiếp của cảnh giới thiên võ càng lúc càng ác liệt. Mà trận đấu của Triệu Bân và Nguyệt Thần pháp tắc cũng càng lúc càng đẫm máu, ngẩng đầu nhìn lên, trong màn sấm chớp bạo ngược nhuốm đầy đốm máu, toàn là của Triệu Bân, đại chiến đến nay, hắn không còn hình người nữa rồi. Có thật là trời bảo vệ anh tài không? Ông già tóc trắng rơi xuống, hạ cánh trên một đỉnh núi. Ông ta ở phàm giới vô số năm, chứng kiến vô số nhân tài kiệt xuất, nhưng người nổi bật như Triệu Bân không được mấy người. Thế mà kiếp thiên võ của tên tiểu bối này chọc ngay phải một vị pháp tắc thân, đã vậy còn là pháp tắc thân của thần linh. Một người phàm làm sao có thể đấu với thần linh cùng đẳng cấp chứ? Đây là thiên kiếp, cũng là tử kiếp. Quả đúng là thần linh, phán đoán của ông ta giống hệt Nguyệt Thần. Nhắc đến Nguyệt Thần, cô ta cũng giàu dĩ lắm, dường như trời xanh muốn đùa giỡn với cô ta vậy. Cái gọi là khế ước đêm đó, cô ta chỉ buột miệng nói, nhưng âm thầm biến thành sự thật. Quả thật tạo ra một kiếp số nhân quả cho Triệu Bân. Người trong thiên hạ không thể nhìn nổi nữa, họ không nỡ nhìn. Thánh tử Thiên Tông thê thảm quá, bị người ta đè ra đánh từ đầu đến cuối. Thiên kiếp này, phải làm thế nào mới vượt qua được, đám đông lại nhìn sang ma hậu. Đánh bại pháp tắc thân hoặc cầm cự qua thời gian nhất định, ma hậu chậm rãi nói. Chẳng có cái nào dễ dàng hết, đám đông hít một hơi thật sâu. Đánh bại pháp tắc thân. Họ không dám kỳ vọng, cầm cự hết thời gian là được rồi. Phụt, máu vàng bắn ra khắp nơi. Triệu Bân lại lần nữa hộc máu, từ trên trời rơi xuống. Cùng với một tiếng nổ lớn, đỉnh núi bị va phải nên ầm ầm đổ sập. Ngược lại, Nguyệt Thần pháp tắc vẫn đứng yên giữa không trung, toàn thân không một vết thương, khiến người ta bất giác nghĩ rằng cô ta thực sự là một vị thần, đại diện cho ý chí của trời xanh, trừng phạt kẻ ngỗ nghịch. Chết rồi, không ít người lầm bầm. Vẫn còn sống, các lão bối đều nói vậy. Nếu Thánh tử Thiên Tông chết đi, thiên kiếp cũng sẽ biến mất theo. Điều họ muốn biết là lần này liệu Thánh tử Thiên Tông có thể nghịch thiên và tạo ra thần thoại. Trước ánh mắt chăm chú của đám đông, Triệu Bân đứng dậy. Tuy hắn bị thương thê thảm nhưng bình tĩnh hơn trong tưởng tượng của họ, bình tĩnh nhìn lên hư không. Đánh nhau lâu như vậy rồi, chắc hẳn tâm cảnh của hắn cũng nâng cao hơn, không tìm được chút sợ hãi nào trong đôi mắt kia. Đây là thiên kiếp. Hắn không được phép khiếp sợ, càng sợ thì thiên kiếp càng mạnh. Khởi động đến đây là hết. Hắn điềm tĩnh nói như vậy với Nguyệt Thần pháp tắc. Lời này tuy rất nhẹ nhàng, nhưng người trong thiên hạ chỉ thấy khóe miệng giật giật. Không riêng gì họ, Nguyệt Thần và ông già tóc trắng cũng giật giật khóe miệng. Tên tiểu tử này chắc bị đánh nhiều quá ngốc luôn rồi, đã bị đánh đến mức ấy mà khẩu khí vẫn ngông cuồng như vậy, hóa ra ngươi vẫn chưa dùng hết toàn lực à. Đáp án chắc chắn là vậy rồi. Triệu Bân đã dùng tới toàn lực. Nhưng ai bảo sau khi dùng toàn lực rồi không thể có sức mạnh đỉnh cao hơn nữa. Sức mạnh của hắn đến từ niềm tin, thiên kiếp chẳng qua cũng chỉ là ý chí, phải nhìn xem ai kiên cường hơn. Đùng! Nguyệt Thần pháp tắc giơ tay, vung trưởng từ trên trời xuống. Đó là một bàn tay lớn che trời, khiến cho bầu trời cũng u ám khó tả. Đánh! Triệu Bân hô lên một tiếng vang vọng rồi bay ngược lên trời, vung nắm đấm xuyên qua bàn tay kia. Đòn tấn công này khiến mọi người chấn động, chỉ ít thì Nguyệt Thần và ông lão tóc trắng rất kinh ngạc. Nguyệt Thần pháp tắc cũng phải lùi về sau một bước vì chấn động, sấm sét bao quanh thể phách cũng tiêu tán đi vài phần. Cô ta không có ý thức cũng không có tình cảm nên tất nhiên sẽ không tỏ ra kinh ngạc. Một tay cô ta niệm chú, diễn hóa ra một vầng mặt trăng và một vầng mặt trăng ở nơi cao nhất của bầu trời. Ánh nắng ấm áp nhưng hủy diệt, ánh trăng lạnh lẽo mà cô độc chiếu rọi xuống thế gian. Đều mang khả năng hủy hoại vô cùng lớn. Lòng ta không chết. Thân này bất diệt. Nắm đấm thứ nhất của Triệu Bân đánh vỡ mặt trời. Nắm đấm thứ hai của hắn tiêu diệt mặt trăng. Nắm đấm thứ ba hất văng Nguyệt Thần pháp tắc. Không ai biết tại sao ba cú đấm của hắn lại trở nên đáng sợ như vậy. Chỉ biết rằng lúc này đây trên cơ thể hắn có thêm vài luồng khí tức khó có thể miêu tả, cũng có thể.
là một thứ ý chí chiến đấu, một loại ý chí mà có ta không có địch, ngoài ra ta còn ai nữa, khiến niềm tin của hắn rực cháy thành một loại ý chí bất tử bất diệt. Người ngoài nhìn không sai. Đây là giác ngộ của Triệu Bân. Không quên sơ tâm, sẽ thành đại đạo. Lời của Trường Sinh Tiên vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Võ đạo tu thân, ngộ đạo tu tâm, bất kể muốn thành tiên hay thành thần cũng là một con đường nghịch thiên. Hắn có thể ngã xuống núi thây biển máu, nhưng tuyệt đối không thể ngã gục dưới thiên kiếp. Đùng, đùng uỳnh uỳnh. Sự ngỗ nghịch của kẻ độ kiếp dường như chọc giận ông trời, tiếng sấm đi đùng lại vang lên. Trước đó, các khán giả đồng loạt lùi về sau, bởi vì sấm sét quá điên cuồng, vô số tia chớp bay loạn xạ. Đánh! Triệu Bân cuốn theo uy thế càn quét bát hoang mà lao ngược lên trời. Ý chí chiến đấu của hắn đạt tới trạng thái đỉnh cao hơn, thậm chí sấm sét ngập trời cũng phải né sang một bên. Nguyệt thần pháp tắc cũng hành động, cơ thể uyển chuyển và hư ảo được bao bọc bởi một lớp áo giáp sấm sét. Đùng, binh, đùng. Nghỉ ngơi chưa được vài khoảnh khắc, trận chiến kinh thiên động địa lại tiếp tục. Thánh tử Thiên Tông không còn rơi vào thế lúng túng nữa, hắn và Nguyệt thần pháp tắc đánh nhau ngang sức ngang tài. Một người là kẻ độ kiếp, một người là pháp tắc thân, một rồng một phượng, đánh nhau từ bầu trời phía đông sang bầu trời phía tây, từ bầu trời phía tây sang tầng mây phía nam, từ tầng mây phía nam sang tầng mây phía bắc, ai nấy đắm mình trong sấm sét, đánh nhau long trời lở đất, tiếng nổ rung chuyển bốn phương. Thế là chuyển bại thành thắng rồi à? Người trong thiên hạ há miệng, đờ đẫn nhìn. Ai cũng nhìn ra được, Triệu Bân càng đánh càng mạnh, mà ở phía đối diện, người kia càng đánh càng yếu. Hay lắm! Ông già tóc trắng cảm thán, đúng là đánh giá thấp tiềm năng của phàm nhân. Ánh mắt của Nguyệt Thần có vẻ kỳ lạ, không biết tại sao, thấy Triệu Bân đánh đuổi pháp tắc thân, toàn thân cô ta cảm thấy rất mất tự nhiên, e rằng tên đó nằm mơ cũng muốn xử lý cô ta. Dường như bây giờ là một cơ hội rất tốt. Ai bảo pháp tắc thân kia trông chẳng khác gì cô ta chứ? Trên thực tế, Triệu công tử triển khai toàn bộ khả năng chiến đấu cũng có phần trăm liên quan đến phương diện này. Nhớ lại trước kia, cứ dăm bữa nửa tháng hắn lại ăn đòn một trận, không thể thiếu được công lao của Nguyệt Thần, lúc nào cũng khiến hắn trở tay không kịp. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Hắn phải coi pháp tắc thân này như Nguyệt Thần, tìm lại thể diện cho bản thân. Tú Nhi có câu gì ấy nhỉ, ăn đòn cũng là một kiểu tu hành. Đùng! Tiếng sấm chớp đột ngột vang lên, Nguyệt Thần pháp tắc bị đẩy lùi. Triệu Bân dũng mãnh vô song, vung trưởng đánh cô ta rơi khỏi bầu trời. Mặt đất chịu trận, Nguyệt Thần pháp tắc rơi xuống tạo ra một hố sâu hóm. Không đợi cô ta đứng dậy, Triệu Bân từ trên trời lao xuống, đánh cho cô ta một trưởng văng ngược trở về. Cảnh tượng phía sau hết sức vô pháp vô thiên. Người nào đó chắc hẳn đã ăn nhầm thuốc nổ, tiện thể còn tiêm cả một ống máu gà, không chỉ có sức chiến đấu ngút trời mà lửa giận cũng tăng cao, hắn tóm lấy cánh tay của Nguyệt Thần pháp tắc, tặng cho cô ta một trận quăng quật. Đùng, binh, đùng. Âm thanh binh bốp vang lên không ngớt. Mỗi lần Nguyệt Thần pháp tắc rơi xuống, mặt đất sẽ vang lên tiếng nổ ầm ầm. Mỗi lần tiếng nổ vang lên, trái tim bé bỏng của những người đứng xem lại đập thình thịch. Thế này, khóe miệng của ông già tóc trắng giật giật, tên tiểu tử này mất nét quá đấy. Đó là pháp tắc thân của thần linh mà bị phàm nhân quăng đi quật lại, khác nào vả vào mặt ông trời. Phải biết rằng, Nguyệt Thần pháp tắc đại diện cho ý chí của bầu trời, có cần phải làm đến mức độ đó không? Đến cả ông ta còn như thế, huống hồ là người trong thiên hạ. Ai nấy không khỏi sững sờ, Hồng Uyên hay Ma Hậu cũng phải âm thầm nuốt nước bọt. Cổ nhân dạy chẳng hề sai, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, đời này ngỗ nghịch hơn đời trước. Nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Nhiều người tặc lưỡi, nhất là những kẻ từng bị Triệu Bân quăng quật, cảm nhận rất chân thực. Ví dụ như Lạc Hà, một trong số những người chúng thường, e rằng trong từ điển của tên kia không có mấy chữ thương hoa tiếc ngọc. Vả lại, vạn vật đều có thể quăng được, cho dù là thiên kiếp, hắn cũng quăng quật liên hồi. Người xa sầm mặt mũi nhất là Nguyệt Thần. Tuy đó chỉ là pháp tắc thân, nhưng nhìn sao cũng thấy bực bội lắm. Dưới bầu trời đông nghìn nghịt người. Tất cả đều là khán giả trung thành, đến xem Triệu Bân thi triển thần uy. Thánh tử Thiên Tông đập người thật sự rất chuyên nghiệp. Tư thế vô cùng bá đạo, cả chuỗi động tác liền mạch lưu loát, đánh đến mức mặt đất chấn động rung lên ầm ầm, lôi điện từ Nguyệt Thần pháp tắc bắn ra chung quanh. Pháp tắc không có ý thức. Nhưng lúc này Nguyệt Thần pháp tắc lại bị nện tới độ tỏ rõ thái độ khó chịu. Lần đầu tiên gặp người độ kiếp kiểu này. Ông già tóc bạc nói ra mấy câu thấm thía.
Ông ta từng gặp trăm ngàn kiểu thiên kiếp, bao gồm cả kiếp pháp tác thân nhưng không có lần nào là không phải thập tử nhất sinh, nhưng lợi hại như Triệu Bân thế này thì thật sự mới gặp lần đầu, dù là một vị thần từng trải nhưng hôm nay cũng được mở rộng thêm tầm mắt. Nhóc con được lắm, đợi ta quay lại. Cuối cùng, Nguyệt Thần thu mắt, chuyên tâm tấn công nguyền rủa của thần. Triệu Bân tức giận, cô ta cũng thức quá đây, cần phải tìm cách giải tỏa, sức chiến đấu lập tức bộc phát mạnh. Chúc phúc của thần và cửu thế chúc phúc cũng không khác là mấy. Cả ba hợp lực với nhau, đánh cho nguyền rủa tán loạn từng chút, tiêu diệt nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Đi chết đi. Triệu Bân vận sức ở eo, đánh ra một đòn mạnh mẽ. Nguyệt thần pháp tắc thật sự đã bị hắn đánh nát, nổ tan thành một đống tia chớp. Nhưng thiên kiếp vẫn chưa dừng lại, không gian lại nổi sấm sét, Nguyệt thần pháp tắc vừa bị tiêu diệt là đã nhanh chóng khôi phục lại nguyên hình, trên tay còn cầm thêm một thanh kiếm bằng sét. Cô ta vung kiếm, chĩa về phía xa, sấm chớp liền đổ xuống dập trời. Triệu Bân càng bá đạo hơn, bất chấp sấm chớp, bay ngược lên trời. Hám thiên quyền dũng mạnh không hề thua kém. Nguyệt thần pháp tắc đang vừa mới đứng vững đã bị đánh tan nửa phần thân. Cô ta cứ như bất tử, thân thể vừa đánh nát một nửa là lại được lôi điện tái tạo. Đánh không chết sao? Thương Khung không nhìn được mà chau mày. Mọi người cũng thấy khó hiểu, kể cả Hồng Uyên, ông ta nhìn sáng Ma Hậu. Chưa hết thời gian. Ma Hậu khẽ nói, chính cô ta cũng không quá chắc chắn. Cô ta cũng chỉ mới nghe đồn chứ trước đó chưa từng tận mắt thấy pháp tắc thân. Cô ta không rõ nhưng ông già tóc bạc lại tường tận vô cùng, thiên kiếp pháp tắc thân rất đáng sợ, vậy càng không cần phải nói đến pháp tắc thân của một vị thần, sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt, lúc này vẫn chưa là gì đâu. Đùng, uỳnh. Đại chiến lại bùng phát, tiếng nổ vang rền khắp trời đất. Thế nhân run rẩy, mà mắt ai cũng rực sáng, hôm nay họ thật sự đã được mở rộng tầm mắt, một trận thiên kiếp quỷ dị nhưng lại có quá trình mỹ diệu vô song, thế này đặc sắc hơn việc đánh ân chú nhiều. Nhắc đến ân chú, kẻ này đã ló đầu ra rồi, chỉ có điều lão ta ở khá xa, cái đầu bị đánh chết trước đây đã mọc ra trở lại, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt hung hãn đáng sợ như một ác quỷ. Lão ta lại khá bình thản, muốn đợi Triệu Bân độ kiếp xong rồi mới bể cho hắn một nhát người đời không biết đây là kiếp gì nhưng lâu ta khá dễ cùng tường tận sự đáng sợ của nó dù Triệu Bân độ kiếp không chết, hắn cũng sẽ bị thương nghiêm trọng thôi. Đối với lão ta, đó sẽ là cơ hội ngàn năm khó gặp. Cả Huyết Tôn và Ác Vương có cùng ý tưởng, cặp đôi này đúng là cá mè một lứa, dưới ánh trăng mờ, một người xuất hiện ở phía đông, một người xuất hiện ở phía tây, kẻ nghiến răng nghiến lợi, người thì mặt mũi hằm hằm, bọn họ đều bị thua dưới tay Triệu Bân, sao có thể không tìm hắn báo thù cho được. Nghĩ tới nghĩ lui, cả ba đều chọn cách từ bỏ. Cả ba đều trọng thương, mà bên kia lại tập trung quá nhiều cao thủ, chẳng nói người khác. Chỉ nói đến Ma Quân Bất Diệt và Hồng Uyên Đại Hạ thôi cũng đã đủ khiến họ mệt thân rồi, đừng nên tạo nét tạo đường làm gì. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cả ba đều ẩn mình vào bóng tối, không còn thấy đâu nữa. Trước khi đi, cả ba cách không liếc mắt nhau, Ác Phương còn đỡ, ánh mắt Huyết Tôn nhìn ân chú lại đầy sự hung tàn bạo ngược, con chó do mình nuôi lại suýt cắn chết. Chúng ta liên minh được không? Có giọng nói từ xa truyền đến từ phía ân chú bỏ đi. Chỉ Huyết Tôn và Ác Phương có thể nghe thấy câu nói đó. Hai người họ đều không đáp lại. Im lặng là đồng ý. Có cùng chung kẻ địch, hợp tác là sự lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua, trước khi bắt tay với nhau, có vài chuyện cần phải nói cho rõ, Huyết Tôn rất muốn tìm ân chú tâm sự chuyện đời. Không nói rõ ràng, không cho lợi ích thì sao có thể bỏ qua chuyện bản thân bị lừa được. Quỳnh, ba người vừa mới đi, Nguyệt Thần pháp tắc liền bị Triệu Bân đánh tan. Giống như mấy lần trước, cô ta nhanh chóng tái tạo lại sấm sét vẫn rằng xé như cũ, vẫn chẳng thấy rõ gương mặt. Tới đi. Triệu Bân sôi sục ý chí chiến đấu, không ngừng tấn công. Cục diện vẫn chưa có gì thay đổi, Nguyệt Thần pháp tắc vẫn liên tục bị đánh tan. Trong lúc bị đánh tan, uy thế của cô ta yếu dần đi, sấm chớp cũng nhạt dần. Cũng có nghĩa là thiên kiếp đang đi tới hồi kết, Triệu Bân đã vượt qua được thời kỳ khó khăn nhất. Ổn rồi. Ông già tóc bạc khẽ mỉm cười, thuận tay lấy ra một bình rượu. Cả đời ông ta chưa từng phải kinh ngạc mở to mắt như thế lần nào, nhưng hôm nay lại phải bất ngờ trước Triệu Bân. Đã nói rồi mà, phàm giới không phải nơi bình thường, không ra nhân tài thì thôi, vừa có là cấp bậc nghịch thiên, người như Triệu Bân, dù ở tiên giới hay thần giới, hắn đều thuộc dạng nhân vật xuất chúng. Theo ông ta cũng phán đoán nhất định là cục diện đã ổn rồi.
Triệu Bân cũng thật sự không phụ kỳ vọng của mọi người, thật sự đánh cho Nguyệt Thần Pháp Tắc không còn đủ sức ngóc đầu. Nguyệt Thần Pháp Tắc lúc này không còn lội uy, cơ thể cũng trở nên trong suốt, người đời dường như còn thoáng nhìn thấy được khuôn mặt thật của cô ta, đẹp không sao tả nổi, phải nói là tuyệt sắc thiên hạ. Kết thúc rồi. Triệu Bân lạnh lùng nói rồi tung ra một đấm với sức mạnh kinh thiên động địa. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Nguyệt Thần Pháp Tắc bị đánh tan thành mây khói dưới quyền kia. Lần này không còn khôi phục được nữa. Tiếng sấm cũng biến mất. Xong rồi sao? Trời đất bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều đang quan sát nhưng không có ai dám tiến lên trước vì sợ sẽ có thêm một hồi sét. Thánh tử Thiên Tông độ kiếp thì không thể tùy tiện chạy lung tung đâu. Kinh nghiệm xương máu đó, có vẻ nó, cũng là chân lý hôm nay. Một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì trên bầu trời, chỉ mình Triệu Bân đứng sừng sững ở đó giống như một tấm bia vững chãi. Sau khi vượt qua kiếp thiên võ, uy áp và sát khí của hắn đáng sợ vượt ngoài sức tưởng tượng. Ánh mắt mọi người nhìn hắn thoáng vẻ kính sợ. Hôm nay Thánh tử Thiên Tông lại tạo nên một giai thoại. Thời đại mới đã mở ra. Rất nhiều lão tiền bối hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy cảm xúc. Không ai dám phản bác câu nói đó. Thời đại của Hồng Nguyên Đại Hạ đã qua rồi. Thời đại của Thánh tử Thiên Tông đang đến. Diệt! Không ai nghe thấy được tiếng hét đó. Là Nguyệt Thần đang nói, cuộc đại chiến với bóng tối đã đang đi tới hồi kết. À! Trong lời nguyền của thần như có tiếng thét khàn đặc. Không ai có thể nghe thấy tiếng hét này nhưng chất chứa bên trong là tràn đầy oán hận và phẫn nộ. Kết thúc rồi lời chúc phúc của thần tỏa ra ánh sáng vành hằng xóa tan hoàn toàn lời nguyền còn bản thân chúc phúc cũng mất hết hào quang, biến mất cùng với lời nguyền, biến thành hư không. Nếu ta chết, thì đến lượt ngươi. Giọng nói mang đầy sự tang thương. Nguyệt Thần than khẽ một tiếng, thoát khỏi bóng tối, quay trở về ý thức của Triệu Bân. Có lẽ vì hồn lực của cô ta quá mạnh, còn bất ngờ xuất hiện nên trong đầu Triệu Bân bỗng nổ vang một tiếng. Phụt! Triệu Bân hộc máu, ngã cắm đầu từ trên trời xuống. Khi mấy người Hồng Nguyên chạy đến thì hắn đã bất tỉnh. Chắc là đã bị thương quá nặng. Mọi người hít sâu một hơi, không ai hoài nghi. Chỉ có ông già tóc bạc là hơi nheo mắt. Hình như vừa rồi ông ta có ngửi thấy một tia hồn lực của thần linh. Nhưng lúc nhìn kỹ lại thì không còn thấy đâu nữa. Ông ta vuốt râu, nhìn Triệu Bân với ánh mắt xa xăm. Lẽ nào tên nhóc này đã đánh bại thần linh cùng cấp nên lây dính một chút khí uẩn của thần sao? Đi thôi. Hồng Uyên không dừng lại, đưa Triệu Bân về thẳng Thiên Tông. Ma Quân và các cao thủ thành Thiên Thu không đi theo, đế đô của Đại Hạ bị tàn phá, núi Bất Tử cũng thành đống hoang tàn, họ phải về trấn giữ, không thể để Huyết Tôn và Ân Chú thừa cơ quay đầu cắn ngược. Còn về phần Triệu Bân, bọn họ không thấy lo lắng chút nào. Hắn đã vượt qua được thiên kiếp, còn lại chỉ cần từ từ điều dưỡng là được. Đây là một cuộc lột xác, chỉ còn một bước nữa thôi là Triệu Bân có thể niết bàn rồi. Nhân vật chính rời đi. Kịch hay cũng kết thúc. Nhưng khán giả lại thấy nuối tiếc, đứng mãi không chịu đi. Đêm nay sẽ được ghi vào sử sách. Đêm nay thật sự quá không tầm thường. Sấm sét kinh thiên động địa, cú sau còn kinh khủng hơn cú trước, cơ ngân chính là Triệu Bân, đế đâu có linh mạch, Ân Chú tạo phản. Hồng Tước Hiển Linh, Tử Y Hầu Tử Trận, Thánh Tử Thiên Tông tăng cấp, thiên kiếp kỳ dị mang tính hủy diệt. Mỗi một chuyện đều khiến người đời phải giật mình. Sự thật đúng là như vậy. Các nước nghe tin xong đều kinh hãi tới mức muốn rớt luôn cằm. Đại Hạ đúng là đầy dẫy nhân tài, Triệu Bân là nổi trội nhất. Rút binh, gửi thư ngưng chiến tiếp đi. Các vương triều lớn cử người đến Đại Hạ ngay trong đêm. Dừng chiến thôi, họ không chịu nổi đâu. Mình Hồng Uyên thôi đã đủ cho bọn họ lộn ruột rồi, giờ thêm Triệu Bân còn đáng sợ hơn nữa, vậy đánh cái quái gì nữa? Ai mà dám đánh chứ? Lúc Triệu Bân xuất hiện trở lại thì hắn đã nằm trong thiên trì của Thiên Tông rồi. Hắn đã trở thành khách quen của chỗ này, cứ cách dăm ba hôm là lại đến một lần. Lần này đến, động tĩnh khá lớn. Đệ tử và trưởng lão của cả Thiên Tông đều đến quan sát hắn. Từ khi đế đô hỗn loạn đến lúc kiếp thiên võ kết thúc, bọn họ đều bị nhốt trong tông, nhưng tai lại liên tục được tường thuật những chuyện xảy ra bên ngoài, đúng thật là toàn những chuyện kinh thiên động địa. Đại Hạ có nhiều bí mật đến vậy mà giờ họ mới biết, còn cả thân phận của cơ ngân nữa, bộ phim truyền hình dài đến 80 tập cũng là giả sao. Đúng là diễn viên giỏi mà. Rất nhiều người hít sâu, không ngừng tặc lưỡi. Càng có nhiều người cảm thán,
mới có 2 năm thôi mà tên đó đã gia nhập hàng ngũ cảnh giới thiên võ rồi. Nhớ năm xưa, lúc Triệu Bân mới đến Thiên Tông, hắn còn bị mấy lão già xem thường, xem như trái banh ra mà đá tới đá lui, đến cuối cùng lại thành ra một thiên tài có 102, là cảnh giới thiên võ trẻ nhất trong lịch sử. Đời này đừng mong chờ mình nữa. Những kẻ thù trước đây của hắn như bọn Ngô Khởi đều tự cười nhạo bản thân. Từ đầu đến cuối bọn họ đều không phục Cơ Ngân, đến giờ thì đã thật sự phục rồi. Tối nay ngủ không được rồi đây. Bất kể đệ tử hay trưởng lão, ai cũng đều tìm cho mình chỗ mát mẻ để ngồi. Có quá nhiều bất ngờ, bọn họ phải ngồi uống chén trà cho bình tĩnh lại đã. Thiên Trì. Triệu Bân vẫn còn đang hôn mê. Nguyệt Thần trong ý thức của hắn cũng đang hôn mê. Mấy ngày nay cũng thật vất vả cho Tú Nhi, từ khi vào cuộc chiến, nếu không phải đánh nhau thì cũng là sắp sửa đánh nhau, tinh lực đã bị cạn kiệt, cô ta mệt mỏi đến cực điểm, cần phải được nghỉ ngơi. Hồn thể đang biến đổi trong lúc ngủ say. Trận chiến với Lời Nguyền vừa là kiếp nạn vừa là tạo hóa. Hồn lực của Nguyệt Thần tinh túy hơn nhiều so với trước đây, hồn thể cũng ngưng thực hơn, có thêm khí uẩn của thần linh. Lúc tỉnh lại, không chừng cô ta có thể ra khỏi ý thức và không cần phụ thuộc vào Triệu Bân nữa. Cửu thế chúc phúc vẫn còn đó. Nó đang ở trong bóng tối. Thiên đạo đã nhận sự chúc phúc này, nó đã có tác dụng. Mau, mau, mau lên. Núi Bất Tử vào lúc sáng sớm mà lại có không ít tiếng la hét. Nhìn xuống dưới có thể thấy người trong núi đông nghịt, trừ một số người ra ngoài, tất cả người già, người trẻ đều ra trận, xây dựng lại thành trì. Còn những người như Ma Quân và Ma Hậu thì chịu trách nhiệm sửa trận pháp. Nhiều người nhiều sức, ai cũng làm việc hăng say. Bên đại hạ cũng khí thế ngất trời. So với núi Bất Tử, có vẻ đế đô bị hủy hoại nặng hơn, một nửa hoàng thành bị sụp đổ, lầu gác không tránh khỏi, khắp nơi hoang tàn, đâu còn phồn hoa như ngày xưa. Hết cách rồi, chỉ còn nước xây dựng lại thôi. So về số lượng nhân thủ, đại hạ vẫn nhiều hơn. Để xây dựng lại đế đô, hoàng tộc đã phái cả lính tham gia. Tường thành, cung điện có thể xây dựng lại nhưng tiên trận bị hư hại thì không cách nào sửa chữa nữa. Sửa chữa trận pháp cấp tiên yêu cầu cao thủ có tu vi thấp nhất là cảnh giới chuẩn tiên, mà tạm thời đại hạ lại không tìm được người như thế. Còn cả đại địa linh mạch nữa, nó đã không còn tồn tại. Nhưng tất cả mọi người đều chắc chắn rằng khí vận của đại hạ vẫn còn. Khí vận của đại hạ là Thánh Tử Thiên Tông, có hắn là vẫn còn long triều đại hạ. Tối qua thật sự có quá nhiều bất ngờ. Một hồi sấm sét kinh thiên làm lão phu suýt không chịu nổi. Lần này Triệu Bân chẳng cần phải che giấu nữa, có thể quang minh chính đại chơi đùa rồi. Đế đô được xây dựng lại, không ai rảnh rỗi, mọi người nói chuyện rôm rả, tiện thể còn lôi mấy chiến tích huy hoàng của ai kia ra kể, càng nói càng thấy phấn khích. Đại điện trong hoàng cung. Hồng Uyên và các trưởng lão đều có mặt. Trong điện, hai cái xác được đặt song song với nhau. Một là Hồng Tước, người kia là Tử Y Hầu. Mấy người Hồng Uyên còn đỡ vì đã biết Hồng Tước chết từ lâu. Nhưng Quỷ Minh, Lão Tổ U Tuyền cũng như Vô Mi Đạo Nhân đều tối sầm mặt mũi, bọn họ luôn cho rằng Đại Hạ Hồng Tước vẫn còn sống, và gặp chiến tranh nên được giữ ở lại đế đệ trấn giữ, không ngờ sự thật chỉ là một cú lừa, là Hoàng Phi dù linh giả làm Hồng Tước đúng là chịu khó chịu khổ để lừa bọn họ mà. Nữ soái khẽ than, trong đầu run lên. Sau đó, có một ánh sáng bay ra từ mi tâm của cô ta. Nói đúng ra thì đây là tàn niệm của Hồng Tước hóa thành hồn phách, giống hệt như Hồng Tước sinh ra. Cô ta điên cuồng chui ra khỏi thể tiên của Hồng Tước như một kẻ phát rồ, ôm chặt Tử Y Hầu. Một kẻ gian ác như bà ta mà lại khóc đến đau lòng, người đã nói ngươi sẽ không giết ông ta mà. Đám người im lặng. Ngươi trong lời của tàn niệm của Hồng Tước, chính là ân chú. Ông ta trong lời của niệm của Hồng Tước, là Tử Y Hầu. Điều duy nhất khiến bọn họ bất ngờ là tàn niệm này lại có một đoạn tình cảm như vậy. 2. Hồng Uyên than thở, lặng lẽ xoay người. Ông ta chưa từng yêu ai, nên không biết tình cảm khi đi đến mức độ đậm sâu thì sẽ đến như thế nào, thật sự có thể khiến người ta cuồng si như vậy sao? Thật sự sẽ khiến người ta không màng sống chết, giống như Tử Y Hầu, từ đầu đến cuối chỉ sống vì Hồng Tước. Thiên Tông, Hoàng Tộc hay Đại Hạ gì đều chẳng quan trọng, nhân tính của ông ta. Tín niệm và cố chấp của ông ta từ đầu đến cuối chỉ dành cho một mình Hồng Tước. Màn đêm yên lặng kéo xuống. Dưới ánh trăng, Thiên Tông vẫn rất náo nhiệt. Bởi vì có một người đã xông vào sơn môn của Thiên Tông. Là một bóng người xinh đẹp, quanh thân có dị tượng sản sinh, kết hợp với ánh trăng trông hệt như ảo mộng. Nhìn kỹ mới biết,
chẳng phải là Liễu Tâm Như hay sao? Nàng dĩ nhiên là đến để trông coi Triệu Bân rồi. Đây là lần đầu tiên nàng đến Thiên Tông. Trượng phu của nàng đã ở lại đây 2 năm dưới cái tên Cơ Ngân. Không ai ngăn cản nàng. Cũng không ai dám ngăn nàng. Nhưng nàng lại là tâm điểm của sự chú ý. Thế nhân đều biết chuyện của Triệu Bân, biết hắn có một người thê tử mù. Nhưng hôm nay gặp lần đầu, có vẻ như không giống lời đồn. Cô gái tên Liễu Tâm Như này không chỉ không mù, mà còn là một yêu nghiệt nghịch thiên, huyết mạch bá đạo, thiên phú kinh diễm. Chỉ sau 2 năm mà đã đến cảnh giới chuẩn thiên, cùng là người Liễu gia, cùng sinh ra từ một cha, nhưng nàng còn mạnh hơn cả thể thiên linh của tỷ tỷ mình. Đẹp thật đấy. Không ít người lẩm bẩm, đặc biệt là đám nam đệ tử đều nhìn đến si mê. Nhưng bọn họ cũng chỉ khen chứ không hề dám có chút suy nghĩ nào với cô gái này. E là chỉ có người như vậy mới xứng đáng với Triệu Bân. Đứng cùng nhau thì chính là trời sinh một đôi. Liễu Thương Không kia đúng là không tầm thường. Nhóm lão bối tụ tập lại một chỗ, thi nhau tặc lưỡi. Nói như vậy cũng không có ai phản bác. Hai người con gái của Liễu Thương Không, một là thể thiên linh, một còn bá đạo hơn cả thể thiên linh. Huyết thống Liễu gia thật sự kinh khủng vậy sao? Kinh khủng hay không thì không biết, nhưng Liễu Thương Không bây giờ chắc hối hận lắm đây. Chư Cát Huyền Đạo tỏ vẻ thâm sâu, một người con gái thiên tài như vậy mà lại bị bỏ mặc, bị coi là phế vật, phải chịu sự ghẻ lạnh và ức hiếp. Ông ta chắc không ngờ rằng Liễu Tâm Như của 2 năm sau đã mạnh đến mức ông ta không có nổi tư cách chiêm ngưỡng. Đúng là như thế, Liễu Thương Không lúc này đã cực kỳ hối hận. Nghe nói rằng ông ta đang tự nhốt mình trong phòng được 3 ngày 3 đêm rồi. Cơ Ngân danh chấn bát hoang hóa ra là Triệu Bân, đứa con gái bị ông ta chê bôi lại có huyết thống nghịch thiên, còn đứa con gái mà ông ta coi trọng thì lại là đứa yếu nhất. Mắt của ông ta phải có vấn đề đến mức nào thì mới nhìn nhầm như thế chứ? Trong đường rẽ lên núi, Liễu Tâm Như gặp một người quen. Chính là tỷ tỷ của nàng. Đêm đó, là chính tỷ tỷ của nàng đưa nàng lên kiệu hoa. Đêm đó, nàng thậm chí còn không biết mình sẽ gả cho ai. Như Nhi. Liễu Như Nguyệt khẽ há miệng, hô tên muội muội, nhưng lại tái nhợt vô lực. Hiện thực thật tàn khốc, hết lần này đến lần khác đả kích nàng ta. Vị hôn phu nàng ta luôn khinh thường là một yêu nghiệt nghịch thiên, đứa muội muội nàng ta chê bai cũng lại là một yêu nghiệt nghịch thiên. Nàng ta ngày xưa thì cao cao tại thượng, bây giờ lại chẳng là cái thá gì trước mặt bọn họ. Đây, là sự trừng phạt dành cho nàng ta hay sao? Tỷ, đã lâu không gặp, Liễu Tâm Như cười dịu dàng. Nàng vẫn là cô gái hiền lành đó, tựa như không thù hận gì ai, chỉ nhớ rõ sự đẹp đẽ hoàn hảo của tỷ tỷ kia đưa nàng lấy chồng, cũng chính là Triệu Bân. Nếu không có màn thay cột đổi xa đó thì nàng cũng sẽ không có ngày hôm nay. Đã lâu không gặp, Liễu Như Nguyệt sượng sùng, không dám nhìn thẳng muội muội. Ngày xưa nàng ta kiêu ngạo thế nào thì bây giờ tự thấy bản thân nhục nhã cỡ đó. Đêm dần sâu hơn, Liễu Tâm Như càng đi càng xa. Lúc đến Thiên Trì thì Triệu Bân vẫn đang nằm yên tĩnh nơi đó. Hắn không còn nguy hiểm nữa, vết thương do thiên kiếp gây ra cũng biến mất. Khí huyết toàn thân căng phồng, có các dị tượng cổ xưa đang diễn hóa. Mặc dù Triệu Bân đang ngủ say nhưng uy áp vẫn kinh khủng như cũ, nàng đang ở cảnh giới chuẩn thiên cũng thấy áp lực. Sự áp chế này không chỉ từ tu vi mà còn từ huyết mạch. Răng rắc, tiếng xương cốt va chạm trong cơ thể Triệu Bân càng thêm kéo dài. Sau một kiếp nạn cần có lôi phà tẩy lễ, bản thân tự lột xác trong niết bàn, thúc đẩy căn nguyên và thể phách dung hợp, chế tạo lại thân xác, ngay cả từng giọt máu chảy trong cơ thể đều sáng loáng chói mắt. Võ hồn cũng tinh túy đến cực hạn. Nếu có tiên nhân ở đây thì chắc sẽ kinh ngạc lắm. Bởi vì hồn phách của hắn lúc này đang có dấu hiệu của nguyên thần lột xác. Chàng nghỉ ngơi đi cho khỏe. Liễu Tâm Như cũng đi vào trong thiên trì, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Triệu Bân. Không ai quấy rầy bọn họ, đến cả trưởng lão canh ở đây cũng đã tự giác lui ra ngoài. Triệu Bân rất mệt mỏi, chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng mấy lần ngăn cơn sóng dữ cho đại hạ thôi, bất kỳ lần nào cũng là một hành động vĩ đại, hắn là đại công thần của đại hạ. Trong cơn say ngủ, Triệu Bân thỉnh thoảng kêu rên. Triệu Bân không ngủ được ngon, giống như gặp ác mộng. Nếu ta chết, ngươi phải thay. Trong cơn mơ, câu nói này giống như ma chú găm vào linh hồn của hắn. Vang vọng như kinh Phật. Không biết là ai nói, chỉ biết nó rất tang thương và cổ lão. Hắn nghe được thì Nguyệt Thần cũng thế. Dáng ngủ của người này rất là hay, chắc là bị đánh thức ngồi dậy chửi to một tràng,
rồi lại phịch một tiếng ngã xuống, tiếp tục hôn mê. Cái tư thế ngủ kìa, ngã chổng vó, đúng là đẹp hết nước chấm. Oanh! Không biết đến ngày thứ mấy, Thiên Tông gặp dị tượng. Đương nhiên là của Triệu công tử đang lột xác niết bàn trong giấc ngủ say rồi. Vào ban đêm, dị tượng sáng tỏ hơn bình thường, có thể thấy chòm sao Thương Long xoay quanh 9 tầng mây, khiến Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, thấy Bạch Hổ gào thét sơn lâm, thấy được Huyền Vũ nghênh thiên khai lộ, có cả thánh thú Kỳ Lân lao nhanh trong hư vô. Bất kỳ cảnh tượng nào cũng đều chói lóa ánh sáng, chiếu rọi bầu trời đêm. Yêu nghiệt nghịch thiên đúng là luôn có lối đi riêng. Đây là lần đầu tiên trong đời ta được chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ thế này. Một thời đại mới sắp sửa được mở ra trong tay hắn, đúng là hợp lòng chúng ta. Hôm ấy có rất nhiều người tụ tập bên ngoài Thiên Tông. Tiếng thổn thức tặc lưỡi vang lên liên tục, xem hẳn mấy ngày liền. Dị tượng cũng rất nề mặt, diễn ra mấy ngày liền. Đến ngày thứ 6, dị tượng mới tiêu tan. Lông mày nhíu chặt của Triệu Bân cuối cùng mới giãn ra, hắn vẫn chưa tỉnh lại mà đang đơn một bước cuối cùng của lột xác niết bàn. Liễu Tâm Như vẫn luôn thủ hộ ở bên cạnh. Tiểu Kỳ Lân chạy loanh quanh, nhảy nhót vô cùng hoạt bát. Triệu Bân trải qua một kiếp nạn, nó cũng được lợi cùng, bị động trải qua thiên võ kiếp nên được tẩy luyện từ trong ra ngoài, đừng nhìn dáng vóc nó không cao nhưng uy áp cũng mạnh lắm đấy. Tú Nhi, Triệu Bân đang ngủ say bỗng nhiên lầm bầm. Liễu Tâm Như nghe không hiểu. Tiểu Kỳ Lân cũng tròn mắt. Triệu Bân chưa tỉnh lại, cũng chưa có phản ứng, mà đang kinh ngạc nhìn ý thức của mình, kinh ngạc nhìn bóng dáng xinh đẹp kia. Đó là Nguyệt Thần sao? Cô ta đang ngủ trong ý thức của hắn, tư thế ngủ vô cùng đẹp đẽ. Lúc này, hắn từ từ mở mắt. Rất lâu sau vẫn chưa thấy Triệu Bân ngồi dậy mà cứ nằm đó như kẻ ngốc, bất động nhìn trời. Thực ra thì hắn đang dồn lực chú ý vào trong ý thức, ban nãy hắn chưa tỉnh ngủ, còn mơ hồ. Nên tưởng là bản thân nằm mơ, nhưng bây giờ thì hắn cực kỳ tỉnh táo. Đó chính là Nguyệt Thần. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Vì nhìn thấy rõ nên hắn mới ngơ ngác. Tú Nhi. Hắn gọi một tiếng theo bản năng. Nguyệt Thần vẫn ngủ rất say, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Sau đó, Triệu Bân lại gọi thêm mấy lần. Nhưng Nguyệt Thần cũng không phản ứng gì cả. Thực ra là Nguyệt Thần không hề nghe thấy hắn nói gì. Triệu Bân vừa lột xác xong thì cô ta vẫn đang ở trong niết bàn, nhìn hồn thể trong suốt kia nhuộm đầy trời, tạo nên một loại ý cảnh mộng ảo. Cô ta là thần, giống như ngủ say tại hồi kết của năm tháng, mặc dù có thể thấy nhưng lại chỉ có thể cầu. Triệu Bân không hiểu. Chẳng phải Nguyệt Thần đã đi rồi sao? Sao bây giờ lại quay về? Bân ca ca. Liễu Tâm Như xua tay trước mắt Triệu Bân. Triệu Bân giờ mới hồi thần lại, tự giác ngồi dậy, nhận ra đây là thiên trì. Tiểu Kỳ Lân cũng mò tới, cọ sát bên người hắn. Triệu Bân vẫn hơi mơ hồ vì chuyện của Nguyệt Thần. Hắn có cảm giác là Nguyệt Thần vẫn luôn ở đó, chỉ là chưa từng hiện thân. Đây là một tin tốt, rằng Nguyệt Thần đã quay về. Điều này khiến hắn cực kỳ tự tin. Nguyệt Thần là thần, kiến thức sâu rộng, có thể giải thoát sự khó khăn của hắn, ví dụ như ma chú ám hắc của Ngụy Bí Giả. Hắn không gọi Nguyệt Thần dậy, chắc Tú Nhi vẫn đang niết bàn. Đã lâu không gặp, hồn thể của Nguyệt Thần còn tinh túy hơn trước nhiều. Hắn nhìn mặt trăng hiện ra trong ý thức, rồi dần dần diễn hóa ra. Hai người nương theo ánh trăng đi ra khỏi thiên trì. Đúng như lời của thế nhân, nhìn thế nào đi nữa thì bọn họ cũng cực kỳ xứng đôi. Rất nhiều người xuất hiện, đám trưởng lão và đệ tử của Thiên Tông tụ tập lại. Bái kiến thánh tử. Câu này vang dội khắp nơi. Mà tiếng vấn lễ đều vô cùng chân thành. Bất kể là trưởng lão hay đệ tử. Không nói đến thân phận của Triệu Bân, chỉ riêng cảnh giới thiên võ cũng đủ làm bọn họ kính sợ rồi, vì Triệu Bân là một cường giả uy chấn bát hoang. Đi đến góc ngoặt của núi lại gặp Liễu Như Nguyệt. Hình ảnh kia làm thế nhân cảm khái không thôi. Hôn lễ thay xà đổi cột hôm nay đã kết thúc hoàn mỹ. Bọn họ có thể hiểu được mấy phần cảm xúc của Liễu Như Nguyệt, chắc là hối hận lắm. Xin lỗi. Thiên tri kiều nữ của ngày xưa tái mặt nói ra hai tiếng này. Sự tự diễu này của nàng ta chính là trừng phạt tàn khốc nhất cho sự ngạo mạn ngày xưa. Nàng ta quá hổ thẹn, bất kể là với Triệu Bân hay Liễu Tâm Như, nàng ta là người khiến Triệu gia mất hết mặt mũi. Nàng ta cũng là người sắp xếp vận mệnh của muội muội mình. Liễu Tâm Như hẳn rất bất lực khi bị đưa lên kiệu hoa đêm đó. Triệu Bân im lặng, Liễu Tâm Như thì mỉm cười dịu dàng. Có lẽ bọn họ đều oán hận. Nhưng thực sự có chút cảm kích phát ra từ linh hồn.
Nếu không có sự kiện thay xà đổi cột năm đó thì làm gì có bọn họ của hôm nay, là Liễu Như Nguyệt đã ban tình duyên đến cho họ. Tại ngọn núi trưởng giáo, Dương Huyền Tông đã chờ sẵn. Tình trạng của trưởng giáo Thiên Tông hiện tại đang cực kỳ khó xử. Vẫn là ma chú ấm hắc đang cắn nuốt sức mạnh huyết mạch của ông ta. Triệu Bân hít sâu một hơi, cảm thấy áy náy vì hôm đó không tiêu diệt được ân chú. Nếu Nguyệt Thần tỉnh dậy thì trong trường hợp này cũng sẽ không nói gì. Vẫn câu nói cũ, ân chú không phải cảnh giới tiên bình thường, nếu ông ta lấy toàn lực thì đạo hạnh của Triệu Bân hôm ấy cũng gần như không thể giết được ông ta. Từ nay trở đi, ngươi sẽ trở thành trưởng giáo của Thiên Tông. Dương Huyền Tông nở nụ cười hiền hòa, chắc sẽ không ai phản đối. Triệu Bân không nói nhiều, một tay đặt bên vai của Dương Huyền Tông. Huyết mạch hắn rất đặc biệt, căn nguyên có cả lực cảm giác, có thể trông thấy rõ ràng ma chú ám hắc. Hắn lại một lần dùng căn nguyên để theo dõi. Nhưng ân chú che giấu quá kỹ, theo được nửa đường thì đứt đoạn. Hôm nay là một đêm khác lạ. Quá nhiều người dính ma chú, lột xác trở thành ngụy bí giả, trong đó có không ít người bị Triệu Bân phong ấn, ví dụ như Trần Huyền Lão, Ngô Huyền Thông, Âu Dương Lão Đạo, Đan Huyền. Đều bị băng phong trong địa cung. Thiên Tông là vậy thì nơi khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, dù là trong triều hay đại tướng ở biên quan thì cũng đều ngã xuống. Ngoại trừ cảnh giới thiên võ ra thì đội hình cường giả của đại hạ như cảnh giới chuẩn thiên hay địa tạng đều gặp khó khăn. Đây là một tín hiệu cực không tốt. Ân chú đang điên cuồng trả thù, nếu ông ta khôi phục đầy đủ thì e là sẽ dấy lên một đợt hạo kiếp. Ngoài ra còn huyết tôn và ác vương, ai cũng không phải hạng phàm, nếu chúng liên minh và quyết tâm đè ép đại hạ thì sẽ rất đau đầu. Khi Triệu Bân hiện thân thì đã đến đại điện Hoàng Cung. Trong điện đang có Hồng Uyên, ba người Quỷ Minh, Nữ Soái và Linh Lung. Trừ Hoàng Phi Vũ Linh và Thanh Nhất Sắc ở cảnh giới thiên võ ra thì sắc mặt ai cũng cực kỳ khó coi. Khí thế mạnh thật. Quỷ Minh đương nhiên là nói đến Triệu Bân. U Tuyền Lão Tổ và Vô Mi Đạo Nhân cũng có cảm nhận y hệt. Bọn họ đã đều là thiên võ đỉnh phong, nhưng khí thế không bằng cả Triệu Bân thiên võ sơ cấp. Tên nhóc này hiển nhiên đã vượt qua đại hạ Hồng Uyên. Cho nên nói, bọn họ đã già, thời đại mới đến rồi. Mà thanh niên trước mặt này lại chính là người dẫn dắt thời đại mới. Không lâu sau, Ma Quân, Ma Hậu, Thương Khung, Lão Môn Chủ và Lạc Hà cũng đã kết nhóm đi đến, nhưng đều là phân thân chứ không phải chân thân. Suy cho cùng Thành Thiên Thu vẫn cần được bảo vệ. Bọn họ đến đây không phải để du ngoạn mà là để thương nghị kết minh. Trận chiến trước đó diễn ra rất nhịp nhàng, đại hạ cứu viện Thành Thiên Thu, Triệu Bân thì tỏa trấn đế đô, mặc dù có thương vong nhưng vẫn mở mức thấp nhất, chiến tranh luôn phải có hy sinh. Rốt cuộc là người của nhà nào đây? Nhóm cảnh giới thiên võ nhìn Lạc Hà với Lão Môn Chủ với vẻ kỳ lạ. Cho đến giờ mà họ vẫn không biết hai người này là ai. Triệu Bân thì cho rằng không nên biết vẫn hơn, nếu biết rồi thì chắc giải tán hội nghị mất. Bởi La Sinh Môn những năm qua đã tạo ra không ít huyết kiếp. Lấy tiền của người để làm nhiệm vụ mà. So với hai người này thì nhóm Ma Quân càng đáng kinh ngạc hơn. Nếch thể ngờ được kẻ ác từ 8.000 năm trước lại vẫn còn sống. Chính vì vậy nên nhóm cường giả mới thấy yên tâm. Một bất diệt Ma Quân, một đại hạ Hồng Uyên, một trưởng giáo Thiên Tông, ba đệ nhất thiên hạ của ba thời đại đều tụ tập tại đại điện này. Cùng chung một kẻ địch. Kết minh một trận chiến. Trước đó chỉ là bữa khai vị. Trận chiến chính thức vẫn còn đang mở màn trong bóng tối. Ban đêm, Nữ Soái và Linh Lung lao đến Thành Thiên Thu muốn hợp lực mở lại mắt thiên không. Triệu Bân nương dưới ánh trăng đi vào lăng mộ hoàng gia, hắn yên lặng ngừng chân trước một ngôi mộ. Là mộ của Tử Y Hầu, được chôn cất cạnh đó chính là đại hạ Hồng Tước. Hắn vẫn luôn hận thù Tử Y Hầu như cũ, hận vì ông ta đã bức chết cha mình. Sau hận thù chính là cảm kích, vì kẻ thù giết cha hắn lại thay hắn đỡ một chiêu chí mạng. Có qua có lại. Hận thù và cảm kích, hắn phân rất rõ. Hắn rời đi, để lại một bình rượu trên bia mộ. Trên đường cái đế đô, người qua kẻ lại. Sau nhiều ngày xây dựng, hoàng thành lại quay về phồn hoa như xưa. Bóng dáng hắn khiến rất nhiều người để ý, đây không còn là thánh tử Thiên Tông nữa mà là thống soái của Thiên Tông, là thiên võ trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Trên người hắn có ánh sáng rạng rỡ của thời đại mới, hắn sẽ dẫn dắt thời đại này đi tới một huy hoàng mới. Triệu Bân im lặng không nói, đi hết con đường. Đế đô còn đang xây dựng lại, vẫn lộ ra vẻ lụi bại đâu đó. Đi tới một nơi, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn thấy một người quen. Vì là ban đêm nên phần gáy của người này bóng loáng.
chính là Hồ Lai chứ ai. Đang đêm mà không ngủ, lại chắp tay đi qua đi lại trước một tòa lầu các đang xây dở, Triệu Bân ngước lên nhìn, nếu hắn nhớ không lầm thì đây là Thanh Lâu thì phải. Ái chà chà! Thấy Triệu Bân, Hồ Lai hô lên. Triệu Bân không nói gì, quét mắt nhìn Hồ Lai một lượt, cũng lên đến cảnh giới chuẩn thiên rồi cơ đấy. Xem ra nghiên cứu bí quyển đất Phật đúng là có được một vài tạo hóa. Chúng ta diệt đất Phật, người có oán hận không? Triệu Bân đưa một bầu rượu tới. Sống chết có số, nhân quả có luân hồi, Hồ Lai nhận lấy bầu rượu, cũng rất thoáng, chờ đến một ngày. Lão nạp hoàn toàn giác ngộ thì sẽ đến trước Phật, quỳ 3.000 năm. Nghe vậy, Triệu Bân không khỏi càng thêm kính trọng Hồ Lai. Cùng là tu Phật, người này quả nhiên khác biệt, không oán hận một chút nào sao? Sao mà xây chậm thế không biết? Hồ Lai cầm bầu rượu, lẩm bẩm mãi. Những ngày này, hắn ta không thiếu tiền chút nào, chỉ chờ Thanh Lâu khai trương. Nghe nói nhà Phật các ngươi có một môn bí thuật, tên là Bế Khẩu Thiền, Triệu Bân cười hỏi. Đúng là thế, Hồ Lai tùy ý trả lời, vẫn dương mắt nhìn Thanh Lâu đang xây. Ngươi có biết gì về nó không? Đại thừa Phật Pháp, không gì không biết. Dạy ta đi, Triệu Bân lại cười. Tất nhiên đây là để phòng ngừa, nhớ có hôm nào Nguyệt Thần tỉnh lại, xét đến tính cách của Tú Nhi thì hắn cần chuẩn bị cẩn thận để không bị lừa nữa. Việc tu Bế Khẩu Thiền là rất cần thiết, ông đây không lên tiếng, cô đi mà trêu chọc. Được thôi. Hồ Lai cũng không keo kiệt, mò trong tay áo, xách ra một bí quyển. Chính là Bế Khẩu Thiền, bí mật của đất Phật, hắn ta đã học thông từ lâu. Triệu Bân lại quay về Thiên Tông vào lúc đêm muộn. Liễu Tâm Như đang ngồi đọc sách dưới gốc cây già trên đỉnh Tử Trúc. Khi Triệu Bân đi lên thì thấy một vòng sáng của ánh trăng chiếu xuống. Hắn lại nhìn thấy bóng dáng của Sở Vô Xương trên người của Liễu Tâm Như. Hắn chắc chắn đây không phải là ảo giác. Chính vì đây không phải ảo giác nên hắn mới thấy khó hiểu. Liễu Tâm Như và Sở Vô Song có mối liên hệ nào bí mật sao? Không ai giải đáp được cho hắn. Hắn nhìn ý thức, Nguyệt Thần vẫn đang ngủ say. E là chỉ có Nguyệt Thần mới giải đáp được cho hắn những chuyện này. Thấy Triệu Bân đi lên, Liễu Tâm Như bỏ sách sổ xuống, mỉm cười dịu dàng. Bên dưới gốc cây già lại có thêm một người. Nàng vẫn là thê tử khôn khéo giàu tình cảm như thế. Hắn vẫn là thanh niên hiếu học tốt bụng, nghiên cứu Bế Khẩu Thiền. Môn Phật Pháp này đúng là rất huyền ảo. Tu môn Pháp này xong thì không sợ bị Nguyệt Thần trêu nữa rồi. Cũng may Nguyệt Thần đang ngủ, nếu cô ta tỉnh dậy thấy Triệu Bân chăm chỉ như vậy thì chắc chắn sẽ chỉ liếc xéo một hồi rồi nói một câu, có đầu như thế này, bà đây rất vui lòng. Bế Khẩu Thiền không khó học. Lấy thiên phú của Triệu công tử thì rất nhanh đã xong. Chờ Liễu Tâm Như đi ngủ thì hắn mới lên đỉnh núi, một mình nhìn lên không. Từ khi tỉnh lại đến giờ, hắn luôn cảm thấy rất lạ, như thiếu đi chút gì đó nhưng cũng không rõ là gì. Hắn chỉ biết linh hồn mình như được bỏ đi một xiềng xích, cảm thấy nhẹ nhàng chưa từng có. Hắn lấy một thanh kiếm gỗ, múa kiếm dưới trăng. Có người qua đường thấy được, nhìn đến nhướng mày. Động tác của hắn tuy chậm nhưng lại có một hàm ý rất khác. Nếu Nguyệt Thần tỉnh lại thì chắc chắn sẽ vui mừng một phen, bởi vì đồ nhi của cô ta đã bắt đầu đi lên con đường võ đạo, dần dần có hướng ngộ đạo, bất luận là thành tiên hay phong thần thì sẽ là một con đường buộc phải đi. Đương nhiên, như có một vài người vừa sinh ra đã là thần thì không nói làm gì. Nhưng thế gian nào tồn tại những huyết thống như vậy chứ, phải đi tìm cơ. Đột nhiên, gió nhẹ nhẹ thổi, cuốn lấy một bóng người cổ xưa. Người phàm rất khó thấy được người này vì đạo hạnh của người này rất cao. Không sai, đây chính là ông già tóc trắng, đêm hôm không ngủ lại đi tìm người nói chuyện. Ông ta chưa hiện thân mà chỉ ngồi trên mỏm đá nhìn Triệu Bân múa kiếm. Ánh mắt ông ta nhìn Triệu Bân thâm thúy vô cùng, giống như muốn tìm ra bí mật gì đó. Nhưng nhìn một lúc lâu mà vẫn không thấy nguyên cớ. Có vẻ như tên nhóc này không dính dáng gì đến thần thì phải. Chính vì thế nên ông ta mới nghi ngờ. Rõ ràng là ông ta ngửi được bóng dáng của thần trong đó. Nguyệt Thần rất khó chịu vì hành động này của ông ta, nhìn cái đếch gì, còn muốn nhìn lén ta à? À, Tiểu Kỳ Lân kêu lên, chạy ra khỏi đan hải. Không phải nó mất ngủ mà là nó đã ngủ dậy rồi. Hoặc là nó muốn ra ngoài đi tè. Sau khi nó xong việc thì sắc mặt ông già áo trắng đã đen kịt. Ông ta nhìn chằm chằm Triệu Bân, sững sờ bị con Kỳ Lân này tiểu lên người. Nếu Nguyệt Thần tỉnh dậy mà thấy cảnh này thì sẽ cười cả tuần không dứt.
Kỳ Lân đúng là số một, trừ tà cho thần nhà mình, nếu tiểu Kỳ Lân biết việc này thì chắc nó sẽ phổng mũi cả đời mất. Ông già tóc trắng đi mất, mặt mo đen xì. Từ đường xá xa xôi đến đây, không tìm được bí mật mà lại còn bị tiểu vào người. Không biết đến mấy giờ, Triệu Bân mới nghỉ. Hắn dốc nửa bầu rượu vào bụng, rồi gọi Đại Bằng ra. Thằng danh nhà ngươi. Đại Bằng vừa hiện thân thì đã chửi ầm lên. Đúng như Nguyệt Thần dự liệu, Triệu Bân đi đến cảnh giới thiên võ thì nó cũng khôi phục trí nhớ. Đường đường là Đại Bằng cánh vàng có thể sánh ngang với thần thú mà lại ký khế ước với phàm nhân, nó không giận mới lạ. Điều khiến nó càng tức hơn chính là lúc ký khế ước thì nó lại còn suýt chết nữa chứ. Nhớ lại rồi à? Triệu Bân nhíu mày, Đại Bằng hôm nay lạ lắm. Mắt của nó hôm nay tràn đầy lửa rực. Giải trừ khế ước đi. Đại Bằng lại chửi, đâu chỉ có ánh mắt rực lửa mà cả người cũng hừng hực hỏa diễm. Triệu Bân đương nhiên là không làm rồi, đây là Đại Bằng cánh vàng, hắn còn định dựa vào nó để ra oai kia mà. Ngươi chán sống. Đại Bằng quát ầm lên, vung cánh bay đến. Sau khi khôi phục ký ức thì nó trở lên ghê gớm hơn rất nhiều, là cảnh giới thiên võ thứ thiệt, khí tức bạo liệt, có một loại uy áp mà cảnh giới thiên võ thật cũng không có được, đó là áp chế tử huyết thống. Nhưng Triệu công tử nhà ta thì sợ cái gì? Đại Bằng có mạnh nữa mạnh mãi thì vẫn phải chịu hạn chế của khế ước. Chỉ cần khế ước vẫn còn thì cảnh giới của nó sẽ không thể vượt qua hắn được. Keng! Tiếng kiếm vang lên, hai tia sấm sét từ trong mắt Đại Bằng bổ ra. Con này nói là làm, thật sự muốn bổ chết Triệu Bân. Triệu công tử xem thường, một trường vỗ bay tia sét, đây là phàm giới, Đại Bằng lại là thông linh thú, có mạnh đến mấy thì cũng chỉ ngang cấp được hắn, muốn đánh nhau với hắn thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý chịu đòn đã. Đến đây! Triệu Bân dẫm lên trời. Ra khỏi thiên tông. Hôm nay đẹp ngày, rất thích hợp để đánh nhau. Không cần hắn nói thì Đại Bằng cũng đã đuổi giết ra ngoài, hai cánh tung ra tạo thành một trận gió lốc, từng cọng lông đều sáng chói rực rỡ, khí huyết bạo liệt, cuộn thiên tịch địa. Oanh, bùm. Cả hai đánh nhau bên ngoài, rung động cả mặt đất. Rất nhiều người bị giật mình tỉnh giấc, leo lên đỉnh núi theo dõi, ngơ ngác nhìn, đó là trưởng giáo sao? Kia là thông linh thú của trưởng giáo à? Sao cả hai lại đánh nhau? Sao mà ra tay nặng thế? Á! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đại Bằng oai phong không phụ sự kỳ vọng của đám đông, bị nện cho kêu lên oai oái. Đánh nhau cùng cấp bậc à? Lực chiến đấu của nó còn kém xa Triệu Bân. Chịu phục chưa? Triệu Bân gọi Đại Bằng về, dừng lại trước đỉnh Tử Trúc. Một con Đại Bằng to lớn như thế dán sát xuống mặt đất, trông rất hay ho. Ta không phục. Có giỏi thì giải trừ khế ước đi. Ta đập chết ngươi. Đại Bằng hùng hề nói, liều mạng dây giụa. Nghe vậy, tiểu Kỳ Lân không vui bên nhảy lên lưng Đại Bằng chạy tới chạy lui. Nếu chỉ nhảy thôi thì không sao, nhưng nó còn đạp cho Đại Bằng đau nhe răng trợn mắt, xương cốt cơ thể. Kêu loảng xoảng. Triệu Bân trực tiếp hơn, lôi ra một cái đao mổ heo. Ừ, rất ra dáng chuẩn bị ném Đại Bằng vào nồi nấu. Mặt trăng hôm nay tròn vành vạnh. Đại Bằng đứng yên tại chỗ, sợ hết hồn. Cũng tại ở lâu với Triệu Bân nên nhiễm tính xấu của hắn. Trước khi khôi phục ký ức thì mối quan hệ của đôi chủ tớ này cũng tốt, tuy rằng khôi phục nhưng ký ức kia cũng không hề mất đi, thậm chí còn đang chảy quanh trong đầu nó. Nhưng nó sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nó sẽ tìm cơ hội đánh cho Triệu Bân một trận. Người đi qua tiên giới bao giờ chưa? Triệu Bân ngồi xuống, lại xách bầu rượu ra. Đại Bằng thì vẫn còn nằm sấp. Không giải phong ấn. Chưa bao giờ. Đại Bằng liếc qua, giọng nói không thân thiện chút nào. Triệu Bân lại xác đao mổ heo ra, con này không ngoan chút nào thế nhỉ. Tiên giới có đánh nhau, Đại Bằng thâm sâu nói, đánh nhiệt lắm. Nhiệt cỡ nào, Triệu Bân ực một hớp rượu. Thần cũng đến, mà không chỉ có một, Đại Bằng nói. Triệu Bân nghe xong thì kinh hãi, thần kéo bè đến đánh nhau, hắn tưởng tượng cũng thấy sợ. Xem ra hai giới tiên thần cũng không thái bình, khéo còn hung hãn hơn cả phàm giới, khai chiến chính là hủy thiên diệt địa. Đến gần bình minh, Đại Bằng mới quay về. Triệu Bân đứng trên đỉnh núi, yên tĩnh ngẩng mặt nhìn hư không. Nếu Đại Bằng không lừa hắn thì lúc này tiên giới hẳn là rung chuyển không thể chịu nổi. Thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp nạn. Càn khôn nhân giới tổn hại phải đến phân nửa là có liên quan đến hỗn chiến của các thần. Nếu không có gì sai thì Nguyệt Thần hẳn là hồn phi phách tán trong lần hỗn chiến đó. Nói đến Nguyệt Thần, hắn lại nhìn vào ý thức.
Tú Nhi vẫn đang ngủ say trong lột xác, chắc là không thể tỉnh lại ngay. Sáng sớm, bốn phía núi Tử Trúc vang lên mùi cơm chín. Liễu Tâm Như không chỉ nhu thuận mà còn rất hiền lành, nàng đã nấu xong cơm canh. Triệu Bân cúng tế Vân Yên, sau đó vệ sinh cá nhân rồi ngồi xuống trước bàn. Chưa kịp ăn cơm thì đã có người lên núi. Chính là Thương Khung, lại mang theo một cái tế đàn. Ăn cơm à, Thương Khung liếc mắt nhìn rồi chạy lên đến đỉnh. Mắt thiên không, Triệu Bân lẩm bẩm, nhìn sang phía khác. Không chỉ có mình Thương Khung đến Thiên Tông mà còn có Quỷ Minh, U Tuyền Lão Tổ và Vô Mi Đạo Nhân. Họ lần lượt lên đỉnh Vũ Hóa, đỉnh Ngọc Tâm và đỉnh Thanh Vũ, tất cả cũng khiêng một cái tế đàn. Ngoài ra còn có Lão Môn Chủ của La Sinh Môn, Lão ta lên đỉnh Thiên Lang, cái tế đàn này của Lão ta là to nhất và nặng nhất, lúc thả xuống thì khiến ngọn núi rung lên. Năm tế đàn cộng lại chính là mắt thiên không. Rõ ràng là Lão Môn Chủ cũng không nhàn rỗi mà chuyên môn tạo ra mắt thiên không thứ hai. Còn vì sao lại chọn ở Thiên Tông thì lý do đương nhiên là càn khôn của nơi này có thể ra chỉ mắt thiên không đến cực điểm, bốn đỉnh núi mà Lão ta chọn cũng tọa lạc ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, trung tâm nhất là đỉnh Thiên Lang. Ăn xong, Triệu Bân đi lên đỉnh Tử Trúc. Thương Khung đang phác họa trận văn của tế đàn. Bốn đỉnh núi khác cũng diễn ra chuyện tương tự. Các ngươi chưa lên giường à? Thương Khung nhìn Triệu Bân, lại nhìn Liễu Tâm Như. Triệu Bân còn ổn, nhưng Liễu Tâm Như thì đỏ bừng mặt. Cố nhịn thêm dăm ba năm nữa đi, Thương Khung lại nghịch tế đàn, vừa gõ vừa nói, chờ ma quân với ma hậu khôi phục tu vi chuẩn tiên thì sẽ chống lưng thay ngươi, trước đó thì nhịn tí nhé. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, muốn hung hăng dí sát Thương Khung xuống đất rồi đánh cho ông ta một trận. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thôi. Mặc dù cái miệng của Thương Khung hơi hỗn nhưng cái tâm của ông ta sáng. So với ma quân, ma hậu thì, thôi, chờ Nguyệt Thần tỉnh lại còn hơn. Nguyệt Thần chắc chắn có thể cho hắn biết trên người hắn bị người ta nguyền rủa như Thương Khung nói hay không. Nếu có thì cố gắng tiêu diệt. Nếu không thì hắn sẽ treo Thương Khung lên cây, đánh ông ta ba ngày ba đêm không ngừng. Chẳng biết đến lúc nào, Thương Khung mới làm xong. Bốn bên khác cũng đã hoàn thành. Tứ đại nam thiên võ đều ngồi riêng tại chỗ, cùng kết ấn quyết. Sau đó, trên tế đàn thứ năm có một luồng sáng to lớn phi lên trên trời, in vào hư vô, dần dần diễn hóa thành một đôi mắt khổng lồ. Đám người Thiên Tông đều ngửa đầu lên, cố gắng nhìn. Nhưng không một ai thấy con mắt thiên không, dù là Triệu Bân cũng không thấy rõ ràng. Chỉ có cảnh giới chuẩn tiên hoặc là đã từng đạt cảnh giới này mới thấy được rõ, ví như Ma Quân, Ma Hậu và Hồng Uyên. Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Lão Môn Chủ ực một hớp rượu, lại vọt đi đâu mất. Lão già này vào thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin, lại muốn tạo ra con mắt thiên không thứ ba. Đội hình còn lại của bọn họ vẫn có thể lấy ra bốn người nam cảnh giới thiên võ. Bọn họ liều mạng vì mục tiêu diệt trừ huyết ma. Trước khi đi, Triệu Bân còn để lại phân thân ở đỉnh Tử Trúc. Ma Quân và Hồng Uyên cũng để lại phân thân. Nếu như mắt thiên không thấy được dấu vết của đám người ân chú thì sẽ đưa tin qua phân thân trước tiên. Phòng ấn núi này lại. Sau khi Triệu Bân đi, Dương Huyền Tông hạ tử lệnh, không ai được phép quấy rầy tứ đại thiên võ. Hôm ấy, Hoàng đế truyền lệnh ra khắp từng tòa thành cổ và từng gia tộc. Mệnh lệnh là gì? Xây dựng quân đội. Tất nhiên là để phòng ngừa chu đáo, thời khắc chuẩn bị nghênh đón chiến tranh. Trừ đó ra thì tám biên quan cũng có động tĩnh, đều điều binh khiển tướng. Mỗi một biên quan đều chỉ để lại 500 người canh giữ tường thành, còn lại đều được điều về trấn thủ và tuần tra các cương vực. Hành động này khiến các đại vương triều khác lúng túng vô cùng. Ở những biên quan mà bọn họ tiếp giáp với đại hạ luôn là mấy chục vạn đại quân trấn thủ. Đại hạ lại chỉ để lại mỗi 500 người, không sợ bọn họ tấn công à? Không sợ. Đây là câu trả lời của Long Dương. Nếu không có đủ sức mạnh thì hắn ta cũng không dám điều binh như thế. Thử hỏi các đại vương triều một chút, bọn họ còn dám ngông cuồng khiêu chiến sao? Không dám. Các hoàng đế của các quốc gia khác đều đưa ra một câu trả lời đồng lòng nhất trí. Đại hạ tổng cộng có 12 người ở cảnh giới thiên võ, đội hình này đủ để quét ngang bất kỳ quốc gia nào. Triệu Bân và Liễu Tâm Như lại xuất hiện ở núi Bất Tử. Sau một hồi chiến hỏa, núi Bất Tử lộ ra vẻ khá là tiêu điều, nhiều ngọn núi đổ sụp, cũng rất nhiều trận văn bị hủy. Mê tung trận cấp tiên đã mất đi năng lực. Sau trận chiến, Ma Quân và Ma Hậu tuy đã cố gắng sửa chữa nhưng lại không thể khôi phục lại thành cấp tiên, đành phải để thêm nhiều cấm chế trong mê tung trận.
Mau lên mau lên. Tiếng hô vang thúc giục khắp nơi. Rất nhiều lão bối đang đứng trên đỉnh núi, cứ như là chủ quản đang đốc thúc công nhân làm việc. Họ đang sửa chữa lại núi, vẽ lại trận văn, khắc họa cấm chế, khí thế ngất trời. À, về rồi hả? Ma tử đang ở một ngọn núi khác, thấy Triệu Bân thì chào một câu. Liễu Tâm như quay về thành Thiên Thu trước, còn Triệu Bân thì mang bầu rượu qua. Tính tổn thương không cao, tính sỉ nhục thì cực lớn. Ma tử nói, đưa ra một cái phù truyền tin. Triệu Bân cầm lấy, giải cấm chế ra, sau đó khẽ nhếch miệng. Các quân đội biên quan đến bị điều đi cùng chỉ còn 500 người thủ trên tường thành, tu vi cao nhất là cảnh giới huyền dương. Đây là tiền lệ chưa từng có kể từ khi Đại Hạ khai quốc đến do. Long Dương chơi lớn thật, không sợ các nước kia phát binh à. Triệu Bân lầm bẩm, hắn ta có sức mạnh, Đại Hạ cũng có khả năng, 12 cường giả thiên dê, ai dám làm loạn chứ, Ma tử cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cảnh giới thiên võ không phải không thể tham chiến sao, Triệu Bân đốt lá bùa truyền tin. Ngươi vẫn chưa hiểu chiến tranh rồi, Ma tử ngồi xuống nói, bất luận vương triều nào xảy ra chiến tranh thì chắc chắn sẽ phân ra hai chiến trường, một chiến trường bình thường cùng một chiến trường thiên võ. Lấy Đại Hạ và Đại Nguyên làm ví dụ, một khi chiến tranh bắt đầu thì cường giả thiên võ của hai quốc gia phải lên chiến trường thiên võ, số lượng bao nhiêu cũng không quan trọng nhưng chắc chắn phải có người tọa trấn ở đó. Nếu như không có cường giả thiên võ Đại Nguyên tham chiến trên chiến trường thiên võ thì sao? Không tham chiến cũng được mà bị đánh diệt cũng được, chỉ cần trên chiến trường thiên võ không có cường giả thiên võ Đại Nguyên tọa trấn thì cường giả thiên võ Đại Hạ cũng không cần tiếp tục tuân theo quy tắc cường giả thiên võ không được tham chiến trên chiến trường bình thường mà hoàn toàn có thể tham dự vào chiến trường bình thường. Bất luận là biên quan hay đế đô, bọn họ muốn đánh thế nào thì đánh. Thì ra là như vậy, Triệu Bân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi cho rằng cường giả thiên võ đến chiến trường thiên võ là bắt buộc phải đánh nhau hay sao? Ma tử cười nói không chừng bọn họ lên đó chỉ để uống trà nói chuyện phiếm, cho dù có đánh hay không thì cũng phải còn lại một người tọa chấn, cho dù muốn đánh thì cũng ít có người liều mạng, một khi toàn bộ cường giả thiên võ táng thân thì cũng sẽ có thể dẫn đến kết cục diệt quốc, cho dù Đại Hạ không thôn tính bọn họ thì các phương triều khác cũng sẽ làm như vậy, đây cũng là một trong những lý do vì sao các phương triều khác không dám tử chiến với Đại Hạ. Đặc biệt là những quốc gia chỉ có một, hai cường giả thiên võ thì càng cẩn thận hơn. Ta đã hiểu. Triệu Bân tặc lưỡi thổn thức, chẳng trách Long Dương dám làm như thế. Bọn họ đã có 12 cường giả thiên võ tọa chấn, các phương triều lớn chắc chắn không dám làm sằng làm bậy. Đối với Đại Hạ lúc này mà nói, các quốc gia có cường giả thiên võ tọa chấn trên chiến trường thiên võ hay không cũng không quan trọng, bởi vì bọn họ hoàn toàn có khả năng sát diệt tất cả. Còn những quốc gia không có cường giả thiên võ tọa trấn lúc này chỉ như những con cừu non chờ bị giết thịt. Long Dương làm vậy cũng xem như đã để lại chút mặt mũi cho các quốc gia đó, nếu đổi lại là Long Chiến thì nhất định ngay cả 500 người cũng sẽ không lưu lại mà rút về toàn bộ, dám gây hấn với Đại Hạ thì 12 cường giả thiên võ sẽ dạy cho các ngươi cách làm người đàng hoàng. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì đã nghe trong thành Thiên Thu truyền ra tiếng nổ vang. Hai người đồng loạt liếc mắt nhìn vào thành. Lọt vào trong tầm mắt của bọn họ lúc này chính là một dị tượng. Có một người khác lại thăng cấp lên cảnh giới thiên võ. Tử Linh tiền bối, Ma tử bất giác đứng dậy. Đúng vậy, Triệu Bân nhìn thấy rất rõ ràng, người coi giữ mộ vua Âm Nguyệt cuối cùng đã thăng cấp. Mây đen dày đặc, lôi điện vần vũ, bầu trời trong xanh đã trở nên tối đen. Với thiên phú cùng nội tình của Tử Linh thì sao có thể không tạo ra thiên kiếp? Cô ta cũng rất nhạy bén. Ngay lập tức chạy ra khỏi thành Thiên Thu và núi Bất Tử. Triệu Bân cũng chạy xuống núi theo cô ta. Ma quân cùng nhóm cường giả thành Thiên Thu cũng chạy theo. Khó khăn lắm mới có thêm một cường giả thiên võ, không thể để cho kẻ khác nhân cơ hội đánh lén. Khi nhóm cường giả chạy ra thì thiên kiếp đã giáng xuống. Lôi điện chằng chịt đầy trời, tiếng sấm vang vọng tứ phương. Tử Linh không hề sợ hãi, cô ta đắm mình trong thiên lôi. Cố hết sức vũ động sát kiếm. Triệu Bân vừa nhìn thấy thì liền nhấc chân bước vào. Hắn đã bước vào phạm vi của thiên kiếp cho nên liền bị thiên lôi đánh. Nhóm cường giả nhìn thấy vậy thì đều giật giật khóe miệng, yêu nghiệt nghịch thiên quả nhiên không đi con đường bình thường, người khác nhìn thấy thiên kiếp thì trốn không kịp, vị này lại vội vàng chạy vào thiên kiếp. Chỉ có điều Triệu Bân hoàn toàn có khả năng đó, thiên kiếp đối với người khác mà nói chính là sự hủy diệt, còn đối với Triệu Bân mà nói chính là cơ duyên tạo hóa.
nói chung thì bất cứ loại huyết mạch, khí lực, bí pháp đặc biệt gì cũng không thể so được với thiên kiếp. Sao Triệu Bân còn có ma quân? Triệu Bân có khả năng đối kháng thiên kiếp thì ma quân cũng vậy. Trong trận chiến với ác vương, linh hồn của ông ta đã bị thương, cần dùng thiên kiếp để chữa lành. Sau đó lại có thêm một người khác nhảy vào. Đó chính là Hồng Nguyên. Lão Tổ Đại Hạ cũng rất thú vị, ngàn dặm xa xôi từ đế đô vừa chạy đến đây là đã muốn bị thiên lôi đánh. Ông ta cũng có vết thương cần được thiên kiếp chữa trị. Thế nhân nhìn thấy đều muốn tè cả ra quần. Thân là người độ kiếp, ánh mắt Tử Linh cũng xếch lên. Đang vất vả độ kiếp sao tự nhiên lại có nhiều người chạy tới giúp vui như vậy. Nhưng trong mắt người ngoài thì trận độ kiếp này của cô ta thật sự rất đáng vinh hạnh, bởi vì có ba nhân vật đệ nhất thiên hạ từ ba thời đại cùng độ kiếp với cô ta. Nhìn chung, khắp tứ hải bát hoang cũng không ai có được vinh quang lớn thế này. Trận thiên kiếp này không hề kéo dài, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Thậm chí sau khi độ kiếp, trông Triệu Bân, Ma Quân cùng Hồng Uyên cũng không được vui cho lắm. Hồng Uyên rời đi đầu tiên để quay về bảo vệ đế đô. Nếu như có người tiếp tục độ kiếp thiên võ thì ông ta sẽ tiếp tục chạy đến tham gia. Tất nhiên, nếu như ở đế đô có người thăng lên thiên võ dẫn tới thiên kiếp thì Triệu Bân cùng Ma Quân cũng sẽ không ngại chạy đến tham gia. Đã đến cấp bậc này rồi thì nhìn thấy thiên lôi còn cảm thấy thân hơn mẹ ruột. 13 cường giả thiên võ. Tin tốt nhanh chóng lan truyền khắp đại hạ khiến cho lòng người phấn chấn. Khi các quốc gia khác nghe đến chuyện này thì cõi lòng lại cảm thấy lạnh lẽo. Khí thế quật khởi của đại hạ là không thể ngăn nổi, mới chưa bao lâu mà đã sinh ra nhiều cường giả thiên võ đến như vậy, cán cân định mệnh cũng đã nghiêng về phía đại hạ một chút, trong khi đó các quốc gia khác đã không còn nhớ lần cuối cùng quốc gia của mình sinh ra cường giả thiên võ là vào ngày tháng năm nào. Sự đáng sợ vẫn còn ở phía sau. 500 tướng sĩ cuối cùng tại 8 biên quan chính ở đại hạ cũng đã được rút về, các biên quan lúc này hoàn toàn trống rỗng. Đây là cảnh tượng chưa từng có, đừng nói đến các quốc gia. Ngay cả thế nhân nhìn thấy cũng phải thổn thức, năm nào ở biên quan còn có mấy chục vạn binh trấn thủ với khí thế ngất trời, bây giờ vườn không nhà trống cũng chẳng ai dám tấn công. Vẫn là cường giả thiên võ có tác dụng. Đội hình 13 cường giả thiên võ đủ để ngạo thị thiên hạ, nếu như đại hạ muốn thì còn có thể quét ngang 8 vương triều lớn cùng Đông Hải Nam Vực, nội tình hùng hậu chính là cơ sở của bọn họ. Thành Thiên Thu. Vui sướng giạt rào. Tử Linh nghịch thiên đột phá cảnh giới thiên võ khiến cho rất nhiều lão bối cảnh giới chuẩn thiên đều phấn chấn tinh thần, trong thời đại mới này dường như quá trình thăng cấp lên cảnh giới thiên võ đã giảm bớt khó khăn, đây chính là cơ hội tốt của bọn họ. Áp chế lại suy yếu. Triệu Bân nhìn lên trời và lẩm bẩm một mình. Cảm giác này càng ngày càng rõ ràng kể từ khi hắn thăng lên cảnh giới thiên võ. Ngoài ra, linh hồn của hắn còn phát sinh dị biến. Không biết từ lúc nào mà võ hồn của hắn đã trở nên rất mơ hồ. Hắn có cảm giác như đang bay giữa không trung, còn có cảm giác hư ảo như một cơn mộng du, tinh thần của hắn thậm chí còn đi lang thang cùng với võ hồn giống như đang ngao du trong cõi hư vô, vi diệu không gì sánh được, tâm tình có thể thăng hoa. Chẳng lẽ chuyện này cũng có liên quan đến thiên địa áp chế? Triệu Bân thầm nói trong lòng, không thể diễn tả được sự khác biệt. Mỗi khi gặp vấn đề nan giải hắn đều bất giác liếc mắt nhìn vào trong ý thức của mình. Nguyệt thần thông hiểu tất cả mọi việc, nhất định có thể giải thích mọi nghi hoặc cho hắn, nói không chừng còn có thể giúp hắn tiếp tục niết bàn lột xác. Đã hơn một tháng mà vẫn hoàn toàn không có tin tức. Ma tử mang theo một bầu rượu tới, hắn ta đang nói về mắt thiên không. Sau đại chiến, mắt thiên không hoàn toàn không thu được cho bọn họ chút thông tin nào khiến cho bọn họ càng chờ càng nóng lòng. Hơn nữa những dự cảm xấu lại càng dâng lên mãnh liệt, dù sao, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, chỉ có quỷ mới biết được khi nào thì đối phương sẽ ra tay. Là do đối phương ẩn thân quá kỹ. Triệu Bân nhấp một ngụm rượu, hắn đã sớm đoán được chuyện này. Nếu như cường giả chuẩn tiên đã dốc lòng che giấu thì rất khó để tìm ra. Trong lúc đó, mắt thiên không lại đột nhiên biến mét. Ma tử không nhìn và nhưng Triệu Bân lại cảm nhận được rõ ràng. Có lẽ là do mấy người ma hậu đã mệt mới cho nên phải dừng lại nghi một chút. Nhìn về phía đỉnh núi ma hậu khê cao mày, Linh Lung, nữ soái cùng Lạc Hà cũng vậy, không phải do bọn họ ngừng lại nghỉ ngơi mà là do mắt thiên không đột nhiên tan biến không báo trước. Tiếp tục, ma hậu khẽ nói rồi lại kết ấn. Ba người nữ soái cũng tiếp tục kết ấn. Mắt thiên không biến mất chưa đầy một khắc lại hiển hóa một cách mờ mịt. Triệu Bân hơi nhướng mày. Nếu như muốn nghỉ ngơi thì cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới phải.
Trong lúc hắn đang nhìn thì mắt thiên không lại biến mất. Hắn nhướng mày sau đó lại nhíu mày bởi vì hắn đã nhìn thấy ma quân đi lên đỉnh núi, xem ra mắt thiên không đã xảy ra vấn đề, hắn thu bầu rượu, cũng bay lên trời rồi dừng lại ở đỉnh núi đó. Tiếp tục, ma hậu lẩm bẩm, lại kết ấn lần nữa. Ba người nữ soái cũng hành động tương tự. Cảnh tượng sau đó cũng không khác lúc trước, mắt thiên không vừa hiển hóa thì lại dần biến mất giống như một bị một loại năng lượng vô hình hủy diệt, không thể nào phóng xuất ra lực thiên nhãn. Sao có thể như vậy được? Triệu Bân căng mắt, dùng hết sức nhìn vào hư không. Ma quân thì đang quan sát các nữ thiên võ, vấn đề xem ra nằm ở trên người thi thuật. Suy đoán của ông ta không sai, ma hậu, nữ soái cùng Linh Lung đều quay sang nhìn Lạc Hà, vấn đề chính xác nằm ở người thi thuật, chính xác hơn mà nói thì nằm trên người Lạc Hà, mỗi lần thi triển mắt thiên không thì nguồn năng lượng của cô ta đều không ổn định một cách kỳ lạ. Hay là do thân thể không được khỏe, Linh Lung bất giác hỏi. Trong khi đó ma hậu đã trực tiếp nắm lấy cổ tay của Lạc Hà để bắt mạch. Sau khi bắt mạch xong thì ma hậu cũng hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn Lạc Hà cũng trở nên kỳ lạ. Nếu như cô ta không nhìn lầm thì muội muội này không phải sinh bệnh bình thường mà đã có thai rồi. Thế nào? Hỉ mạch. Phụt. Ma hậu vừa nói xong thì đã thấy Triệu Bân phun ra một ngụm rượu. Tất cả các cường giả thiên võ đều nhìn Lạc Hà, cô ta đang mang thai. Thảo nào cô ta không thi triển được mắt thiên không, đã có thai thì bây giờ Lạc Hà tính là hai người, tất nhiên khi thi triển bí pháp sẽ xảy ra xung đột. Kinh ngạc nhất vẫn chính là Lạc Hà, cô ta ngay lập tức nội thị khí lực. Đến lúc này, cô ta mới thật sự cảm thấy sự khác thường, cảm giác như trong bụng đang có một sinh linh mỏng manh tồn tại, mặc dù rất nhỏ bé nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Đứa trẻ. Sau một hồi sững sờ, cô ta liền liếc nhìn Triệu Bân. Nếu như cô ta thực sự có thai thì đứa trẻ chắc chắn là của Triệu Bân, cô ta trước nay chỉ ngủ với Triệu Bân, nhưng tính thời gian thật sự không đúng. Sau đêm đó đến nay đã hơn một năm, nếu mang thai thì cô ta phải sinh từ lâu rồi mới đúng. Hỉ mạch, ánh mắt của Triệu công tử còn kỳ quái hơn. Cái tên này vẫn còn xoa cằm nhìn chằm chằm vào bụng Lạc Hà. Sau khi cẩn thận cảm nhận thì mới biết trong bụng Lạc Hà thật sự có một sinh linh nhỏ mỏng manh. Như vậy là sao chứ? Lạc Hà còn ngủ với người khác nữa sao? Giữa hai người này rõ ràng có chuyện che giấu. Tất cả mọi người có mặt đều có thể nhìn ra được điều đó. Lại đây cho ta. Đau đau đau. Gương mặt Lạc Hà ửng hồng, ngay lập tức nắm tay lôi Triệu Bân đi. Điều này càng khẳng định suy đoán của mọi người rằng chắc chắn có điều gì đó không bình thường giữa hai người này. Bắt ta làm gì? Nếu không phải do ngươi thì ta sẽ mang thai sao? Nói bừa. Đã hơn một năm rồi mà giờ này cô mới hoài thai sao? Ngươi! Sâu trong rừng là cảnh gà bay chó chạy, một môn chủ La Sinh Môn cùng một trưởng giáo Thiên Tông, tuy một người đuổi đánh một người bỏ chạy nhưng bất luận nhìn như thế nào cũng giống như đang liếc mắt đưa tình. Tin nóng sốt, người nào đó có con rồi. Chẳng bao lâu sau liền nghe thấy một tiếng gào lớn truyền khắp thành Thiên Thu. Đó là tiếng gào của Tiểu Vũ Linh. Không biết lấy được tin tức từ đâu mà lập tức gào lớn cho mọi người cùng biết. Sau đó nó còn gào thêm một câu, là con của Triệu công tử. Có con. Của Triệu Bân. Hay lắm, thành Thiên Thu vốn đã náo nhiệt bây giờ lại càng trở nên ồn ào sôi sục. Là mẹ của Triệu Bân, Phù Dung vừa nghe được tin này thì đã sửng sốt. Vậy là bà ấy đã được làm bà nội rồi sao? Liễu Tâm như mỉm cười dịu dàng, nàng không hề cảm thấy khúc mắc. Nàng cũng không quan tâm Triệu Bân có bao nhiêu nữ nhân. Người đâu? Không lâu sau, lão môn chủ đã từ Thiên Tông chạy tới, nét mặt già nua tối sầm lại, đồ nhi của lão ta thật sự đã bị người ta dụ dỗ rồi sao? Chuyện xảy ra khi nào, tại sao không ai nói cho lão ta biết? Còn nữa, lão ta sắp lên chức ông ngoại rồi sao? Đi cùng với ông ta còn có nhóm sát thủ cấp thiên. Diêm La mặt quỷ dẫn đầu trông có vẻ phấn khích nhất. Xem đi. Môn chủ thật sự đã mang thai, hắn ta nói có sai đâu. Một chuyện hỉ mạch khiến cho dư luận xôn xao. Đến tận khi màn đêm buông xuống thì bầu không khí mới trở nên yên tĩnh được một chút. Lạc Hà đang bế quan, cô ta thực sự không thể chịu đựng được cảnh tượng này cho nên phải bế quan để tránh mọi người. Thỉnh thoảng cô ta còn vuốt bụng rồi nở nụ cười ngây ngô. Cô ta có thể trốn nhưng Triệu Bân thì trốn không được. Tất cả mọi người trong thành. Bất kể nam nữ già trẻ đều tới thăm hỏi hắn, trưởng giáo Thiên Tông đúng là tài giỏi. Không ngờ chưa đến 20 tuổi đã có thể thăng cấp lên cảnh giới thiên võ mà còn có thể làm cha.
hắn chẳng những là kỳ tài tu luyện mà còn là kỳ tài thu phục mỹ nữ. Nói đến mỹ nữ, bên trong thành dường như nở đầy hoa, như nhóc hám tiền, nhan như ngọc, phượng vũ, huyễn mộng. Tất cả đều vô cùng xinh đẹp. Nếu như tất cả những đóa hoa xinh đẹp đó được ghép chung vào một vườn thì khu vườn sẽ tuyệt vời biết bao. Từ khi nào vậy, mà Tử chọc chọc Triệu công tử hỏi. Hơn một năm, Triệu Bân lẩm bẩm, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hơn một năm, nhóm lão bối đều đứng vuốt râu suy ngẫm. Thời gian có ăn khớp với ba ngày ba đêm ở Vân U Cốc không? Hừm, chắc là ăn khớp. Nhất định là do vấn đề huyết mạch. Ma Hậu và Ma Quân đã đưa ra một câu trả lời xác đáng, hai huyết mạch đặc biệt kết hợp tạo ra sinh linh cũng sẽ không giống với người thường, Lạc Hà hẳn là đã mang thai từ sớm, chỉ là không cảm nhận được thôi. Đáp án này Triệu Bân có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Trước đây hắn còn nghĩ rằng Diêm La mặt quỷ lừa mình, hóa ra không phải là như vậy. Chuẩn bị sẵn một ít tiền. Lời nói của đại trưởng lão Ma gia rất có ý tứ. Không cần lão ta nhiều lời vô nghĩa thì mọi người đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi đứa trẻ ra đời. Nhóm sát thủ cấp thiên là tự giác nhất, lúc này đều đã giữ kỹ sổ sách của mình. Tiền mà lúc trước Triệu Bân khất nợ vừa hay có thể dùng làm tiền mừng, đến lúc đó đừng có mà nhắc lại chuyện ngỗng hầm con mợ nhà ngươi. Làm gì mà nhốn nháo như vậy? Trước sự cuồng nhiệt của người dân trong thành, Triệu Bân quyết định tìm một nơi mát mẻ để lánh đi. Bên ngoài trời đất bao la. Chẳng những có thể hóng mát mà còn có thể thưởng thức cảnh đêm. Cho dù hắn đã rời đi thì thành Thiên Thu vẫn vệ cùng náo nhiệt. Mãi cho đến khi Ma Quân lên tiếng thì sự hào hứng mới tạm thời chấm dứt được một chút. Lạc Hà đang mang thai không thể cố thủ đầu trận tuyến của mắt thiên không được nữa, cho nên Tử Linh đã thay thế vị trí của cô ta. Chuyện này không thành vấn đề. Mắt thiên không lại hiển hóa trên bầu trời một lần nữa. Triệu Bân rời đi, bắt đầu cuộc hành trình một mình. Hắn đang trên hành trình đi tìm kẻ thù, chính là ân chú, ác vương cũng huyết tôn. Thời gian đã trôi qua quá lâu nhưng đừng nói đến hang ổ của bọn họ, ngay cả một căn cứ điểm cũng không tìm thấy, đám người này đúng là ẩn thân sâu không lường được. Hắn giống như một lữ khách vừa đi vừa nghe ngóng tứ phương. Hắn đi tới đâu thì hồn lực vô hạn lại tản ra tới đó để cảm nhận. Màn đêm lại buông xuống. Dưới đáy Đông Hải tĩnh mịch lại nổi lên huyết vũ. Nếu Ma Hậu và Ma Quân có ở đây thì bọn họ nhất định sẽ nhận ra đó chính là biển máu của huyết tôn. Vua huyết ma quả nhiên đại quyết đoán, đã hoàn toàn biến một hải vực thành một biển máu, bên trong có vô số con rối máu ẩn thân, có lẽ không người nào biết Đông Hải chính là hang ổ của huyết tôn, lão ta đã chủ tính ở đây bao nhiêu năm rồi, chỉ có điều rất ít người biết thôi. Đêm nay, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Với nội tình của huyết ma thì chắc chắn không lâu sau sẽ biến toàn bộ Đông Hải thành một thế giới đẫm máu, sẽ có vô số con rối máu được tạo ra, trở thành một đội quân vô cùng khổng lồ. Một màn kịch cũng đã dần được dựng lên ở Nam Vực. Tuy nhiên, nhân vật chính ở Nam Vực chính là Ác Vương. Cũng giống như huyết tôn, Nam Vực là hang ổ của Ác Vương, ông ta đã lên kế hoạch trong nhiều năm mà ít ai biết được, triệu hồi ác linh đến biến Nam Vực thành cấm địa. Chỉ cần cho ông ta đủ thời gian thì toàn bộ sự sống ở Nam Vực sẽ bị nuốt chửng và bị ác vương điều khiển, trở thành vũ khí giết người của ông ta. Chuyện này làm sao có thể thiếu được ân chú? Lão ta là người thi chú, quân đoàn ngụy bí giả mà lão ta tạo nên chính là vũ khí lợi hại nhất của lão ta, trận trưởng cùng nội tình một chút cũng không kém huyết tôn cùng ác vương, một khi khai chiến thì hoàn toàn có thể thổi bùng chiến hỏa đại hạ. Quác! Đại bằng sải cánh bay vút lên trời cao. Triệu Bân ngồi xếp bằng như một lão tăng đang ngồi thiền, trên tay còn cầm theo roi đánh hồn. Kể từ khi thăng lên cảnh giới thiên võ, con chim này càng lúc càng trở nên không nghe lời. Bảo nó đi về hướng đông thì nó lại đi về hướng tây, bảo nó dừng lại thì nó lại sải cánh bay tiếp. Bởi vì đại bằng không nghe lời cho nên cũng thường xuyên bị đánh. Roi đánh hồn của trưởng giáo Thiên Tông tất nhiên là dùng tốt. Nói không ngoa, chỉ cần quất xuống một roi thì cường đạo cũng biến lương dân. Đã từng nghe nói về Đại La Tiên Tông chưa, Triệu Bân vừa hỏi vừa nhìn quanh. Chưa từng nghe qua. Bang! Nghe nói đó là một môn phái siêu lớn ở tiên giới, Đại Bằng chật vật nói, người trong môn phái đều tu luyện trường sinh quyết, đều có khả năng chịu đòn cao, không ai muốn đối chiến với bọn họ. Người có biết Bất Niệm Thiên không, Triệu Bân lại hỏi. Không biết, Đại Bằng lắc đầu nói, chỉ biết một chút về Tự Tại Thiên mà thôi. Tự Tại Thiên! Nghe đồn người đó là thủy tổ của Đại La Tiên Tông, từ vạn năm trước đã tọa hóa.
Cái tên kỳ lạ quá, Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng. Lời của Đại Bằng không khác gì lời của Nguyệt Thần ngày xưa. Hắn cũng thông hiểu vạn pháp trường sinh quyết chân truyền, chiếc nhẫn ngọc đen vẫn còn nằm trong chiếc nhẫn ma của hắn, người đưa cho hắn chỉ bảo phải giao lại nó cho Bất Niệm Thiên, nếu như có một ngày hắn may mắn đến được tiên giới thì hắn sẽ đem nó trả lại cho Đại La Tiên Tông, nói không chừng Bất Niệm Thiên có tâm tình tốt còn có thể tặng bảo bối cho hắn. Không biết Đại Bằng trở về từ lúc nào. Trước khi đi nó còn dùng hết sức mắng chửi Triệu Bân. Triệu công tử là một tên thù dai. Lần sau thông linh chưa kịp nói gì đã bị đánh trước rồi. Không có Đại Bằng, hắn một mình đi trước, vẫn vừa đi vừa cảm nhận xung quanh. Từ khi ra khỏi thành Thiên Thu hắn đã tìm hơn nửa tháng nhưng đừng nói tới ân chú, huyết tôn cùng ác phương, ngay cả một ngụy bí giả, con rối máu cùng ác linh hắn cũng không nhìn thấy, cứ như thể bọn chúng đã bốc hơi toàn bộ khỏi thế gian. Dưới ánh trăng, hắn dừng lại trước một con sông dài. Đây là sông Vong Xuyên, quê hương của một người bạn cũ. Người bạn cũ đó chính là Mộng Điệp, Hoa Khôi Túy Mộng Lâu. Ngày xưa chính hắn đã đưa Mộng Điệp tới đây. Mãi sau này hắn mới biết chủ nhân của Túy Mộng Lâu chính là Ân Minh. Mà chú ấn trên cơ thể của Mộng Điệp cũng do chính Ân Minh gieo vào. Nếu như đã đến đây rồi thì cũng phải bái tế nàng ta. Hắn đã tìm thấy một phần của Mộng Điệp tại trấn nhỏ cũ nát kia. Mong cô trên trời có linh. Triệu Bân cầm lấy bầu rượu dưới xuống đất. Hắn cùng với Mộng Điệp có cùng một kẻ thù không đội trời chung, nếu Mộng Điệp trên trời có linh thì hắn hy vọng nàng ta có thể phù hộ cho hắn sớm ngày tìm ra rừng rậm huyết u, đến lúc đó hắn không chỉ có thể tiêu diệt ân chú mà còn có thể bắt Ân Minh phải chôn cùng. Đi theo ta suốt chặng đường không cảm thấy mệt sao, Triệu Bân thản nhiên nói. Hắn vừa dứt lời thì đã thấy một làn gió thổi qua, cuốn theo một làn hương nữ tính. Một người phụ nữ bước ra khỏi bóng tối, toàn thân mặc áo choàng đen chỉ để lộ ra một đôi mắt, tuy đôi mắt trong veo nhưng lại mờ mịt và trống rỗng, ẩn trong đó là một sự cô quạnh khó tả. Nhìn kỹ thì đúng là Hồng Tước. Chính xác mà nói thì đây là Hồng Tước đã bị tà niệm Hồng Tước khống chế. Tà niệm này thực sự quá gan dạ, hơn nữa bản lĩnh cũng không nhỏ, còn có thể đào ra tiên thân Hồng Tước từ nghĩa trang hoàng tộc. Tiên thể so sánh với thân thể của nữ soái Xích Diễm lại càng tốt hơn. Vèo. Tốc độ của Triệu Bân vô cùng nhanh, trong nháy mắt hắn đã xoay người, cũng trong chớp mắt đã tóm lấy cổ của tà niệm Hồng Tước ấn lên vách tường. Sau đó hắn liền lạnh lùng nói, đi theo ta làm gì? Đi theo ngươi thì ta sẽ tìm được ân chú, Hồng Tước lãnh đạm nói, không có một chút phản kháng, ngay từ đầu cũng không có ý định chống cự, nếu như cô ta muốn ra tay thì cũng đã không bị bắt dễ dàng như vậy. Ngươi thực sự cho rằng nếu ngươi khống chế được tiên thân của Hồng Tước thì ngươi sẽ đánh bại được ân chú sao? Cho dù chỉ có thể chém xuống một miếng thịt trên người lão ta thì ta cũng cam lòng. Tối nay ngươi đã khiến cho ta phải nhìn ngươi bằng cặp mắt khác xưa. Triệu Bân cuối cùng cũng buông tay, xoay người bước đi càng lúc càng xa. Tà niệm Hồng Tước giống như một bóng ma, không nhanh không chậm đi theo hắn. Tử Y Hầu đã bị chôn vùi ở đế đô, hiện tại trong cô ta chỉ còn lại hận thù. Cũng chỉ còn tin tưởng Triệu Bân, cô ta tin tưởng thanh niên này có thể dẫn cô ta tìm được ân chú. Hỏi thế gian tình là gì? Triệu Bân dùng thuật đọc tâm, hắn đã quá xem thường tình yêu, tà niệm Hồng Tước tuy vô cùng oán hận Hồng Tước nhưng lại yêu sâu đậm Tử Y Hầu, đoạn tình duyên này phải sâu đậm đến cỡ nào mà ngay cả tà niệm cũng nguyện vào sinh ra tử. Cuộc hành trình này đã thay đổi từ hành trình của một người thành hai người. Nếu có người quen ở đây thì họ nhất định sẽ vô cùng xúc động. Kẻ thù không đội trời chung lại kết thành liên minh, một người không chết không ngừng, một người chỉ sống vì thù hận. Ngươi cho ta mượn bảo liên đăng một chút. Trong khi đi đến một mảnh rừng thì Hồng Tước lại đột nhiên lên tiếng. Triệu Bân không hề hỏi thêm một tiếng, ngay lập tức phất tay lấy ra bảo liên đăng, bởi vì giờ phút này trạng thái của tà niệm Hồng Tước không hề tốt, cần có một tiên vật đặc biệt trợ uy giúp tăng chiến lực, đã kết thành liên minh thì cũng cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi không sợ ta mượn rồi không trả sao? Tà niệm Hồng Tước nhận lấy rồi treo bảo liên đăng lên đỉnh đầu. Triệu Bân đoán đúng, cô ta rất cần ánh sáng của bảo liên đăng để thanh tẩy linh hồn, ngọn lửa bên trong bảo liên đăng tỏa sáng rực rỡ, lóe ra ánh vàng chói lọi, có sức ảnh hưởng kỳ lạ đối với linh hồn con người. Cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển thì ta cũng có thể tìm được. Triệu Bân nhấp một ngụm rượu rồi thản nhiên nói. So với chuyện cô ta bỏ trốn thì hắn lại càng tin vào một chữ tình hơn. Cô ta là một kẻ si tình đến tuyệt vọng, bây giờ chỉ sống vì hận thù, chắc chắn không quan tâm đến bảo bối ngoài thân,
chỉ riêng chuyện này cũng đủ để cho hắn ta tin tưởng tà niềm Hồng Tước. Ngươi đúng là một kẻ quyết đoán. Hồng Tước nhắm mắt bước đi, tập trung thanh lọc linh hồn. Triệu Bân không quấy rầy cô ta, hắn chỉ lặng lẽ quan sát tiên thân Hồng Tước, tà niệm càng thanh tẩy thì càng có thể dung nhập thuận lợi vào tiên thân Hồng Tước, thậm chí năng lượng còn sót lại trong tiên thân cũng bị kích thích từng chút một. Hai người liên tục di chuyển. Rất nhiều nơi đã lưu lại dấu chân của bọn họ. Loanh quanh nửa tháng cũng không tìm thấy kẻ thù nào, nhưng tà niệm Hồng Tước đã biến hóa, dưới ánh trăng khí uẩn cấp tiên đang bay lượn, toàn thân cô ta được mây mờ bao phủ, diễn hóa ra ý cảnh mộng ảo. Tìm được rồi. Tìm được rồi. Không biết qua bao nhiêu ngày tháng thì bên tai Triệu Bân mới vang lên ba chữ này. Cùng lúc đó, mắt thiên không cũng đã tìm ra được rừng rậm huyết u. Cùng lúc đó, Ma Quân ra khỏi núi bất tử, Hồng Uyên ra khỏi đế đô. Đồng hành với bọn họ còn có các cường giả thành thiên thu cùng cường giả đại hạ và nhóm sát thủ cấp thiên. Ngoài ra quân đội đại hạ cũng đã được điều động từ tứ phương tràn tới, cảnh giới yếu nhất cũng là địa tạng đỉnh phong. Bên dưới đại địa có vô số chiến mã phi nước đại, bên trên bầu trời có vô số thú cưỡi có cánh bay đầy trời, ước chừng cũng phải có mấy chục vạn đại quân, trận trường khổng lồ chưa từng thấy, thể hiện rõ thái độ muốn san bằng rừng rậm huyết u. Đi! Triệu Bân lướt qua bầu trời nhanh như chớp. Tốc độ của Hồng Tước cũng không hề chậm. Ta nói trước, không được làm bậy. Ta, tự có tính toán. Nơi này là một thương nguyên rộng lớn hoang vắng. Bên trên thương nguyên có một vùng biển rộng lớn giống như một tầng mây bao phủ toàn bộ không gian u ám tối tăm, sương mù lượn lờ khiến cho người ta không nhìn rõ thật ảo, chỉ nghe tiếng lệ quỷ kêu rên truyền ra ngoài. Nơi này chắc chắn là rừng rậm huyết u. Không gian di động đã đáp xuống thương nguyên này, tuy ẩn giấu rất kỹ nhưng vẫn không tránh khỏi mắt thiên không, cho nên mới bị khóa chặt vị trí. Ngay sau đó từ phía chân trời đã truyền tới tiếng gầm rú, có cường giả đang tiến tới. Từ xa cũng có thể nghe thấy uy áp khủng bố nghiền nát không gian. Đó chính là Bất Diệt Ma Quân và Đại Hạ Hồng Uyên, hai người bọn họ có tốc độ nhanh nhất. Về phần trưởng giáo Thiên Tông cùng tà niệm Hồng Tước thì do khoảng cách qua xa cho nên vẫn còn đang trên đường đi. Sau Ma Quân và Hồng Uyên thì vẫn còn một số lượng lớn cường giả theo sau, ai cùng đằng đằng sát khí quân đội Đại Hạ khoan thai đến sau nhưng số lượng vô cùng khổng lồ tràn tới đông nghìn nghịt. Một rừng rậm huyết u khổng lồ như vậy mà đã bị vây chặt. Xe nỏ được bày ra hết sức chỉnh tề với số lượng cực kỳ lớn, chỉ cần chờ lệnh sẽ đồng loạt oanh tạc, nếu như đủ quân số thì còn có thể san bằng hoàn toàn cấm địa này. Sao có thể như vậy, sao các ngươi có thể tìm ra nơi này? Ở sâu trong rừng rậm huyết u truyền ra một thanh âm lạnh lẽo như băng. Nghe thanh âm này thì chắc chắn là của ân chú, chắc chắn sắc mặt của lão ta đang vô cùng khó coi. Ân chú, ra đây chiến đấu đi, Hồng Uyên nhẹ giọng nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách, lời nói của ân chú đầy vẻ khinh thường. Lão ta vừa dứt lời thì rừng rậm huyết u đã ông ông chấn động, lại muốn di rộng đi nơi khác. Đi đâu? Ma Quân quát lên một tiếng rồi ngay lập tức chém ra một luồng ma quang bóp méo không gian, cản rừng rậm huyết u lại không cho nó di chuyển, bọn ta đã tìm được ngươi rồi mà ngươi còn muốn chạy trốn sao? Không có cửa đâu. Chết tiệt, sâu trong rừng rậm huyết u lại truyền ra tiếng mắng chửi. Đánh cho ta, không biết vị tướng quân nào đã ra lệnh, ngay lập tức phung kiếm chỉ vào cấm địa. Nhận lệnh, hàng vạn xe nỏ được kích hoạt từ tứ phía, nỏ mạnh phóng ra như mưa bao phủ bầu trời, oanh tạc thẳng vào rừng rậm huyết u. Thế nhưng, âm thanh nổ đi đùng không hề vang lên. Chắc hẳn bên trong rừng rậm huyết u có một thứ cấm chế quỷ dị nhắm vào cường nỏ. Ma Quân và Hồng Uyên không hề cảm thấy bất ngờ với điều này. Nơi đây vốn là cấm địa. Thêm cả kinh nghiệm vận hành nhiều năm của ân chú, bên trong đâu đâu cũng là bẫy, đâu đâu cũng có cấm chế, vũ khí chiến tranh mất hiệu lực ở nơi này hoàn toàn nằm trong dự đoán của họ. Canh chừng ở đây. Ma Quân xách theo chiến kích, Hồng Uyên lấy ra sát kiếm. Hiển nhiên, người đứng đầu thiên hạ của hai thời đại muốn xông vào cấm địa, muốn tiến vào rừng rậm huyết u, giết chết ân chú. Soạt. Không đợi hai người tiến vào đã thấy một bóng đen lướt qua như tia sáng. Bay vào bên trong rừng rậm huyết u. Đó là tàn niệm của Hồng Tước, không hề thương lượng trước, thậm chí Triệu Bân nhanh như chớp cũng không ngăn cản nổi. Hồng Tước. Ma Quân thấy thế, hai mắt khẽ nheo lại. Hồng Uyên càng nhíu mày sâu hơn vì biết đó là ai. Chắc chắn là tàn niệm khống chế thân thể của Hồng Tước. Đúng là đánh giá tàn niệm của Hồng Tước thấp quá rồi, nó còn có thể cướp thi thể ngay trước mặt ông ta. Không ngăn kịp. Triệu Bân từ trên trời hạ xuống.
thần thái cực kỳ lúng túng. Chỉ mấy giây trước thôi, tốc độ của tàn niệm hồng tước đột nhiên tăng vọt, đã hứa sẽ tính kế lâu dài, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã biến mất rồi, bởi không thể ngăn cản được sát ý, chỉ muốn tìm ân chú để liều mạng. Hai vị tiến bối ở bên ngoài tọa trấn. Triệu Bân không nói nhiều, chạy theo bà ta vào bên trong. Khi tiến vào rừng rậm huyết u lần nữa, Triệu Bân vẫn thấy kiêng dè. Đây là cấm địa, cũng là hang ổ của ân chú, phải gọi là cấm địa của các cấm địa. Chuyến đi lần trước phải gọi là cửu tử nhất sinh, khi ấy ân chú vẫn còn sống dở chết dở chứ lần này khác hẳn rồi, ân chú đã hồi phục, có thể điều khiển ngụy bí giả theo ý muốn, dù phải hao tổn cũng có thể khiến họ hao tổn đến chết trước. Biến mất rồi. Triệu Bân lầm bầm, dồn hết thị lực nhìn ra phía sau. Trước khi đến đây, hắn đã gắn một thứ ấn ký thiên nhãn truy tung lên người tàn niệm hồng tước, để phòng tàn niệm làm bậy, nhưng sau khi tiến vào rừng rậm huyết u, bí pháp truy tung mất hiệu lực, hay nói cách khác là bị sức mạnh thần bí ngăn cách rồi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi vào bên trong. Cũng như lần đầu, càng đi sâu vào trong, tốc độ thọ nguyên mất đi càng nhanh. May mà bây giờ hắn là cao thủ thiên võ, còn dung hòa thêm 6 phần 10 đại địa linh mạch nên thọ nguyên rất đủ dùng. Ân chú, xuất hiện đi. Triệu Bân vừa đi vừa nói câu này. Vậy mà không thấy ai phản hồi, dường như đối phương không nghe thấy được. Nhưng Triệu Bân dám quả quyết rằng ân chú nghe thấy, dù nghe thấy rồi nhưng không xuất hiện. Điều này khiến hắn thấy mơ hồ, với tu vi và đạo hạnh của ân chú, rừng rậm huyết u vốn là địa bàn của lão ta, không thể nào sợ một võ tu thiên võ như hắn được. Sao lão ta không ra chứ? Keng! Triệu Bân xách kiếm Long Uyên, bắt đầu điên cuồng làm loạn. Rừng rậm huyết u không bao giờ thiếu cây, hắn vừa đi vừa chặt. Tiện thể còn phá không ít hoa văn trận pháp. Tà niệm hồng tước cũng đang làm điều này, đồng thời bà ta điên rồ hơn hắn nhiều, xách theo thanh sát kiếm chặt hết khoảnh rừng nọ tới khoảnh rừng kia như người phát điên vậy, chỉ để ép ân chú xuất đầu lộ diện. Lại tăng cường tiên trận mê tông rồi. Đi tới một nơi, Triệu Bân đột nhiên đứng lại. Mảnh đất dưới chân, trước đó hắn đã từng đi qua, bây giờ lại quay về. Ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng không thấy nổi các vì sao, bởi đã bị mây mù che phủ. Rõ ràng. Từ sau lần trước hắn xông ra ngoài, ân chú đã bố trí thêm nhiều cấm chế cho khu vực này, mà tiên trận mê tông chính là một trong số đó. Nếu đã là thủ đoạn của ân chú thì chắc chắn không có khuyết điểm gì, lão ta không phải cao thủ chuẩn tiên thông thường, sau khi khôi phục lại càng thông thiên. Thế này thì lúng túng lắm đây. Triệu Bân trèo lên cao nhìn ra xa, không nhìn rõ đường đi, cũng không nhìn ra được phía trước có gì. Lần này khác với lần trước, cho dù không bị ngụy bí giả cản đường. Hắn cũng không thể ra ngoài dễ dàng. Hắn quá lỗ mãng, ngờ nghịch chui vào đây chẳng khác gì đâm đầu vào hố. Nhắc đến hố, phía trước có một cái này. Cũng không biết ai đã đào một cái hố lớn với chu vi cả trăm trượng ở chỗ này, bên trong chất đầy xương cốt, phần nhiều còn dính cả da thịt thối giữa, mùi hôi thối không ngừng lan ra xung quanh. Không đúng lắm. Triệu Bân thấy thế mà không khỏi nhíu mày, vô thức đảo mắt nhìn xung quanh, sau cùng ánh mắt hướng xuống bàn chân. Hắn mở đại địa linh mạch, khả năng cảm nhận liên tục lan xuống dưới, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Tìm gì thế? Tìm ngụy bí giả. Theo lời nữ soái thì nơi này giấu đầy ngụy bí giả ở dưới lòng đất, do ân chú dùng bí pháp địa thiên táng giấu đi. Nhưng hắn cảm nhận một hồi mà không hề thấy tung tích của ngụy bí giả. Quả thực là một cái hố. Triệu Bân lầm bầm trong lòng, tiếp tục đi sâu vào trong, vừa đi vừa cảm nhận. Nhưng vẫn không thấy ngụy bí giả. Bốn phương tám hướng im lặng đến đáng sợ. Điều này chứng thực suy đoán của hắn, ân chú không hề ở đây. Sở dĩ lão ta để rừng rậm huyết u lộ ra dưới con mắt của mọi người, chắc chắn là để bẫy người khác tiến vào. Thực tế chứng minh, ân chú thành công rồi. Tà niệm hồng tước bị lừa vào trong, hắn cũng mơ mơ hồ hồ lọt bẫy. Ân chú làm như thế, mục đích rất hiển nhiên, mẹ kiếp, lão ta dương đông kích tây, dụ họ tới đây để lão ta đi đánh đế đô. Thiên Tông và núi Bất Tử sao? Nếu đúng là vậy thì gay gâu rồi. Hắn bị nhốt ở chỗ này, không ra ngoài được, Hồng Uyên và Ma Quân lại bị kiềm chân ở đây. Nếu ân chú, Huyết Tôn và Ác Vương gây sự vào lúc này, bất kể là núi Bất Tử, Đế Đô hay Thiên Tông, đều gặp tai họa lớn. Quay về. Triệu Bân hét lên đầy đanh thép, định truyền lời cho người bên ngoài. Nhưng người ở bên ngoài chắc chắn không nghe thấy gì, âm thanh của hắn bị sức mạnh thần bí che phủ. Phân thân của hắn cũng bị ngăn cách mọi liên lạc từ khi hắn tiến vào rừng rậm huyết u,
bởi vì sức mạnh thần bí gây nhiễu loạn nên từng phân thân được giữ ở bên ngoài lần lượt biến mất. Sao không có động tĩnh gì? Nhiều người ở bên ngoài cấm địa lầm bầm. Trưởng giáo Thiên Tông tiến vào trong nửa đêm rồi, nhưng bên trong im lặng như tờ. Dù sao cũng phải có chút động tĩnh của đại chiến chứ, im lặng chết chóc thế này thật khiến họ thấy không quen, thậm chí còn thấy đè nén. Chẳng nói gì đến họ, cả Hồng Uyên và Ma Quân cũng nhíu mày. Chẳng lẽ Triệu Bân và Tà Niệm Hồng Tước bị ân chú giết rồi? Nghĩ kỹ lại, dường như khả năng này không lớn lắm. Nếu Tà Niệm Hồng Tước bị tuyệt sát, họ sẽ tin, nhưng Triệu Bân là một nhân tài, hắn rất cơ trí, lại còn biết thiên nhãn thuấn thân, không thể nào mất mạng nhanh như thế. Cứu ta! Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng kêu cứu. Âm sắc này chính là giọng nói của Triệu Bân. Nói cho đúng hơn, ân chú dùng một loại cấm chế nào đó mô phỏng âm thanh của Triệu Bân. Thứ này đã được làm sẵn từ trước, mục đích hết sức dễ thấy là dẫn dụ Hồng Uyên và Ma Quân cùng tiến vào rừng rậm huyết u. Nhưng lão ta tính tới tính lui vẫn tính sai. Bất kể là Hồng Uyên hay Ma Quân đều hiểu rõ con người Triệu Bân. Với bản tính của Triệu Bân, dù gặp nguy nan, vào thời khắc then chốt nhất, hắn cũng không bao giờ kêu cứu, càng không để đồng đội tiến vào đó chịu chết cùng hắn. Thế nên mới nói, tiếng kêu cứu này căn bản không phải của Triệu Bân. Nói thẳng ra, đây là một cú lừa, thậm chí họ nghi ngờ rằng ân chú không hề ở bên trong. Đùng! Đột nhiên, tiếng sấm sét vang dậy. Bầu trời sáng sủa đột nhiên đổ cơn mưa giả dích, sấm chớp đi đùng. Thú vị đấy! Nghe thấy tiếng sấm, Triệu Bân đứng lại. Hắn giơ cao kiếm Long Uyên, lưu chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Thế nhưng, hắn không dùng sấm sét để tác chiến mà điều khiển nó vẽ ra vài chữ to đùng trên bầu trời. Đây là bẫy, mau quay về. Địch mịa, thế này cũng được à? Diêm La mặt quỷ trông thấy mà khóe miệng không khỏi giật giật. Bất kỳ ai trông thấy đều có chung thần thái này, trưởng giáo Thiên Tông đúng là cao thủ chơi sấm sét. Đi thôi. Ma Quân và Hồng Uyên đồng loạt quay đi. Triệu Bân đã nói rồi, đây là bẫy dập, rõ ràng là chiêu dương đông kích tây. Thủ đoạn của ân chú hay thật đấy, bày ra một cấm địa trống không, còn không tiếc diễn kịch để lừa họ vào trong. Đi thôi. Các cường giả cũng lục tục rút lui. Còn về phía Triệu Bân, họ không lo lắng. Nếu đã là vườn không nhà trống, việc hắn ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian. Với tu vi thiên võ của Triệu Bân, hắn thừa sức giữ mạng. Huống hồ còn có cả Tà Niệm Hồng Tước đánh phối hợp cùng hắn. Đó là gì thế? Ánh mắt của hai con mắt thiên không dịch chuyển về nơi tiếp giáp giữa Đông Hải và đất liền. Họ có thể trông thấy một đợt sóng đỏ lòm lòm đang cuồn cuộn xô vào bờ biển. Nhìn kỹ lại mới thấy trong đợt sóng đó cuốn theo vô số con rối máu của huyết ma, có con hình người, có con hình thú. Nhìn về phía nam kia, thương khung gào thét. Tầm nhìn của hai con mắt thiên không đảo về nơi tiếp giáp giữa nam vực và đất liền, bên đó cũng có động tĩnh lớn, cũng là vô số quái vật đếm mãi không xuể. Đó là từng nhóm ác linh từ nam vực leo lên đất liền. Huyết tôn và ác vương ra tay rồi, một người điều khiển con rối máu, một kẻ thao túng ác linh, một người tấn công từ Đông Hải, một kẻ tiến đánh từ nam vực. Con rối máu và ác linh đen đặc nuốt chừng từng tấc đất. Họ không thấy ân chú, cũng không thấy quân đoàn ngụy bí giả. Nhưng tên đó cũng ủ mưu tính kế, tuyệt đối không thua kém huyết tôn và ác vương. Trận quyết chiến đêm nay chính thức mở màn. Á! Dưới ánh trăng, Đông Hải ngập trong tiếng la hét thảm thiết. Huyết tôn ra tay hào phóng thật, biến toàn bộ Đông Hải thành thế giới màu đỏ máu. Vô số con rối máu bò ra khỏi mặt biển, có con hình người, có con hình thú, dập trời dập đất, điên cuồng tàn sát sinh linh. Chúng đi đến đâu giết chóc đến đấy, từng hòn đảo chìm nghỉm, sinh linh nối nhau ngã xuống biển máu, sau đó bị huyết tôn hút lấy máu tươi, tiếp tục biến họ thành con rối máu. Không ai ngờ rằng, Đông Hải mênh mông rộng lớn ẩn chứa một huyết kiếp như vậy. Đừng nói tới võ tu chuẩn thiên, đến cả các lão bối thiên võ cũng liên tục bỏ mạng. Á! Tình trạng thảm thiết này cũng diễn ra ở Nam Vực. So với huyết tôn, thủ đoạn tàn khốc của ác vương chỉ có hơn chỉ không có kém. Không biết ông ta triệu hồi bao nhiêu ác linh, chúng cũng phủ kín cả bầu trời lẫn mặt đất như những con sóng đen kịt, cuốn phăng từng hòn đảo có dấu hiệu sinh tồn, điên cuồng tàn sát. Những người chết đi, bất kể là cảnh giới chuẩn thiên hay thiên võ đều biến thành ác linh, bị ác vương thao túng, biến thành công cụ giết người của chúng. Một bên là con rối máu. Một bên là ác linh. Những đòn tấn công không hề kiêng dè. Đại hạ nghỉ ngơi dưỡng sức chưa đầy một năm đã lại gặp chiến hỏa,
bị đội quân con rối và ác linh nhấn chìm núi đổi sông suối. Những nơi mà chúng ghé qua, hiếm có sinh linh nào còn sống sót. Chết tiệt! Từ phía Thiên Tông và thành Thiên Thu vang lên những lời lẽ lạnh lẽo. Có thể Ma Quân và Hồng Uyên không trông thấy, nhưng hai con mắt Thiên không chứng kiến rõ ràng. Họ thực sự đánh giá ác vương quá thấp, cũng coi thường Huyết Tôn rồi, hai kẻ này sở hữu sức mạnh quá to lớn. Một kẻ giết Đông Hải, một kẻ diệt Nam Vực, một kẻ dùng ác linh, một kẻ dùng con rối, tạo ra đội hình lớn đến mức này. Đây là sơ suất của họ. Trước đó họ chỉ mải quan sát Đại Hạ, nghiễm nhiên bỏ qua Đông Hải và Nam Vực. Hóa ra hang ổ của ác vương và Huyết Tôn ẩn giấu ở sâu trong lòng đại dương, phóng mắt nhìn ra không thấy điểm dừng. Bây giờ chúng lao ra quả thực khiến họ không kịp trở tay, đây sẽ là một trận chiến cuốn phăng Đại Hạ. Ngự Lâm quân, rút về thành Cửu Thiên. Quân Uy Hổ, giữ lấy mạch núi Địa Long. Quân Xích Diễm, nhanh chóng chi viện cho Nam Hà U Cốc. Ở phía Thiên Tông, lão tổ U Tuyền liên tục hò hét. Có tầm nhìn từ con mắt Thiên Không, họ có thể quan sát toàn bộ cục diện để khẩn trương bài binh bố trận, bố trí quân đội Đại Hạ ở những vị trí cực kỳ có lợi. Mau mau mau, thêm nữa, đó còn là hai chuẩn tiên, nếu như họ cố tình muốn trốn thì rất khó có thể tìm ra được. Mắt Thiên Không, nực cười. Tận sâu dưới Đông Hải, Huyết Tôn liếc nhìn lên bầu trời xa xăm, có thể nhìn thấy rất rõ đôi mắt to lớn nhưng vô hình đó. Lần này, lão ta đã thông minh ra nên nấp rất kỹ. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, lão ta không có dự định ra ngoài lang thang, chỉ cần điều khiển con rối máu là được rồi. Cả Đông Hải đều biến thành biển máu, những sinh linh trốn ở đây đều có thể biến thành con rối máu, nhiều không thể đếm xuể. Lão ta không ngại khiến cho Đại Hạ phải chết vì mệt. Lão ta đã chủ tính kế hoạch ở Đông Hải bao nhiêu năm, thế lực, căn cơ của lão ta thâm hậu hơn những gì người đời có thể tưởng tượng rất nhiều, dù là Ma Quân bất diệt thì cũng không thể làm gì được lão ta. Mắt Thiên Không ư, vớ vẩn. Không hổ là đồng minh, lời của ác vương chẳng khác gì Huyết Tôn. Huyết Tôn có thể nhìn thấy mắt Thiên Không, lẽ nào ông ta lại không? Chính vì có thể nhìn thấy nên mới xuất hiện nụ cười khinh miệt kia. Đùa à? Chỉ một con mắt Thiên Không mà muốn tìm ra cảnh giới chuẩn tiên là ông ta sao? Đúng là chuyện viển vông. Ông ta và Huyết Tôn cũng có cùng suy nghĩ. Đã từng có vết xe đổ phía trước, nấp trong sào huyệt của mình vẫn là cách an toàn nhất. Huyết Tôn có thể điều khiển con rối máu, ông ta có thể triệu hồi ác linh, triệu hồi vô tận, ông ta cũng muốn xem thử Long Triều Đại Hạ có thể chịu được bao lâu. Ngươi còn định trốn đến lúc nào? Huyết Tôn và ác vương không nhìn lên trời nữa mà đồng loạt ngóng về một hướng khác, đương nhiên ngươi trong câu nói đó là đang chỉ ân chú, đã nói là liên minh, ba người một nhóm cùng gây rối, vậy mà chỉ có mình ngươi nín nhịn không chịu ra, chờ thời sao? Gấp gáp gì chứ? Ân chú cười nham hiểm, lão ta là một tên lão làng, dày dạn kinh nghiệm và cực kỳ lươn lẹo. So với việc đánh trực diện, lão ta giỏi âm thầm làm loạn hơn, chẳng hạn như quấy rối. Nhưng lần này lão ta không quấy rối Thiên Tông và núi Bất Tử nữa mà là chọn rừng rậm Huyết U. Có một trưởng giáo Thiên Tông đang bị nhốt ở đó, lý nào lại không giải quyết. Trước lúc đó, cứ để cho hai đồng minh chiến lược của lão ta chào hỏi Đại Hạ trước. Đợi khi lão ta tiêu diệt được Triệu Bân rồi mới đến đại náo cũng chưa muộn, phải hủy hai con mắt Thiên Không đó trước, có chúng thì làm việc xấu là cứ phải lén la lén lút, lão ta không thích cảm giác đó. Câu trả lời của ân chú khiến Huyết Tôn và ác vương khó chịu. Đặc biệt là Huyết Tôn, lão ta bị thiệt một lần nên đến giờ vẫn còn tức anh ách, sở dĩ lão ta trốn ở sâu dưới Đông Hải, nguyên nhân chủ yếu là vì ân chú, cái lão chó già đó, thích nhất là giở quẻ thời khắc mấu chốt, chỉ giỏi gài đồng đội, chẳng phải rất cần đề phòng sao. Đừng nhiều lời. Mau đến tham gia chiến đấu. Ác vương không nghĩ nhiều mà lớn tiếng quát lạnh, lần đầu tiên hợp tác với ân chú thật sự đã khiến ông ta rất khó chịu. Chẳng hạn như việc dùng rừng rậm Huyết U để làm chiến trường, lập một cấm địa rỗng ở đó thật sự là chuyện thừa, nếu mà trước đó giết luôn Triệu Bân thì cần gì phải rắc rối đến vậy? Lão phu đâu có ngốc? Đó sẽ là câu trả lời của ân chú. Nếu nán lại rừng rậm Huyết U, lão ta sẽ thành bia ngắm di động, mặc dù cấm địa đáng sợ nhưng cũng không phải không phá được, đám người Hồng Uyên Đại Hạ mà muốn xử lý lão ta thì chẳng phải để Huyết Tôn và ác vương được lợi sao? Thế nên cần phải đi thêm vài bước nữa. Dạo một vòng bên ngoài rồi quay về là chuyện rất cần thiết. Ba tên ngốc, lão già tóc bạc nói. Ông ta mới là người rảnh rỗi, bên ngoài đánh nhau tơi bời mà người này lại trốn ở đây câu cá, hiển nhiên đã nghe rành mạch cuộc trò chuyện của Huyết Tôn, ác vương và ân chú.
Ba tên này cấu kết với nhau, thật là thú vị, ai cũng có tính toán riêng, chưa đả bại đại hạ mà ai cũng đã nghĩ cách hại đồng đội của mình rồi. Nhưng nói đi cũng nói lại, đội hình của ba người này thật sự rất mạnh. Với con mắt của một vị thần, e rằng lần này cái đại hạ sẽ phải đi vào dĩ vãng. Nhắc đến Triệu công tử, lúc này hắn đang thật sự rất phiền muộn. Mặc dù đêm nay có giông tố nhưng dường như không có tác dụng gì. Vì mảnh đất cấm địa này có thể ngăn cách lôi điện, xét chưa kịp đánh xuống là đã bị sức mạnh bí ẩn chặn lại rồi. Dù sao thì đây cũng không phải thiên kiếp, nếu như có được trận sấm thì dễ hơn nhiều rồi. Ân chú, người được lắm. Triệu Bân lạnh lùng hét lên rồi lại vung kiếm chém ngã một vùng cây cổ thụ. Lần này thật sự không giống trước, hắn không nhìn thấy bầu trời, mà đã không thấy trời thì sao nhìn được tinh tượng, không nhìn được tinh tượng là không thể tìm được chính xác chân trận ở đâu. Đương nhiên, vẫn có một cách ngu ngốc, đó là đi đến đâu đánh đến đó. Nhưng con đường này tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, sợ là khi hắn vẫn chưa đánh ra bên ngoài được thì đại hạ đã bị san bằng rồi. Phụt! Đang chạy, hắn chợt thấy tia huyết quang. Hai mặt Triệu Bân sáng lên, hắn lướt tới như một tia chớp. Như hắn đoán, là tà niệm của Hồng Tước, chắc là đã dẫm phải không ít cạm bẫy nên trạng thái mới chật vật, tả tơi như thế. Khi Triệu Bân tới nơi, bà ta đang vịn vào thân cây, ho ra cả máu, trận vân vận chuyển dày đặc trên thân, là một tiên trận không hoàn chỉnh, chẳng những vây nhốt mà còn có thể chủ động tấn công. Keng! Triệu Bân vung kiếm, cố chém vào một góc trận pháp. Tà niệm Hồng Tước thừa cơ, vài ba bước là độn trốn ra ngoài. Với ánh mắt của bà, lại đi theo ân chú lâu như vậy, chắc phải hiểu rất rõ các loại càn khôn trong rừng rậm huyết u chứ, sao trông thảm thiết thế kia. Triệu Bân lấy ra bảo liên đăng, trị thương cho tà niệm Hồng Tước. Lão ta bóp méo càn khôn, lập thêm rất nhiều trận pháp, tà niệm Hồng Tước nói. Hèn gì, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Hắn cũng đã từng đến đây, hiện giờ cấm địa có rất nhiều chỗ khác với trước đó, để lừa người ta vào cấm địa, để xử lý đối thủ, ân chú đúng là kính nghiệp phi thường. May mắn thay, hôm nay Ma Quân cùng Hồng Uyên đều có tính toán trước khi ra khỏi cửa. Nếu như tất cả bọn họ đều ngu ngốc xông vào và bị mắc kẹt ở đây thì sẽ là một thảm họa. Nhưng bây giờ thì, tình hình cũng không quá lạc quan. Có người tiến vào rồi, tà niệm Hồng Tước đột nhiên nói. Ta thấy rồi. Triệu Bân liên tục di chuyển, có thể thấy được không gian đang càng lúc càng mơ hồ vì sương mù. Ngoài ra, bí văn cấm chế bên ngoài cũng đều đang lưu chuyển một cách sống động. Tất nhiên là có kẻ đã kích hoạt trận pháp. Ân chú là người duy nhất có khả năng này. Lão ta muốn đóng cửa đánh chó, Triệu Bân ý vị thâm trường nói. Ân chú, tà niệm Hồng Tước không kìm được sát khí, rút kiếm xông thẳng đến một phương. Đêm, rừng rậm huyết u. Triệu Bân cùng tà niệm Hồng Tước lần lượt xông lên, đồng thời cũng không quên quan sát khắp nơi. Bọn họ xác định ân chú đã tiến vào nhưng không có cách nào khóa được vị trí của đối phương. Dù vậy, nếu đối phương dám xuất hiện thì bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói không chừng ác vương cùng huyết tôn cũng đã đến. Nói như vậy thì đêm nay rõ ràng là tử kiếp. Đã đến đây rồi, sao còn giấu đầu hở đuôi? Triệu Bân thản nhiên nói một câu, chắc chắc rằng ân chú có thể nghe thấy. So với hắn thì tà niệm Hồng Tước còn thẳng thắn hơn, cô ta cầm kiếm trong tay chém ra liên tục, mỗi một tiếng gầm đều mang theo tất cả hận ý từ tận sâu trong linh hồn, thậm chí ngay cả Triệu Bân còn cảm thấy bị sát khí của cô ta gây áp lực. Không có ai đáp lại. Nhưng sương mù trong cấm địa càng lúc càng dày đặc. Đi tới một nơi, ngay cả thiên nhãn của Triệu Bân cũng không thể nhìn thấy rõ con đường phía trước, chỉ biết đây là một sơn cốc, sâu bên trong vẫn có mây mù bao phủ và còn ẩn giấu một đôi mắt đang nhìn lén, ánh mắt đó khiến cho hai người tiến vào chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Đừng hành động hấp tấp, Triệu Bân cầm theo kiếm Long Uyên, đứng đối lưng với tà niệm Hồng Tước. Ân chú, cút ra đây. Hai mắt tà niệm Hồng Tước đỏ ngầu như máu. Cô ta vẫn liên tục chém ra, muốn ép ân chú ra ngoài. Cô ta có mắng cái gì cũng không quan trọng, bên trong sơn cốc có mây mù răng lối, có lôi điện tung hoành, ngoài ra còn có kiếm khí bay lượn phát ra âm thanh cực kỳ chói tai, uy lực tuyệt đối nghiền nát. Chu sát trận. Triệu Bân nheo mắt lại, cố hết sức vũ động kiếm Long Uyên. Tà niệm Hồng Tước cũng không nhàn rỗi, tốc độ nhanh như chớp, kiệt lực đón đỡ kiếm ý vô hình, tuy trước kia là kẻ thù nhưng bọn họ vẫn phối hợp rất ăn ý. Tả xung hữu đột, phòng thủ kín kẽ không chút sơ hở. Dùng dao mổ trâu giết gà. Tiếng cười âm hiểm vang lên, ân chú cuối cùng cũng đáp lại. Lão ta vừa dứt lời thì toàn bộ sơn cốc đã ông chấn động,
sau đó lại có lôi điện tụ tập từ trên trời đánh xuống. Coi chừng! Thân pháp của Triệu Bân quỷ dị như một bóng ma, vung kiếm chặt đứt luồn lôi điện. Đường kiếm của Tàn Niệm Hồng Tước cũng đã chém đứt kiếm khí bổ về phía Triệu Bân. Để xem các ngươi dẫy dụa được đến lúc nào. Ân chú nở nụ cười gian ác rồi thay đổi ấn quyết. Ngay lập tức lại có thêm một lò luyện đan hư ảo từ trên trời giáng xuống. Triệu Bân cùng Hồng Tước không thể tránh được cho nên bị mắc kẹt trong lò luyện đan ngay tại chỗ. Lò luyện đan khổng lồ nguy nga, trên thân lò có khắc bí văn, bên trong lò có ngọn lửa cuồng nộ bùng lên, không phải ngọn lửa thực mà là một dạng biến hóa của bí thuật mang lực hóa diệt khủng bố, muốn luyện hóa cả hai người Triệu Bân cùng Hồng Tước. Mở! Triệu Bân chém ra một kiếm lôi phong, bộc phát kiếm uy kinh thiên động địa. Những tiếng leng keng liên tục vang lên. Kiếm của hắn khi chém vào lò chỉ có thể khiến cho thân lò tạc ra ánh lửa, kiếm uy hoàn toàn bị bí văn trên thân lò hóa diệt sạch sẽ. Triệu Bân không chịu thua, ngay lập tức tung ra hám thiên quyền. Tiếng ầm ầm lại liên tục vang lên. Một quyền của hắn như đấm vào sắt thép, chẳng những không thể phá được lò luyện mà còn khiến xương tay của hắn ta bị nứt ra. Vô dụng thôi, đây là luyện thiên pháp tương liên với càn khôn trong cấm địa, công kích bình thường không có tác dụng đâu, Tàn Niệm Hồng Tước lạnh lùng nói. Đôi mắt đẹp nheo lại, cô ta đã từng thấy qua bí pháp này cho nên biết rằng nó vẫn có khuyết điểm, nhưng ân chú quá ghê gớm cho nên chưa bao giờ tin cô ta và nói cho cô ta biết. Ông! Triệu Bân lấy ra bảo liên đăng rồi thắp sáng đèn bằng tiên lực, muốn dùng ánh sáng của ngọn đèn để mở đường. Đáng tiếc, ánh sáng của bảo liên đăng cũng không thể phá vỡ bí văn, thậm chí ngay cả ánh sáng của bảo liên đăng cũng dần dần mai một. Trái lại, ngọn lửa bên trong là luyện đan lại về cùng quỷ dị. Đừng nói là Niệm Hồng Tước, ngay cả Triệu Bân cũng đang dần dần bị hấp phê khí huyết, chuyện dọa người nhất chính là luyện đan này còn có thể hấp phê huyết mạch, bất luận là khí huyết hay huyết mạch bị hấp phê đều biến thành chất dinh dưỡng gia tăng sức mạnh cho là luyện gian. Cho nên có thể nói bọn họ bị mắc kẹt ở đây càng lâu thì càng bất lợi. Cho dù bạn học tràn đầy sinh lực thì cũng sẽ bị an chú chậm rãi làm tiêu hao. Tuyệt vọng không, khóe miệng ân chú hơi nhếch lên. Lão ta giống như một bóng ma lang thang ở sâu trong mây mù, chỉ thỉnh thoảng lộ ra gương mặt dữ tợn, trông còn đáng sợ hơn cả ác quỷ địa ngục. Chuyện nhỏ, Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, lập tức phóng ra minh hôn lực ngưng tụ thành kiếm quang chém vào lò luyện đan nhưng vẫn không phá được thân lò, chỉ có thể tạc ra ánh lửa. Hừ, dù vậy ân chú vẫn không khỏi kêu rên, như thể vừa bị ai đó chém vào người. Minh hôn lực thực sự quá tà hồ. Chẳng những chuyên khắc chế ánh sáng vô lượng của lão ta mà thậm chí còn có thể khắc chế cả lò luyện đan do lão ta biến hóa ra, lò luyện đan này được kết nối thẳng với cơ thể của lão ta. Hay lắm! Ánh mắt Triệu Bân lóe lên, tinh thần ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Hắn thu lại huyền hoàng khí cùng thiên lôi, chỉ sử dụng minh hôn lực ngưng tụ thành kiếm quang, liều mạng chém vào thân lò. Lò luyện đan nguy nga như núi cuối cùng cũng trở nên không ổn định, nó đã bị minh hôn lực liên tục công kích. Ngoài ra còn có tiếng ân chú kêu rên truyền tới, mặc dù rất nhỏ nhưng Triệu Bân vẫn có thể nghe thấy được. Triệu Bân có thể nghe thấy. Thì chẳng lẽ Hồng Tước lại không nghe thấy? Cô ta cũng không nhàn rỗi, đồng minh phụ trách công phạt, cô ta phụ trách tìm sơ hở trên lò luyện đan. Trong lúc Triệu Bân đang làm ầm ĩ thì thực sự đã khiến cho lò luyện đan lộ ra sơ hở, chăm chú nhìn thì có thể thấy đó là một vết rạn rất nhỏ. Chính là nó. Hồng Tước trong chớp mắt ra tay. Cầm kiếm đâm xuyên qua vết rạn. Tiếng răng rắc vang lên chói tai, lò luyện đan khổng lồ đã bị khoét ra một lỗ hổng. Cả hai ngay lập tức nhảy ra ngoài. Triệu Bân tung ra một quyền đập nát lò luyện đan. Hồng Tước chém ra một kiếm mở đường, mạnh mẽ phá nát chu sát trận. Hai người một trước một sau nhảy ra khỏi sơn cốc. Đến lúc này, màn sương mù mịt mờ mới tan đi. Đến lúc này, ân chú đang ẩn thân bên trong mới hiện nguyên hình. Tuy lão ta trông có chút chật vật nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, nét mặt già nua của lão ta trông vô cùng dữ tợn nanh ác, đôi mắt đỏ ngầu chảy ra máu tươi. Lão ta tỉ mỉ thiết kế một cái bẫy chặt chẽ nhưng lại bị phá một cách dễ dàng, thật sự quá mất mặt. Ân chú, để mạng lại đó. Triệu Bân bộc phát sát khí mãnh liệt, vung kiếm chém tới. Ân chú chưa động, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt. Ngay lập tức sau lưng lão ta lại có hai bóng người phóng ra. Một người áo đen một người áo đỏ, một người cầm kiếm bạc một người cầm chiến mâu, không biết hai người này từ đâu nhảy ra mà lại xuất hiện một cách quỷ dị như vậy. Bang! Triệu Bân bị bất ngờ không kịp đề phòng, bị một kiếm của người áo đen chảm lui, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị thanh chiến mâu của người áo đỏ đâm trúng,
toàn thân hắn bị đánh bật ra ngoài đập vào một tảng đá lớn cách đó không xa khiến cho nó vỡ nát. Để mạng lại đó. Lúc Triệu Bân bị đánh bật, tà niệm hồng tước đã xông thẳng lên công kích ân chú. Thần thái của ân chú vẫn không có nhiều thay đổi, vẫn vô cùng thản nhiên, trong mắt lão ta vẫn tràn đầy sự khinh thường. Đối với đường kiếm của hồng tước, lão ta chỉ cần duỗi hai ngón tay ra là có thể dễ dàng kẹp chặt mũi kiếm. Kiếm uy đã bị hóa diệt, lão ta chỉ cần búng nhẹ ngón tay thì tà niệm hồng tước đã bị đánh bật. Ngươi thật sự cho rằng mình là hồng tước sao? Lời nói của ân chú vô cùng lạnh lẽo, còn chưa dứt lời thì lão ta đã điểm một ngón tay lên ấn đường của tà niệm hồng tước chọc ra một lỗ máu, đây không phải là đòn công phạt thân thể mà chín phần uy lực đều tập trung công kích linh hồn. Phụt! Tà niệm hồng tước đẫm máu, ấn đường chảy ra máu tươi giàn giụa. Quả thật cô ta không phải là hồng tước, cho dù là hồng tước cũng không phải là đối thủ của ân chú, lão ta không phải là cường giả chuẩn tiên bình thường, ít nhất thì ngay cả ác phương cùng huyết tôn cũng không thể sánh bằng lão ta. Kết thúc rồi. Hồng tước còn chưa kịp ngã xuống thì ân chú đã bắt đầu tung đòn tiếp theo. Nhưng lão ta đã quá xem thường tà niệm hồng tước, không biết cô ta đã dùng bí pháp gì mà lại có thể một bước thoát ra. Đó hẳn là một loại huyền pháp di thiên hoán địa giúp cho cô ta tránh thoát được một đòn tuyệt sát của ân chú. Mấy năm nay người cũng không nhàn rỗi. Khóe miệng ân chú hơi nhếch lên, lại tiếp tục công kích. Tà niệm hồng tước cũng không hề lùi bước, mạnh mẽ xông lên đối chiến. Nét mặt ân chú đã dữ tợn mà nét mặt của tà niệm hồng tước lại càng dữ tợn hơn gấp bội. Hận thù đã khiến cho cô ta quên đi sinh tử. Thậm chí cô ta còn không thi triển bí pháp bình thường mà liên tục tung ra cấm thuật sát sinh, công phạt không hề nghĩ đến hậu quả, chẳng khác gì một nữ quỷ điên cuồng. Sự điên cuồng của cô ta là thứ mà ân chú không thể ngờ tới. Mặc dù rất khó tin nhưng lão ta cũng phải thừa nhận rằng mình đã đánh giá thấp tà niệm này, tuy rằng không phải hồng tước nhưng cô ta vẫn có được không ít công phu chân truyền của hồng tước, tất cả cấm thuật mà cô ta tung ra đều vô cùng uy lực. Triệu Bân ở bên kia một chọi hai. Chiến cục cũng vô cùng kịch liệt. Trước đó là do hắn bất cẩn không nhìn kỹ, giờ phút này thì hắn đã phát hiện người áo đen cùng người áo đỏ không phải là ngụy bí giả mà là hai thi khôi được tạo ra bằng một loại bí thuật cổ xưa. Hơn nữa, cả hai đều là thi khôi cấp chuẩn tiên. Nói là chuẩn tiên cũng không chính xác, đẳng cấp của hai thi khôi này cũng không phải là chuẩn tiên bình thường, cả hai rõ ràng đều là tiên bị càn khôn phàm giới áp chế ngã xuống chuẩn tiên giống như ân chú. Rất quen mặt. Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng. Hắn chắc chắn đã từng gặp qua hai thi khôi này rồi. Hắn đã gặp hai thi khôi này ở đâu? Chính là ở hang động Quỷ Minh. Hang động Quỷ Minh, một trong ba cấm địa của Đại Hạ. Ngày xưa vì muốn cứu mẹ cho nên hắn đã xâm nhập vào đó để tìm hoa hồn linh. Ở trong đó hắn đã gặp một tiên thi cùng một ma thi đúng lúc cả hai đang bị thi biến, sau đó còn đánh nhau trước mặt hắn. Cái chuyện này đối với hắn lúc đó vẫn còn mới mẻ. Suýt nữa hắn còn bỏ mạng trong đó. Không ngờ hôm nay hắn lại có thể gặp lại hai vị tiền bối ở trong một cấm địa khác. Thủ đoạn của ân chú thật sự rất ghê gớm, không ngờ lão ta lại có thể mang tiên thi cùng ma thi từ trong hang động Quỷ Minh ra ngoài rồi luyện thành thi khôi của mình. Hai thi khôi này không phải là thứ mà thi khôi bình thường cùng huyết khôi có thể so sánh được, chiến lực của cả hai cực kỳ khủng bố. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn ngay lập tức thi triển kỳ lân hóa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, kỳ lân hóa lại lột xác thành kỳ lân thể. Ma thi đã giết tới, lập tức phóng thanh chiến mâu ra. Tiền bối, đắc tội. Triệu Bân lạnh lùng nói, trong nháy mắt thi triển thuấn thân tuyệt sát. Huyết quang hiện ra, đầu của ma thi đã bị chém xuống. Điều khiến Triệu Bân nhướng mày kinh ngạc chính là ma thi bị chặt đầu mà vẫn không ngã xuống. Keng! Cùng lúc đó, tiên thi đã chém ra một kiếm tuyệt sát. Triệu Bân phi thân bỏ chạy. Dùng hồn ngự thiên lôi hóa thành một tia sáng đánh lui tiên thi. Ma thi không đầu vẫn có thể tiếp tục công phạt, thanh chiến màu đen xì lúc này đang được sử dụng như một khúc côn đánh xuống, tuy rằng chỉ là một đòn công phạt vật lý nhưng uy lực của nó vẫn vô cùng bá đạo, cường giả thiên võ bình thường còn có thể bị một đòn này đánh tàn phế. Ông! Triệu Bân vung kiếm, mạnh mẽ đối chiến với ma thi. Kiếm va chạm với chiến mâu tạo ra thanh âm leng keng hữu lực, mạnh như trưởng giáo thiên tông cũng bị đẩy lui mấy bước. Có thể thấy được một đòn này của ma thi mạnh đến mức nào, không hổ là thi khôi cấp tiên. Ma chú ám hắc. Triệu Bân nheo mắt một lúc liền nhìn ra vấn đề. Sở dĩ ma thi không đầu có thể đứng sừng sừng không ngà chắc chắn là do ma chủ do an chú gieo vào thi thể ma chủ này không dùng để cắn nuốt huyết mạch mà là để tiện bề thao túng hai thi khôi.
phá. Triệu Bân thi triển Chu Tiên Quyết xuyên thủng ngực ma thi, phá hủy ma chú ám hắc. Ma thi ngay lập tức ầm ầm ngã xuống đất, trở lại làm một thi thể lạnh băng. Tiền bối, lên đường thuận lợi. Sau ma thi là tiên thi. Triệu công tử nhắm vô cùng chuẩn, không tiếp tục đối chiến mà chỉ nhắm thẳng vào ma chú ám hắc. Tiên thi đang đứng sừng sững cũng phải ầm ầm ngã xuống đất. Triệu Bân không dừng lại ở đó mà phóng thẳng đến một chiến trường khác. Đại chiến giữa ân chú và hồng tước đã làm núi rừng hỗn loạn. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu, mà người đẫm máu chính là tàn niệm hồng tước, cho dù cô ta dùng được tiên thân của hồng tước cũng không có nghĩa là cô ta có thể thi triển được chiến lực của hồng tước, thân thể mềm mại lúc này đã nhiễm đầy máu tươi, toàn thân xuất hiện vô số vết thương. Khi Triệu Bân đến nơi thì cô ta đã bị đánh đến không còn ra hình người. Nhìn thấy Triệu Bân, ân chú không khỏi nhíu mày. Lão ta mang đến hai thi khôi có chiến lực vô cùng cường hãn, thế mà lại bị đánh diệt chỉ trong chốc lát. Thiên thủ đại la. Triệu Bân không nhiều lời vô nghĩa, ngay lập tức tung ra một trưởng từ trên trời giáng xuống. Ân chú thậm chí còn không thèm nhìn, chỉ phóng ra một luồng ánh sáng vô lượng bổ đôi trưởng ấn, khiến cho Triệu Bân cũng bị đẩy lui. Keng, bang. Trong lúc lùi về sau, Triệu Bân đồng thời làm hai việc, vừa ngự khí huyền hoàng thành kiếm khí, vừa biến sức mạnh minh hôn thành kiếm quang, một trái một phải, chém ngược lại. Có thể kiếm khí huyền hoàng không đủ mạnh nhưng kiếm quang minh hôn lại khá hiệu quả với ân chú, chiếc áo giáp được tạo ra từ ánh sáng vô lượng bị chém rách ngay tại chỗ. Hay cho sức mạnh minh hôn. Ân chú hừ lạnh, một luồng khí đen từ trong cơ thể bay ra. Nhìn kỹ mới biết đấy là một sợi xích được tạo thành từ phù văn, tốc độ nhanh như chớp, bất chấp cơ thể của Triệu Bân, nó khóa chặt lấy võ hồn, tận lực hút lấy hồn lực của hắn, biến chúng thành sức mạnh của lão ta, phản vệ lại cho đối phương. Triệu Bân rên rỉ khó chịu, võ hồn suýt bị xé nát. Vào thời khắc quan trọng, đồng đội lại biểu hiện cực tốt, một chiêu kiếm từ trên trời giáng xuống, chém nứt dây xích phù văn. Hai người ghép đội quan trọng là phải hiểu ý, lúc dây xích bị đứt, Triệu Bân đã dùng thuấn thân tuyệt sát, thân kiếm được bao phủ bởi sức mạnh minh hôn, một kiếm đâm thủng ấn đường của ân chú, máu tươi bắn ra. Nhiều đó, mà muốn diệt ta sao? Ân chú quát lạnh, tung một trưởng chấn bay Triệu Bân. Đến cả hồng tước đang đánh đến cũng bị ánh sáng vô lượng chém ngược ra ngoài. Đom đóm mà cũng dám so với trăng sáng à? Ân chú lạnh lùng nói, vốn dĩ lão ta không muốn dùng đến bí mật của mình, nhưng giờ không thể không dùng. Hồng tước còn dễ, vì đó chỉ là tàn niệm khống chế thiên thể, không thể gây ra được sóng gió gì, nhưng Triệu Bân thì khác, hắn cực kỳ khó nhằn. Tiên đạo, pháp thiên môn. Ân chú vừa dứt lời thì một cánh cổng lớn xuất hiện. Triệu Bân thấy thế lại nhướng mày, lại là bí pháp đó, hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều lần, hơi giống với Phật pháp Tu La Môn, sừng sững như núi, mang một sức mạnh rất kỳ lạ. Vù! Pháp thiên môn rung lên, hai cánh cửa khổng lồ ầm ầm mở ra. Như Triệu Bân dự đoán, bên trong pháp thiên môn là một không gian tăm tối, có một cơn lốc màu đen xuất hiện, lực cắn nuốt mạnh mẽ, ngọn núi phía sau lưng nhẹ nhàng bị hút vào rồi bị xé tan tành. Hắn khó có thể chống lại được. Tàn niệm hồng tước cũng khó mà kháng cự. Chị em hoạn nạn có nhau, cả hai lần lượt bị hút vào pháp thiên môn. Lùi lại. Trước khi bị hút vào cửa, tàn niệm hồng tước đã đẩy Triệu Bân ra. Triệu công tử được cứu, hồng tước lại bị hút vào trong, biến mất ngay lập tức. Chạy đi đâu? Ân chú hét lên, cơn lốc trong cánh cửa lập tức trở nên lớn hơn. Theo đó, lực hút cũng tăng mạnh đáng sợ. Ta đột. Triệu Bân nhanh như chớp. Trước khi sức mạnh cắn nuốt tới, hắn đã chạy ra khỏi khu vực đó. Hắn búng người lên không, cầm Long Uyên trong tay, xuất đòn bá đao phách thiên trảm với uy lực cực kỳ bá đạo khiến pháp thiên môn phải rung lên, đến cả ân chú đang đứng hiên ngang cũng bị chấn đến rên rỉ. Diệt! Ân chú đích thân tấn công qua, kẹp hai ngón tay lại với nhau, sắc bén như mũi kiếm. Triệu công tử lại rất lợi hại, chẳng những không né tránh mà còn vươn mình ra đỡ đòn, ngực bị đâm ra lỗ thủng máu. Nhưng cùng lúc đó hắn cũng phản công lại, dùng thiên cang hộ thể chấn bay ân chú. Đến đây, Triệu Bân bám sát theo, muốn bồi thêm cho ân chú một đao nữa. Nhưng kiếm chưa tới mục tiêu thì một lá bùa đen đã xuất hiện trước mặt hắn. Bùa tiên hả? Triệu Bân run lên, phi thân ra sau bỏ chạy. Tiếng nổ vang lên sau đó, chấn động cả trời đất, tấm bùa nổ cấp tiên này cực kỳ đáng sợ, nổ cho Triệu Bân máu thịt tung tóe. Nếu không nhờ luyện thể mỗi ngày thì chiêu đó đủ để cho hắn thịt nát xương tan rồi.
Tiên pháp, mắt thiên la. Ân chú hét lớn, ở ấn đường lão ta xuất hiện con mắt thứ ba. Hư không cũng vì vậy mà rung chuyển, một đồng tử khổng lồ xuất hiện, sáng chói như mặt trời, ánh sáng lóa mắt chiếu khắp mặt đất với sức mạnh hủy diệt, hoa cỏ cây cối đều bị khô héo hết. Cho ngươi chiếu này. Triệu Bân lập tức đứng lại, dùng thể ánh sáng. Đúng là bí pháp tốt, nó giúp hắn tỏa sáng chói lóa, sáng nhất đêm nay. A, à, ân chú không kịp trở tay, mắt thiên la choáng váng. Con mắt thứ ba của lão ta lập chảy máu, đồng tử khổng lồ trên không trung cũng biến mất ngay. Lão ta đã bất cẩn, lại đánh giá thấp chiến lực của Triệu Bân lần nữa, chẳng ngờ được hắn lại có thể nghĩ đến việc dùng bí pháp này để phá mắt thiên la. Điều làm lão ta bực tức hơn vẫn còn ở phía sau. Pháp thiên môn của lão ta rung lên rồi nổ tung, xuất hiện một vết nứt. Tiên pháp, tế hồn. Trong pháp thiên môn có tiếng hét vọng ra. Là âm thanh của tàn niệm hồng tước, lạnh lùng và không chút cảm xúc. Ân chú rên lên, sắc mặt lập tức thay đổi, có vẻ lão ta đã biết bí pháp kia. Năm xưa, trước khi hồng tước của đại hạ chết đã khiến lão ta bị thương nặng với chiêu này, hại hồn của lão ta giảm xuống một cấp. Không ngờ, tàn niệm của bà ta cũng am hiểu bí pháp này. Hơn nữa, còn thi triển trong pháp thiên môn, phải biết rằng, cánh cửa này kết nối trực tiếp với cơ thể và linh hồn của lão ta. Nếu lão ta bị trúng đòn thì võ hồn sẽ bị thương nặng. Lên kế hoạch trước rồi sao? Triệu Bân lẩm bẩm, đến giờ hắn mới hiểu hết. Tà niệm hồng tước còn át chủ bài, chỉ là đang chờ đợi pháp thiên môn thôi. Lúc này, khi chế ngự ân chú, bà ta đã dùng phép tế hồn vô cùng kinh khủng kia, đánh cho lão ta bị thương nặng từ bên trong, xuyên qua cơ thể, tấn công thẳng đến võ hồn. Phá! Triệu Bân chém một kiếm từ trên trời xuống thẳng pháp thiên môn. Ân chú không còn rên nổi nữa mà hộc máu dữ dội, vốn dĩ lão ta bị trúng một chiêu tế hồn là đã rất khó chịu rồi, giờ pháp thiên môn đã bị phá, lão ta lại bị phản phệ, căn cơ của lão ta cũng đã bị ảnh hưởng. Pháp thiên môn vỡ nát, hồng tước ngã từ bên trong ra. Ánh sáng trên người bà ta đã tắt hẳn, đôi mắt vốn dĩ trong veo cũng trở nên đục ngầu. Nếu như đã là cấm pháp hiến tế hồn thì đương nhiên cái giá phải trả rất đắt. Để khiến ân chú bị thương nặng, bà ta đã đánh đổi bằng linh hồn của mình. Bà ta giống như một đóa hoa héo tàn nhuốm đầy máu. Khi ngã xuống đất thì không còn thấy tàn niệm hồng tước đứng dậy nữa, chút ánh sáng còn lại trong mắt bà ta đang hướng về Triệu Bân, là tia hy vọng. Bà ta đã dốc hết sức, không còn hỗ trợ thêm được nữa, chỉ mong Triệu Bân giết được ân chú. Vạn kiếm quy nhất. Triệu Bân như tia sáng, xuất kiếm với sức mạnh bá đạo. Ân chú vừa mới đứng vững là đầu đã bị thủng một lỗ. A, à, ân chú hét lớn lên, không biết lão ta đã bộc phát ra loại sức mạnh gì mà đánh bật được cả Triệu Bân. Còn lão ta lại quay đầu bỏ chạy, thể phách đã liên tiếp bị thương nặng thì không thể tiếp tục đánh nữa, lão ta lại đánh giá thấp đối thủ, đặc biệt là tàn niệm hồng tước kia. Vốn tưởng đâu kẻ này đã rất suy yếu, nhưng không ngờ vào thời khắc quan trọng. Kẻ suy yếu đó lại mang cho lão ta điều bất ngờ. Còn cả Triệu Bân nữa, sau khi được thiên kiếp tẩy luyện thì hắn đã mạnh hơn ngày đó rất nhiều. Sớm biết hai người này giỏi đến vậy thì lão ta đã dắt thêm ít người đến rồi. Còn muốn chạy sao? Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên trên tay, bám sát đối thủ. Hắn có thể cảm nhận rất rõ kỳ vọng của tàn niệm hồng tước, bà ta đã liều mạng mình để đánh an chú bị thương nặng thì sao hắn có thể không tận lực. Dù phải trả giá thế nào, hắn cũng phải giữ mạng ân chú lại chỗ này. Đùng, uỳnh, rừng rậm huyết trong đêm tối bằng cả tiếng ầm ầm liên tục vang lên. Nhóm người đang ở bên ngoài cũng ngay lập tức giết vào trong. Ma tử xung phong ở phía trước đã khai triển hung hổ hóa đánh bật một ngụy bí giả thiên võ, nhóm cường giả còn lại cũng không chịu rơi vào thế hạ phong, tất cả đều tự giác đối chiến với quân đoàn ngụy bí giả. Đi đâu? Quân đoàn ngụy bí giả đã có nhóm cường giả bên ngoài tràn vào phụ trách chống đỡ, Triệu Bân cuối cùng cũng rảnh tay vung kiếm hướng thẳng về phía ân chú. Ân chú rất xảo quyệt, lão ta ẩn náu sâu trong phế tích, cố hết sức vận chuyển công pháp làm lành những vết thương của mình. Để làm được như vậy, lão ta còn không tiếc hiến tế trăm năm tuổi thọ của mình. Ân Minh, trả lại mạng cho huynh trưởng của ta. Phượng Vũ khai triển cửu vĩ hóa, cô ta trừng mắt nhìn Ân Minh. Nếu không có ác nhân này thì huynh trưởng của cô ta cũng sẽ không phải chịu tội trong khổ lao, lại càng không bị lôi đến chiến trường làm bia đỡ đạn. Trên trán của cô ta dường như còn viết lên một chữ hận dành cho Ân Minh. Thù giết huynh trưởng, quyết không đội trời chung. Cô ta đã chờ ngày này suốt 8 năm. Tiện nhân,
hai mắt Ân Minh đỏ rực, hắn ta cũng ngay lập tức khai triển cửu vĩ hóa. Giống, giống. Những tiếng gầm giống long trời lở đất vang lên, hai ký chủ đã xông vào đánh nhau. So với trận chiến của bọn họ thì trận chiến của Triệu Bân cùng Ân Chú lại càng kịch liệt hơn, một bên bộc phát âm sát cuồn cuộn, một bên phóng ra tiên lực mãnh liệt, mỗi lần ra tay đều là chiêu tuyệt sát. Những tiếng quát tháo rung trời vang lên trên phế tích cấm địa. Cường giả đại hạ đối chiến ngụy bí giả với khí thế hừng hực. Trận trường lớn như vậy sao có thể thiếu được quần chúng đến xem náo nhiệt, vọng nhìn tứ phương có thể thấy bên ngoài chiến trường có rất nhiều thân ảnh giấu kín, đa phần là do thám của các quốc gia, tất cả đều cầm theo kính viễn vọng quan sát, càng xem càng kinh hãi. Cấm địa đâm thẳng vào cấm địa là chuyện xưa nay chưa từng có. Chỉ có quỷ mới biết Ân Chú lại ẩn thân trong hang động quỷ minh, hơn nữa còn khống chế được số lượng con rối khổng lồ, cũng không đúng, phải nói là ngụy bí giả, đây là cách gọi của thế nhân, bọn họ cũng là sau này mới biết. Đánh đi, đánh chết hết càng tốt. Do thám của các quốc gia vẫn có suy nghĩ như trước. Đợi cả hai bên rơi vào thế lưỡng bại câu thương thì bọn chúng cũng không ngại bổ thêm một đao đánh lén. Am! Trong lúc bọn họ đang quan sát thì đã thấy một con quái vật lớn từ trên trời rơi xuống. Đại địa chấn động, bị khoét ra một cái hố sâu ngàn trượng. Đó chính là Ân Minh bị Phượng Vũ đánh ngãi một nửa cửu về đã tan nát. Tiện nhân nhà người! Ân Minh đầu tóc rũ rượi lại phóng lên trời một lần nữa. Phượng Vũ tung ra một trường từ trên trời giáng xuống. Ngọc thủ khổng lồ bao trùm thiên địa. Lại có thêm một tiếng nổ vang, cửu vĩ Ân Minh vừa mới phóng lên trời lại bị đánh bay vào hư không, lần này hắn ta rơi xuống còn kinh khủng hơn, thân thể gần như chỉ còn lại một nửa, máu me bê bết. Trả lại mạng cho huynh trưởng của ta. Tiếng Phượng Vũ gầm giống nghe đầy bi thương. Cô ta đã dùng sức mạnh cửu vĩ ngưng tụ ra một thanh chiến mâu. Cứu cháu! Ân Minh kinh hãi, xoay người chạy về phía Ân Chú. Nhưng hắn ta không thể chạy nhanh hơn thanh chiến mâu vừa phóng tới, đã sắp bị đóng đinh trên không trung. Ông nội, cứu cháu! Ân Minh kêu rên, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Hắn ta muốn trốn thoát nhưng đã bị thanh chiến mâu khóa chặt vị trí. Phế vật! Ánh mắt Ân Chú lóe ra hung quang, lão ta tung ra một chưởng đánh bật Triệu Bân sau đó vươn tay về phía Ân Minh. Không biết lão ta đã dùng bí pháp gì mà lại có thể tóm Ân Minh kéo đến bên cạnh mình. Nhưng lão ta cũng không phải đang muốn cứu Ân Minh mà là đang muốn hút hết khí huyết cùng hồn lực của Ân Minh. Đừng nói đến Triệu Bân, ngay cả do thám của các quốc gia nhìn thấy cảnh này cũng đều không nhịn được phải hít vào một ngụm khí lạnh. Người ta thường nói hổ dữ còn không ăn thịt con, thế mà lão già này lại quá tàn nhẫn, chém giết đến đỏ cả mắt, ngay cả cháu trai của mình mà cũng muốn cắn nuốt. Cháu là cháu của ông mà, tiếng kêu rên của Ân Minh lại càng thêm thê lương. Nếu như ngươi đã không cứu được rồi thì chi bằng giúp sức cho ông nội, Ân Chú nở nụ cười còn đáng sợ hơn so với lệ quỷ. Hai mắt Ân Minh lồi ra, hai con ngươi có rút cực nhanh, hắn ta thật sự không thể tin nổi ông nội lại ra tay với chính mình, đả kích này khiến cho hắn ta không thể chấp nhận nổi, khiến cho cả linh hồn của hắn ta cũng sụp đổ. Ông nội sẽ báo thù cho ngươi. Ân Chú cười gằn, thủ đoạn cũng cực kỳ hung tàn. Chỉ trong chớp mắt mà lão ta đã hút cháu trai của mình thành thay khô. Cửu vĩ hồ trong cơ thể của Ân Minh cũng đã bị hấp thụ vào trong cơ thể của lão ta để nuôi dưỡng thân thể của lão ta. Toàn thân lão ta ngay lập tức nở rộ ánh sáng. Hình thái của lão ta cũng đã thay đổi, thân thể trong nháy mắt cao lên thêm 2-3 thước, có thêm một cái sừng mọc trên trán, từ đó lại mọc ra thêm hàng loạt gai nhọn sắc như dao. Thế nhân run sợ. Một con người trong nháy mắt đã biến thành một con quái vật. Am! Hư không chấn động. Một luồng sáng màu đen xẹt ngang qua hư không. Cửu về Phượng Vũ đang đứng gần đá ngay lập tức bị hất văng. Triệu Bân đang riêng tới cùng bị chấn ngã. Tất cả các ngươi đều phải chết. Ân Chú gầm lên, mang theo sát khí ngập trời xông đến. Nhóm cường giả đại hạ vô cùng kinh hãi, trong khi đó Triệu Bân vẫn ngược gió xông lên. Ầm, ầm. Đại chiến lại bắt đầu, vòm trời nổi sấm sét ầm ầm. Ân Chú sau khi cắn nuốt Ân Minh đã trở thành một đại ma đầu, chiến lực tăng lên một cách khủng bố, mạnh mẽ như Triệu Bân cũng liên tiếp bị trúng đòn và đẫm máu, nhất thời rơi xuống thế hạ phong, không thể chống đỡ nổi thế công của Ân Chú. Hy sinh cháu trai, pháp lực vô biên. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều hít sâu một hơi rồi nói ra một chân lý. Hóa ra sự tồn tại của Ân Minh chỉ cản bước chân của lão ta mà thôi. Phụt! Trong lúc bọn họ còn đang thổn thức thì huyết quang lại hiện ra.
Triệu Bân lại trúng đòn, trên ngực bị ân chú khoét ra một lỗ thủng. Ân chú cũng phải trả giá đắt, một cánh tay của lão ta đã bị thiên lôi chém xuống. Hình thái của lão ta vẫn đang tiếp tục biến đổi, nửa bên mặt đang khắc đầy những bí văn kỳ quái, khí thế càng lúc càng cuồng bạo, chiến lực càng lúc càng khủng bố, mỗi một luồng âm sát đánh ra đều nặng nề và lạnh lẽo như băng giá, sức mạnh nghiền nát hư không. Chiến. Triệu Bân không hề nao núng, sáu phần linh mạch dung hợp với căn nguyên huyết mạch cùng chân nguyên tiên lực cộng thêm linh khí do cây thần tạo hóa cung cấp khiến cho khí huyết cũng cuồn cuộn ngập trời hóa thành một vùng biển rộng tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Tiên pháp, diệt hồn. Thân thể của ân chú trong chớp mắt run lên dữ dội, từ giữa ấn đường đã phóng ra một luồng kiếm quang. Gặp đúng khi Triệu Bân lao tới, hắn hứng chọn đòn tấn công này, kiếm hồn quang cực kỳ quỷ dị, ngó lơ thân xác mà tấn công thẳng vào võ hồn, chém cho thất khiếu của hắn chảy máu, cánh tay vừa mới đắp nặn lại cũng nổ tung thành khói xương đỏ lòm, toàn thân nứt ra từng vết nứt, có máu vàng lấp lánh chảy ra. Chết đi! Ân chú gào thét lao tới, ánh sáng vô lượng từ trên trời chém xuống. Triệu Bân ổn định thân mình, cưỡng chế mở rồng thần vẫy đuôi. Tiếng rên khẽ của ân chú trầm đục mà hồn hậu, bị đòn đánh này hất văng ra ngoài. Triệu Bân theo sát như hình với bóng, nhát kiếm phong lôi như xuyên thủng bầu trời, uy thế không thể nào ngăn cản nổi. Huyết quang bắn ra. Ân chú vừa mới đứng vững đã bị kiếm ý chém vỡ hộp sọ. Cũng đúng lúc này, một luồng sức mạnh đáng sợ tập kích võ hồn của ân chú. Đó là cửu vĩ hồ của ân minh. Dù nó và ân minh đã bị ân chú nuốt trọn, nhưng hồn lực vẫn còn rơi rớt lại được nó ngưng tụ thành một thanh hồn kiếm, từ trong cơ thể của ân chú chém mạnh vào võ hồn của lão ta. Đây là một loại báo thù rất lộ liễu. Cửu vĩ cũng biết nổi nóng, dù chết cũng không thể để kẻ nào đó được dễ chịu. Chết tiệt! Thể phách của ân chú nứt ra, sức mạnh đáng sợ bộc phát. Triệu Bân bị hất bay, thanh kiếm Long Uyên trong tay hắn cũng văng ra. Trong quá trình này, hắn kéo cung gắn tên, dùng căn nguyên của huyết mạch làm cung, dùng sức mạnh của minh hôn làm tên, thêm cả thiên lôi và khí huyền hoàng, mũi tên như tia chớp, vạch ra một vệt sáng trên nền trời. Không, không không. Vẻ kinh hãi tương tự cũng lộ rõ trong đôi mắt của ân chú. Đây là mũi tên tuyệt sát, lão ta không né được cũng không ngăn nổi. Phụt. Mũi tên ập đến, máu me bắn ra. Tiếng gào thét của ân chú rất thê lương. Mặc cho tiên lực của lão ta cuồn cuộn thế nào, sau cùng vẫn không giữ được sinh cơ đang rệu rã, thân xác và võ hồn tiêu tán từng tấc một, cơ thể nổ tung thành máu và xương, võ hồn cũng tan thành từng tia hồn lực. Thân xác của lão ta trước khi chết không rõ là khiếp sợ hay oán hận. Ngoài ra, còn có cả vẻ không cam lòng chẳng thể giấu nổi. Lão ta là một vị huyền tiên cơ mà, không cẩn thận rơi xuống phàm giới, bị nhốt vô số năm tháng, cũng mai phục suốt từng ấy tháng năm. Đến sau cùng lại bỏ mạng trong tay một phàm nhân. Đi đâu hả? Triệu Bân giơ tay ra, tóm về một phía. Tuy ân chú đã tan thành mây khói, nhưng ánh sáng vô lượng vẫn còn, bị hắn nhẹ nhàng bắt lấy rồi phong ấn ngay tại chỗ. Đây là một thứ rất tốt, nó là do công đức của tiên hóa thành, ẩn chứa sức mạnh thần bí mà khủng khiếp. Chậc chậc chậc, Nguyệt Thần trông thấy mà cảm thán. Cứ tưởng trận này phải đánh vài ba ngày gì đó cơ. Bởi vì ân chú cũng không phải một vị tiên tầm thường mà là một huyết tiên mở hết tử phủ, đánh bại lão ta có lẽ cũng dễ dàng đấy, nhưng muốn giết chết lão ta khó như lên trời. Không ngờ rằng cửu vĩ hồ bồi thêm cho ân chú một đao. Nhát đao này đánh rất hay, trao cho Triệu Bân cơ hội tuyệt sát. Ân chú chết rồi. Chủ ấn của ma chú ám hắc cũng vì thế mà tan vỡ. Ngụy bí giả ngừng tấn công rồi nổ tung, hết nhóm này đến nhóm khác. Cảnh tượng giống nhau này diễn ra ở cả đế đô, thiên tông và núi bất tử, đang đánh nhau hăng máu thì ngụy bí giả ầm ầm gục xuống, không có chút dấu hiệu nào, sau đó nổ tung như một quả bom hẹn giờ vậy. Không phải tất cả ngụy bí giả đều chết, vẫn còn khá nhiều người may mắn. Ví dụ như đám người Long Chiến tránh được tai họa này, bởi vì họ vẫn đang ở trong phong ấn, miễn nhiễm khỏi dư chấn, thế nên những người trưng bùa chú nhưng chưa biến thành ngụy bé giả như Linh Lung thì bình an về sự. Ấn chủ trong cơ thể biến mất như thác được xiềng xích, cuối cùng cùng được giải thoát. Ân chú chết rồi. Ở đế đô, ở thiên tông hay ở núi bất tử đều có tiếng hô kinh ngạc vang lên. Không ai đưa ra đáp án, quân đoàn ngụy bí giả bị tiêu diệt hàng loạt chính là đáp án. Ai tiêu diệt đó? Nhiều người trèo lên cao để nhìn ra xa hơn, người đầu tiên mà họ nghĩ tới là Triệu Bân. Nhưng bất kể là ai, cục diện khó khăn bên phía ngụy bí giả được hóa giải rồi. Đi.
Đám đông cường giả cũng không rảnh rỗi, họ chạy thẳng lên tiền tuyến. Nhóm ba kẻ gây rối đã chết mất một, chỉ còn lại Huyết Tôn và Ác Phương. Nói đến hai kẻ này, sắc mặt cả hai rất dữ tợn, dường như biết rằng ân chú đã chết, chính vì thế mới hỏi thăm hết 18 đời tổ tông của ân chú, nhất là Huyết Tôn, lão ta là người tức tối nhất. Lại là ân chú. Lại tuột xích vào lúc quan trọng rồi. Thế nên mới nói. Dựa vào ai chẳng bằng dựa vào chính mình. Đôi mắt của hai kẻ này lóe lên hung quang, lại lần nữa dồn sức, thêm nhiều con rối và ác linh được triệu hồi, chúng ảo lên lục địa như cơn sóng thủy triều. Cho dù không có ân chú, họ vẫn có thể tiêu diệt được Triều Long Đại Hạ. Soạt, Triệu Bân nhanh như chớp, hắn cũng đang trên đường lên tiền tuyến. Ma Tử và Phượng Vũ cũng có mặt, gắng hết sức để theo bên cạnh hắn, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn sang. Thế mà tiểu tử này giết được một vị chuẩn tiên, lại thêm một chiến tích nghịch thiên nữa, đủ cho hắn chém gió 800 năm rồi. Tình hình chiến sự thế nào rồi, Triệu Bân đột nhiên hỏi. Theo tin tức từ các bên truyền về, đang đánh nhau rất thảm khốc, Ma Tử hít một hơi thật sâu, thần sắc không dễ nhìn lắm, Huyết Tôn và Ác Phương, một kẻ trốn ở Đông Hải, một kẻ trốn ở Nam Vực, triệu hồi vô số con rối và ác linh, dù có hai con mắt thiên không cũng chưa tìm được vị trí của chúng. Tiêu diệt Huyết Tôn và Ác Phương là có thể phá được trận này, Phượng Vũ bổ sung. Tú Nhi, Triệu Bân lại nhìn vào ý thức, chăm chú nhìn Nguyệt Thần. Không tìm thấy, Nguyệt Thần thản nhiên. Hay là mở con mắt thần linh thêm lần nữa? Con mắt thần linh cũng chỉ có thể mở một lần ở phàm giới. Tại sao? Nếu dùng thêm lần nữa, ta và ngươi đều phải chết, Nguyệt Thần thong thả đáp. Chỉ nhìn trộm một lần thôi mà, còn đến độ mất mạng được sao, Triệu Bân thăm dò. Ngươi coi kẻ trừng phạt là vật trang trí à, Nguyệt Thần liếc xéo Triệu Bân, đó là một vị thần đấy. Ực, Triệu Bân nuốt nước bọt ừng ực. Hắn biết phàm giới có một kẻ trừng phạt thần bí, không ngờ hóa ra là một vị thần. Nếu dùng con mắt của thần linh thêm lần nữa chắc chắn sẽ bị phát giác. Với tu vi của ngươi, với trạng thái của ta hiện giờ, đâu cần kẻ đó ra tay, thổi một hơi cũng chết cả hai rồi, Nguyệt Thần chậm rãi nói, ngoan ngoãn chút thì hơn. Cả hai đều là thần, tại sao người đó không nể mặt ngươi? Theo bản tôn thấy, khả năng kẻ đó tiêu diệt ta khá là lớn, câu nói của Nguyệt Thần khá thâm sâu, trước khi thành thần linh, ta và kẻ đó có chút khúc mắc, chắc tới 8 phần là sẽ không hòa giải được đâu. Để ta đoán xem, chắc chắn ngươi trộm đồ của ngươi ta rồi. Đó là trộm sao, bản thân chẳng qua chỉ muốn mượn dùng thử thôi. Vào đêm, thành vong cổ chiến hỏa liên miên. Thành trấn nhỏ và xa xôi này vốn chẳng được mấy người biết mặt nhớ tên, bây giờ lại trở thành một quan ải hùng vĩ ngăn chặn bước tiến của ác linh. Quân đội đại hạ bị đánh cho tan tác suốt dọc đường đã rút về nơi này từ nửa tháng trước, tiện thể dựa vào tòa thành này cùng mạch núi ở hai bên, gắng gượng xây dựng một đoạn trường thành đỏ rực màu của máu. Ác linh như cơn sóng thủy triều hung ác. Con nọ nối tiếp con kia, nhào lên tường thành. Bên trong thành, số lượng ác linh tấn công được vào bên trong cũng không thể đếm xuể. Cũng giống như đế đô bị hạ gục trước đó, nơi nào có thể trông thấy được, ví dụ như quán trà, tửu lâu, đường phố, cửa hàng đều có người đang đánh, tình cảnh hết sức thê thảm. E là sắp không giữ được nữa rồi. Thành chủ vong cổ Dương Hùng kéo lê tấm thân bê bết máu, dồn sức tấn công ác linh. Quay lưng lại với lão ta là Yên Thiên Phong cha của Thanh Giao, thành chủ thành Thanh Phong. Anh em hoạn nạn có khác. Mỗi khi hai người này gộp chung vào một chỗ, về cơ bản toàn là trận chiến lớn. Quân nhân mình đồng ra sắt, từ khi ác linh xâm phạm đã quyết tử chiến không lùi. Giống như họ, binh tướng đại hạ cũng quên mình vì nghĩa, dùng tính mạng của bản thân để bảo vệ biên cương. Đùng uỳnh, cùng với một tiếng nổ lớn, tường rào phía nam đổ sập. Sau đó là tiếng gào thét bùng nổ, ác linh ồ ạt tấn công từ lỗ hổng, có cả ác linh hình người mà cũng có ác linh hình thú. Chúng giống như cơn sóng đen ngòm nhấn chìm từng tòa kiến trúc, nuốt chửng từng sinh mạng. Đánh! Binh tướng đại hạ dù chết vẫn đấu tranh. Thế nhưng, toàn tuyến sụp đổ rồi. Không phải sức chiến đấu của họ không đủ, mà là ác linh quá đông, quá nhiều. Tuyệt vọng dần ăn mòn hy vọng. Đêm tối bao phủ vùng trời này. Tiên pháp, thiên lôi trận. Khi tất cả mọi người đã tuyệt vọng thì một tia sáng chiếu tới xua tan u ám. Đó là một bóng người màu vàng, chẳng khác nào vầng mặt trời nóng bỏng, đứng sừng sững trên bầu trời, sấm chớp ngập trời chút xuống như mưa, mỗi tia chớp lấp loáng như ánh sáng của thần Phật rọi khắp nhân gian. Là Triệu Bân, cuối cùng hắn cũng lao tới khi Cố Hương gặp nguy nan.
đòn tấn công không lệch đi đâu được của trận thiên lôi khiến ác linh bị sấm sét tiêu diệt ngã rạp từng mảng. Trưởng giáo Thiên Tông. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc sững sờ. Người đó thực sự giống mặt trời quá, xóa bỏ hết tăm tối của thế gian. Giết! Quân tri viện không chỉ có một mình Triệu Bân mà còn có các cường giả của đại hạ. Trong đó bao gồm nữ soái Xích Diễm, Linh Lung, Quỷ Minh, Lão Tổ U Huyền và Vô Mi Đạo Nhân, toàn là các cao thủ thiên võ tới chân áp, đội hình này không thể nào hùng hậu hơn được nữa, thắp sáng ánh sáng hy vọng. Đánh! Tiếng hô hào vang vọng khắp thành vong cổ hoang tàn. Quân đội đại hạ đã gần như sụp đổ lại một lần nữa rực cháy ý chí chiến đấu, như gió thu thổi qua đống lá rụng, họ đánh cho ác linh đổ rạp từng mảng, để chúng đánh vào thành thế nào thì bị quét ra thế ấy. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Bân xung phong ở phía trước, dùng mưa kiếm mở đường. Sau lưng hắn là vô số cường giả đại hạ nối gót, vốn là một trận chiến phòng ngự, nhưng có hắn lãnh đạo, họ đánh được một trận phản công toàn tuyến, đánh cho ác vương cũng đần cả mặt mũi. Đám nhãi nhép này phấn khích quá nhỉ, may là lão ta lẩn trốn ở biển lớn, nếu không chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng. Âm thanh đòi đánh đòi giết không biết đã tắt ngúm từ bao giờ. Không phải vì họ không đánh nữa, mà là ác linh bị đẩy lùi hết rồi. Triệu hồi số lượng ác linh khổng lồ như vậy, e là ác vương cũng không dễ chịu gì, mức tiêu hao vô cùng khủng khiếp, thế nên nghỉ ngơi giữa trận là điều cần thiết, nhưng khoảng thời gian này không thể kéo dài quá lâu. Mau mau mau! Dưới gầm trời, tiếng hô hào vẫn tiếp tục vang lên. Tất nhiên họ phải thu sửa tường thành chứ, tuy ác linh đã rút rồi, điều đó không có nghĩa là chúng không đội mổ sống dậy lần nữa. Trận đại chiến chỉ mới vừa bắt đầu, vẫn còn những trận chiến thảm khốc hơn đang dần hé lộ. Triệu Bân im lặng bước trên đường lớn, vừa đi vừa ngắm nhìn. Đây là cố hương của hắn, gặp phải chiến hòa, nơi này gần như biến thành một đồng hoang phế, đưa mắt nhìn ra cùng không thấy được phòng ốc hoàn chính. Cũng không còn lầu gác tráng lệ nữa, nơi nơi toàn là đổ vỡ. Liễu Tâm Như cũng ở đó, lặng lẽ đi bên cạnh hắn. Khi nàng gả cho Triệu Bân là một người mù, khi rời khỏi thành vong cổ bị phong ấn vào quan tài băng ngọc, đây là lần đầu tiên nàng thực sự ngắm nhìn tòa thành này. Nơi đây là cố hương của Triệu Bân, cũng là cố hương của nàng. Đúng là trai tài gái sắc. Nhiều người lầm bầm như vậy, đa số là người của thành vong cổ, không ai không cảm khái. Cũng không ai dám tin hắn là tên võ tu vô dụng ngày nào, cũng không ai dám tin nàng là cô nhóc mù khi ấy. Phế vật với kẻ mù. Xứng lứa vừa đôi biết bao. Thứ mà họ từng trao đi không phải là lời chúc phúc, mà là chế giễu và cười nhạo. 3 năm sau, họ mới biết suy nghĩ của ngày trước nực cười tới mức nào, bất kể là Triệu Bân hay Liễu Gia Tâm Như đều là yêu nghiệt nghịch thiên, nhìn từ góc độ nào cũng là nhân duyên do ông trời tác hợp. Tâm, Tâm Nhi. Khi hai người đang đi thì một tiếng gọi rất khẽ vang lên. Đó là Liễu Thương Không, lão ta gọi tên con gái nhưng không dám nhìn thẳng vào con. Lão ta cũng không dám nhìn thẳng vào con rể của mình, không chỉ bởi vì Triệu Bân là cao thủ thiên võ, phần nhiều còn vì chột dạ. Năm đó trong hôn lễ thay mận đổi đào, Liễu gia đã khiến Triệu gia mất hết thể diện. Triệu Bân im lặng không nói gì, nhìn cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Tâm Như mỉm cười dịu dàng. Dù trong nụ cười này chẳng thấy được chút tình cảm. Nàng chưa từng oán hận vì bị cha ghẻ lạnh, nhưng điều khiến nàng giữ mãi khúc mắc trong lòng là khi mẹ ôm hận qua đời, không thấy nam nhân này tới nhìn một cái. Xin lỗi. Liễu Thương Không khàn giọng nói, áy náy vô cùng. Câu nói của lão ta không nhận được lời hồi đáp, chỉ thấy con gái và con rể càng đi càng xa. Vẻ lãnh đạm của họ là sự trừng phạt lớn nhất đối với người làm cha như lão ta. Lão ta cuối cùng cũng phải trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ. Hả? Triệu Bân từng liếc mắt nhìn sang. Lại lần nữa, hắn nhìn thấy bóng dáng của Vô Xương trên người Liễu Tâm Như. Hắn từng gặp chuyện quỷ dị này không chỉ một lần, tuy rằng chỉ chợt lóe lên trong chốc lát, nhưng khó tránh khỏi thiên nhãn của hắn. Tú Nhi. Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần, mong mỏi một đáp án. Trên bông hoa bồ đề mà nàng ta dung hòa nhuốm máu của Vô Xương. Máu nhờ sức mạnh niết bàn của bồ đề để tạo ra một chút linh, cùng hoa bồ đề dung hợp vào cơ thể của Liễu Tâm Như, Nguyệt Thần giải thích, thứ ban nãy ngươi nhìn thấy là linh đó, nó là hình thái hiển hóa của Sở Vô Xương. Có phải linh hồn của Vô Xương đã sống lại không? Triệu Bân vội hỏi. Nguyệt Thần không nói gì, chỉ vung tay tạo thành một mảng thiên quang, là pháp môn phục sinh. Hai mắt Triệu Bân sáng lên, có linh hồn thì mới sống lại được, hơn nữa còn có rất nhiều cách. Nhưng đáng tiếc là dù dùng cách nào, tất cả đều rất tốn thời gian,
vì dù gì đó cũng chỉ là một mảnh linh hồn mà thôi. Nhưng cũng chẳng sao. Hắn sẽ chờ đến ngày đó. Phủ thành chủ, Linh Lung và Lão Tổ U Tuyền đang chờ đợi. Lúc Triệu Bân vào, mọi người đang túm tụm lại xem bản đồ Nam Vực. Còn tưởng ngươi không đến nữa chứ, Linh Lung nói. Tiền bối Hồng Uyên đâu rồi, Triệu Bân nhìn quanh mọi người. Đến Nam Vực tìm Ác Vương rồi, nữ soái Xích Diễm đáp. Triệu Bân không hề thấy bất ngờ về điều đó. Nếu hắn đoán không nhầm thì chắc Ma Quân đã vào Đông Hải. Có vẻ như mấu chốt của trận chiến này nằm ở Huyết Tôn và Ác Vương, giết chết hai kẻ đó thì mối họa từ con rối máu và ác linh sẽ tự tan biến mà không cần đánh, hai mắt thiên không chẳng thể tìm ra tung tích của Ác Vương nên họ chỉ đành tự mình vào hang cọp thôi. Nếu cảnh giới chuẩn tiên mà muốn trốn thì rất khó tìm ra, Quỷ Minh hạ giọng nói. Ông ta vừa mới thốt ra lời này, người ở đó đồng loạt nhìn về phía Triệu công tử, họ rất muốn hỏi bậc kỳ tài này này là trước đó đã tìm thấy ân chú như thế nào. Lão ta đâu phải cảnh giới chuẩn tiên bình thường, người có thiên phú gì đó sao? Bảo vệ thành cho tốt. Triệu Bân nói xong là xoay thân rời khỏi phủ thành chủ. Không ai cản hắn, tên này như có thêm hào quang gì đó, hắn và Hồng Uyên hợp tác nhất định sẽ tìm được, chắc chắn có thể nghịch thiên giết chết Ác Vương, còn nhiệm vụ của họ là nghênh đón sự xâm lấn kế tiếp của ác linh. Triệu Bân rời khỏi thành Vong Cổ, một đường xuôi nam. Khi quan sát chung quanh, bất kể là rừng cây hay là thung lũng, tất cả đều là một mảng màu máu, thây ngang khắp đồng, chiến tranh rất thảm thiết, trời mới biết đã có bao nhiêu người chết trận để ngăn bước ác linh. Hừ! Lúc đi ngang qua một ngọn núi, Triệu Bân đột một ngước mắt. Trước đó vài giây, áp chế của bóng tối đã yếu đi một chút. Có người đang sửa chữa càn khôn của phàm giới sao, Triệu Bân ngó vào trong ý thức. Đúng như người đoán, Nguyệt Thần duỗi eo, thuận miệng đáp lại. Là kẻ trừng phạt phàm giới sao? Ngoài kẻ đó ra thì còn ai ở hạ giới có được sức mạnh vĩ đại đó? Lúc nào mới sửa xong, Triệu Bân hỏi với vẻ thăm dò. Đó không phải chuyện ngày một ngày hai. Nguyệt Thần lạnh lùng đáp, càn khôn của ba giới liên kết với nhau, càn khôn của thần giới, tiên giới cũng bị hư hại, cần phải từ từ khôi phục, ít nhất cũng phải tốn 800 năm. 800 năm? Khoảng thời gian đó đằng đẵng cỡ nào? Triệu Bân cũng không nghĩ tới nữa. Tốc độ của hắn đột ngột tăng lên. Vẫn chưa tới Nam Vực là đã nhìn thấy xương máu cuồn cuộn trên bầu trời phía xa, bên tai có thể nghe thấy tiếng gào thét giống như tiếng quỷ kêu ai oán, lại là ác linh. Sau khi nghỉ giữa trận, chúng lại ngóc đầu trở lại rồi, thế trận còn lớn hơn cả trước đó. Triệu Bân không chính diện xông tới, hắn đi đường vòng để vào Nam Vực. Không lâu sau, phía thành Vong Cổ truyền ra tiếng la hét, bên đó có năm cảnh giới thiên võ trấn thủ. Mặc dù không thể đánh lùi được ác linh nhưng vẫn có thể duy trì được thế trận ổn định. Vèo! Triệu Bân lao qua mặt biển như tia sáng. Nam Vực bây giờ không còn giống trong ký ức của hắn nữa, nước biển đã đổi thành màu đen kịt, sóng cuồn cuộn bên trong, mang theo sức mạnh ác niệm. Đám ác linh nối đuôi nhau chui lên từ dưới đáy biển như những con quỷ thoát khỏi địa ngục, lao về phía dương gian, số lượng cực kỳ nhiều, nhìn thôi mà đã nổi hết da gà. Tú Nhi! Nhìn đây! Nguyệt Thần chống một tay lên má, mượn mắt của Triệu Bân quan sát. Không thể dùng mắt của thần, cô ta cũng không dám vận dụng hồn lực để cảm nhận nên chỉ có thể tìm bằng cách đó. Thần linh mà sống thảm như cô ta thế này thì đúng là xấu hổ, nhưng nếu dám để lộ ra chút gì thì nhất định sẽ khiến người kia phát hiện mất. Triệu Bân cũng đang tìm. Lúc tìm người, tên này cũng không rảnh tay. Hắn dùng căn nguyên bọc lấy ánh sáng vô lượng, tôi luyện đến tận cùng, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh thần bí bên trong. Theo hắn thấy, đó là sức mạnh công đức, như có như không mà huyền diệu khó giải thích, có đạo uẩn ẩn chứa bên trong. Dừng! Bỗng dưng Nguyệt Thần lên tiếng. Triệu Bân ngừng lại trên một hòn đảo, mặc dù đó là một hòn đảo trụi lủi nhưng cũng đầy rẫy những ác linh đen ngòm, vài con trong đó còn không chịu ngoan ngoãn mà cứ hung hăng nhào tới, bị Triệu Bân trưởng tan thành cho, nếu không phải bởi chẳng có thời gian ở đây lằng nhằng thì hắn đã đại khai sát giới rồi. Nguyệt Thần cực chuyên nghiệp, chỉ nhìn chằm chằm vào đám ác linh. Ánh mắt của thần siêu phàm thoát tục, kèm theo sự suy diễn, dựa vào ác linh để truy ngược dòng ra người triệu hồi chúng. Mặc dù trạng thái của cô ta không ổn nhưng vẫn miễn cưỡng làm được, có điều chẳng thể duy trì quá lâu, sợ kẻ trừng phạt. Có tìm được không, Triệu Bân khẽ hỏi. Biển chết, Nguyệt Thần không nhìn nữa mà đưa ra đáp án chắc chắn. Lão già nhà ngươi được lắm, đúng là biết chọn chỗ mà. Mắt Triệu Bân sáng rực, hắn bay lên trời. Biển chết ấy à, hắn khá dành nơi ấy.
Thương Khung từng bị phong ấn ở đó, một cấm địa lớn của Nam Vực. Vèo. Triệu Bân bay vút qua bầu trời nhanh như một tia sáng. Cả quãng đường đều không yên bình, biển lớn mênh mông, khắp nơi đều là ác linh, luôn có những con không an phận như thế, cứ thích tìm việc gây chuyện, đua nhau nhào đến, muốn nuốt chửng lấy hắn. Cút! Triệu Bân cầm Long Uyên, xông thẳng về phía trước, không cần biết đó là ác linh cấp mấy, cứ đụng đâu giết đó thôi. Nhưng hắn biết, chỉ cần ác phương vẫn còn sống thì sẽ không thể giết hết được ác linh, cũng giống như con rối máu của huyết tôn. Trong thời gian nhất định, chúng có thể hồi sinh vô hạn. Bởi vậy mới nói, Nam Vực là địa bàn của ác phương. May mà đối phương không hay hắn đã vào Nam Vực, nếu như biết thì nhất định sẽ điều khiển ác linh, toàn lực vây giết hắn rồi. Nhắc đến ác phương, ông ta thật sự là một người kính nghiệp. Trận chiến mới mở màn. Ông ta dồn tất cả sự chú ý về phía thành vong cổ, để công phá tầng phòng ngự của thành trì, không biết ông ta đã triệu hồi bao nhiêu ác linh. Không chỉ có cảnh giới thiên võ mà ác linh cảnh giới chuẩn thiên cũng nhiều vô kể, thế trận lớn chưa từng có, dù có năm cảnh giới thiên võ trấn thủ thì phía thành vong cổ vẫn rất áp lực. Giết! Giết cho ta! Ánh mắt ác phương đỏ ngầu, càng có nhiều ác linh bò lên mặt đất hơn. Đồng minh của ông ta còn phấn khích hơn cả chính chủ dù đang trốn rất kỹ ở tận sâu dưới Đông Hải nhưng vẫn không ngừng hạ lệnh cho con rối máu xông lên, có lúc đánh đến đế đô còn cách chưa đến 100 mét. Khói lửa chiến tranh đẫm máu lan ra nửa đại hạ. Bên này, Triệu Bân đã đến vùng biển cấm địa có tên là biển chết đó. Có lẽ vì ác phương trốn ở biển chết nên ác linh ở vùng biển này cực kỳ nhiều, hơn nữa cấp bậc của chúng cũng không phải thấp, liếc mắt một cái là thấy cực ít ác linh địa tạng, phần nhiều là chuẩn thiên, cũng không thiếu ác linh thiên võ đang ẩn nấp chung quanh. Ác phương đó không ngu, dù trốn ở cấm địa, ông ta cũng không quên bảo vệ mình thật kỹ. Triệu Bân hiểu rất rõ chuyện này. Nếu đổi lại là hắn thì chắc còn phòng thủ chu đáo hơn cả đối phương, mặc dù sức mạnh của một người không đáng gì nhưng ông ta lại có kết nối với cả một quân đoàn quỷ bí, nếu như bị bắt đi thì chẳng phải sẽ rất bẽ mặt sao? Hả? Lúc đang điều khiển ác linh, ác phương đột nhiên liếc mắt nhìn sang, liên kết tầm nhìn của mình với ác linh ở vùng biển đó, ông ta có thể thấy thấp thoáng được một bóng người màu vàng đang phóng về phía biển chết. Nhìn kỹ lại thì mới biết là Triệu Bân. Lớn gan thật. Ác Dương cười nham hiểm, ông ta đã quá xem. Thường thành từ Thiên Tông rồi, chẳng ngờ hắn lại dám chạy đến Nam Dực, lẽ nào tên này không biết đấy là địa bàn của ông ta sao? Vào được nhưng chưa chắc đã ra được, với số lượng các linh nhiều vô kể thì cũng có thể khiến hắn phải mệt chết. So với chuyện này, điều làm ông ta bất ngờ hơn là không ngờ Triệu Bân lại tìm được đến đây, có vẻ hắn đã sớm biết ông ta ở biển chết, nếu không thì sao hắn lại tìm chuẩn đến vậy? Ghi ớt Han Di. Ác phương quát lạnh, hạ lệnh giết Triệu Bân. Sau khi nhận lệnh, từng đoàn ác linh nhào về phía Triệu Bân, tu vi địa tạng đỉnh cao yếu nhất, tên thì mang dáng hình người, kẻ mang hình thú, trong đó có mấy tên có kích thước khổng lồ như núi, thở ra sức mạnh ác niệm, khiến mặt biển nổi sóng ầm ầm. Cút! Triệu Bân vung kiếm, chém một con ác linh chuẩn thiên rồi sải bước trên hư không. Tiếp đó hắn liền gặp phải một ác long màu đen, miệng hét ra lửa, mắt phóng ra tia chớp. Triệu Bân nhanh như một tia sáng, vung kiếm chém qua liên tục, chặt đứt đầu rồng. Gào! Bên cạnh có một con sói lửa sấn tới, nó to đến tầm 10 trượng, nuốt trọn Triệu Bân vào trong bụng, bên trong bụng của nó cũng rất kỳ lạ, được lửa nóng uẩn dưỡng, có sức mạnh luyện diệt cực mạnh. Nhưng những thứ đó đều vô dụng với Triệu Bân, khi vừa mới bị nuốt chửng, hắn xông ra ngoài ngay giây sau, một tia kiếm khí huyền hoàng đâm xuyên đầu con sói lửa. Đùng, uỳnh! Ác linh kéo đến từ bốn phía, thi nhau tấn công. Kiếm quang, đao mang, trường ấn, quyền ảnh dập trời. Triệu công tử cực nhanh nhẹn linh hoạt, bọn chúng vẫn chưa kịp tấn công thì hắn đã chạy khỏi đó mất rồi. Hắn dùng chiêu ngự kiếm phi tiên, chém cả vùng ác linh phụt máu, ngã xuống biển, làm bọt biển nổi lên đầy. Thiên lôi trận. Triệu Bân hét lớn lên rồi lại dùng chiêu quần công. Lưỡi dao kim quang sáng rực lấp lánh, mỗi một cái đều mang sức mạnh hủy diệt. Huyết quang khắp trời, những ác linh nhào đến không bị chém chết thì cũng bị kiếm chém nứt đầu, tên nào tên nấy đều chết rất thảm. Đây không phải là một trận đại chiến mà là đơn phương thánh tử Thiên Tông đang đổ sát. Nếu không có cảnh giới thiên võ xuất hiện thì chẳng ai có thể ngăn được đòn tấn công của hắn. Nhắc đến cảnh giới thiên võ đến thật. Ở tận sâu trong màn sương máu, năm bóng người mờ mờ ảo ảo đang cùng nhau bước ra, tất cả đều là ác linh cảnh giới thiên võ.
đến khi nhìn rõ được mặt đối phương thì đến Triệu Bân cũng phải ngây ra. Vì đó đều là người quen của hắn, tính từ trái qua phải, lần lượt là Thượng Dương chân nhân, Bách Văn chân nhân, Giáp Cổ chân nhân, Văn Nguyên chân nhân và Biệt Công chân nhân. Lúc còn sống, bọn họ đều là cảnh giới thiên võ, dù bị phế tu vi thì cũng không giấu được sự thật họ từng là thiên võ. Không ngờ họ đều bị ác phương khống chế, biến thành ác linh. Bọn họ có ý thức và ý chí còn sót lại khi còn sống, vẻ mặt hung hăng, thống khổ, hung dữ vì thù hận, còn thống khổ là bởi bị khống chế. Đường đường là cảnh giới thiên võ mà sau khi chết lại bị luyện thành ác linh, bị biến thành công cụ giết người. Người có thích món quà lớn này không? Dưới biển chết có tiếng cười nham hiểm của ác phương truyền lên. Tốt xấu gì cũng là cảnh giới chuẩn tiên, vậy mà đến dũng khí đấu tay đôi với vãn bối cũng không có à? Triệu Bân cười lạnh lùng. Kế khích tướng không có tác dụng với ta đâu, ác phương nở nụ cười hung ác. Ông ta vừa dứt lời thì ác linh thiên võ liền tấn công, đặc biệt Thượng Dương chân nhân là nhanh nhất, chém một kiếm là xuất hiện một ngân hà màu máu. Triệu Bân thì kẹp hai ngón tay lại với nhau, biến thiên lôi thành kiếm quang, chém nứt ngân hà. Bách Văn chân nhân đánh đến, tung ra một trưởng kinh thiên động địa, các ác linh đang ở trong vùng biển đó cũng bị vạ lây, không chịu nổi trưởng uy, bị biến thành một vũng máu. Phá! Triệu Bân xuất hám thiên quyền, đấm tan bàn tay che trời. Cùng lúc đó, hắn bay lên trời, né đòn kiếm của Giáp Cổ chân nhân, dùng tay lật nhào Văn Nguyên chân nhân. Biệt Công chân nhân đến sau là xui xẻo nhất, ông ta tông phải thiên cang hộ thể, văng ngược ra ngoài 800 trượng. Người còn mạnh hơn cả Hồng Nguyên. Ác phương chỉ làm khán giả, ông ta xem với thái độ hứng thú. Ông ta rất bất ngờ trước chiến lực của Triệu Bân. Năm ác linh thiên võ vây đánh mà chẳng làm gì được hắn, còn cả ác linh cảnh giới chuẩn thiên nữa, hoàn toàn không thể nào tấn công được, tấn công lớp nào là bị giết ngay lớp đó, ác linh do ông ta tốn công sức tế luyện mà lại chỉ là đồ chơi khi gặp phải Triệu Bân. Có điều, ông ta không lo lắng chút nào. Vẫn là câu nói đó, đấy là địa bàn của ông ta có thể điều khiển vô số ác linh, có ngon thì ngươi cứ liều mạng mà giết, đến khi mệt đến không còn sức nữa, đến khi chân nguyên tiên lực cạn kiệt. Để ta xem ngươi còn nhảy nhót được nữa không. Lúc ông ta đang quan sát thì máu liền phụt ra. Là Thượng Dương chân nhân phun máu, lão ta bị trúng một kiếm của Triệu Bân, bị chém mất nửa thân, giống như một bao cát màu máu, rơi thẳng xuống biển lớn. Nói chứ Thượng Dương cũng rất thê thảm, lúc trước bị giết một lần. Giờ lại bị Triệu Bân diệt thêm lần nữa. Tiếp đó là đến Văn Nguyên chân nhân nối gót theo sau, cái đầu tóc tai bù xù bị một luồng sức mạnh minh hôn xé toạc. Nổ thành xương khói, thảm nhất là Giáp Cổ chân nhân, bị Triệu Bân tung một đạp thành một đống thịt nhão. Còn Bách Văn chân nhân và Biệt Công chân nhân cũng không khá hơn là mấy, cả hai đều bị đánh máu me be bét, chưa đến hai ba hiệp nữa là sẽ đi theo vết xe đổ của ba người kia, một người bị xé rách thân thể ác linh, người còn lại thì bị chặt đứt làm hai. Ác linh cảnh giới thiên võ cũng không làm được gì thì nói gì đến cảnh giới chuẩn thiên và địa tạng, mặc dù số lượng vô cùng lớn nhưng không ai có thể ngăn được Triệu Bân. Vẫn bị Triệu Bân mở đường thông đến biển chết. Ngươi còn có thể mang đến cho ta bao nhiêu bất ngờ nữa. Theo sau tiếng cười nham hiểm, ác phương từng bước ra khỏi biển chết. So với ác linh, khí thế của ông ta mới là mạnh nhất, dị tượng với vô số ác linh bay quanh, vừa gào khóc vừa ai oán, uy áp của cảnh giới chuẩn tiên khiến bầu trời kéo đầy mây đen, sấm chớp đùng đùng, ai không biết còn tưởng đấy là thiên kiếp. Phụt! Triệu Bân tung một kiếm, mở đường máu. Chân bước vào vùng biển này, một nước làm không gian rúng động, xét về khí thế thì hắn kém hơn ác dương một chút, nhưng xét về chiến ý, hắn tự nhận mình không thua bất cứ ai. Nhóm người đang ở bên ngoài cũng ngay lập tức giết vào trong. Ma tử xung phong ở phía trước đã khai triển hung hổ hóa đánh bật một ngụy bí giả thiên võ, nhóm cường giả còn lại cũng không chịu rơi vào thế hạ phong, tất cả đều tự giác đối chiến với quân đoàn ngụy bí giả. Đi đâu? Quân đoàn ngụy bí giả đã có nhóm cường giả bên ngoài tràn vào phụ trách chống đỡ, Triệu Bân cuối cùng cũng rảnh tay vung kiếm hướng thẳng về phía ân chú. Ân chú rất xảo quyệt, lão ta ẩn náu sâu trong phế tích, cố hết sức vận chuyển công pháp làm lành những vết thương của mình. Để làm được như vậy, lão ta còn không tiếc hiến tế trăm năm tuổi thọ của mình. Ân Minh, trả lại mạng cho huynh trưởng của ta. Phượng Vũ khai triển cửu vĩ hóa, cô ta trừng mắt nhìn Ân Minh. Nếu không có ác nhân này thì huynh trưởng của cô ta cũng sẽ không phải chịu tội trong khổ lao, lại càng không bị lôi đến chiến trường làm bia đỡ đạn. Trên trán của cô ta dường như còn viết lên một chữ hận dành cho Ân Minh. Thù giết huynh trưởng, quyết không đội trời chung.
Cô ta đã chờ ngày này suốt 8 năm. Tiện nhân. Hai mắt Ân Minh đỏ rực, hắn ta cũng ngay lập tức khai triển cửu vĩ hóa. Giống, giống. Những tiếng gầm giống long trời lở đất vang lên, hai ký chủ đã xông vào đánh nhau. So với trận chiến của bọn họ thì trận chiến của Triệu Bân cùng Ân Chú lại càng kịch liệt hơn, một bên bộc phát âm sát cuồn cuộn, một bên phóng ra tiên lực mãnh liệt, mỗi lần ra tay đều là chiêu tuyệt sát. Những tiếng quát tháo rung trời vang lên trên phế tích cấm địa. Cường giả đại hạ đối chiến ngụy bí giả với khí thế hừng hực. Trận trượng lớn như vậy sao có thể thiếu được quần chúng đến xem náo nhiệt, vọng nhìn tứ phương có thể thấy bên ngoài chiến trường có rất nhiều thân ảnh giấu kín, đa phần là do thám của các quốc gia, tất cả đều cầm theo kính viễn vọng quan sát, càng xem càng kinh hãi. Cấm địa đâm thẳng vào cấm địa là chuyện xưa nay chưa từng có. Chỉ có quỷ mới biết Ân Chú lại ẩn thân trong hang động quỷ minh, hơn nữa còn khống chế được số lượng con rối khổng lồ, cũng không đúng, phải nói là ngụy bí giả, đây là cách gọi của thế nhân, bọn họ cũng là sau này mới biết. Đánh đi, đánh chết hết càng tốt. Do thám của các quốc gia vẫn có suy nghĩ như trước. Đợi cả hai bên rơi vào thế lưỡng bại câu thương thì bọn chúng cũng không ngại bổ thêm một đao đánh lén. Trong lúc bọn họ đang quan sát thì đã thấy một con quái vật lớn từ trên trời rơi xuống. Đại địa chấn động, bị khoét ra một cái hố sâu ngàn trượng. Đó chính là Ân Minh bị Phượng Vũ đánh ngã, một nửa cửu vĩ đã tan nát. Tiện nhân nhà ngươi, Ân Minh đầu tóc rũ rượi lại phóng lên trời một lần nữa. Phượng Vũ tung ra một trường từ trên trời giáng xuống, ngọc thủ khổng lồ bao trùm thiên địa. Lại có thêm một tiếng nổ vang. Cửu vĩ Ân Minh vừa mới phóng lên trời lại bị đánh bay vào hư không, lần này hắn ta rơi xuống còn kinh khủng hơn, thân thể gần như chỉ còn lại một nửa, máu me bê bết. Trả lại mạng cho huynh trưởng của ta. Tiếng Phượng Vũ gầm giống nghe đầy bi thương. Cô ta đã dùng sức mạnh cửu vĩ ngưng tụ ra một thanh chiến mâu. Cứu cháu! Ân Minh kinh hãi, xoay người chạy về phía Ân Chú. Nhưng hắn ta không thể chạy nhanh hơn thanh chiến mâu vừa phóng tới. Đã sắp bị đóng đinh trên không trung. Ông nội, cứu cháu. Ân Minh kêu rên, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Hắn ta muốn trốn thoát nhưng đã bị thanh chiến mâu khóa chặt vị trí. Phế vật. Ánh mắt Ân Chú lóe ra hung quang. Lão ta tung ra một chưởng đánh bật Triệu Bân, sau đó vươn tay về phía Ân Minh. Không biết lão ta đã dùng bí pháp gì mà lại có thể tóm Ân Minh kéo đến bên cạnh mình. Nhưng lão ta cũng không phải đang muốn cứu Ân Minh mà là đang muốn hút hết khí huyết cùng hồn lực của Ân Minh. Đừng nói đến Triệu Bân, ngay cả do thám của các quốc gia nhìn thấy cảnh này cũng đều không nhịn được phải hít vào một ngụm khí lạnh. Người ta thường nói hổ dữ còn không ăn thịt con, thế mà lão già này lại quá tàn nhẫn, chém giết đến đỏ cả mắt, ngay cả cháu trai của mình mà cũng muốn cắn nuốt. Cháu là cháu của ông mà, tiếng kêu rên của Ân Minh lại càng thêm thê lương. Nếu như ngươi đã không cứu được rồi thì chi bằng giúp sức cho ông nội, Ân Chú nở nụ cười còn đáng sợ hơn so với lệ quỷ. Hai mắt Ân Minh lồi ra, hai con ngươi co rút cực nhanh, hắn ta thật sự không thể tin nổi ông nội lại ra tay với chính mình, đả kích này khiến cho hắn ta không thể chấp nhận nổi, khiến cho cả linh hồn của hắn ta cũng sụp đổ. Ông nội sẽ báo thù cho ngươi. Ân Chú cười gằn, thủ đoạn cũng cực kỳ hung tàn. Chỉ trong chớp mắt mà lão ta đã hút cháu trai của mình thành thay khô. Cửu vĩ hồ trong cơ thể của Ân Minh cũng đã bị hấp thụ vào trong cơ thể của lão ta để nuôi dưỡng thân thể của lão ta. Toàn thân lão ta ngay lập tức nở rộ ánh sáng. Hình thái của lão ta cũng đã thay đổi, thân thể trong nháy mắt cao lên thêm 2-3 thước, có thêm một cái sừng mọc trên trán, từ đó lại mọc ra thêm hàng loạt gai nhọn sắc như dao. Thế nhân run sợ. Một con người trong nháy mắt đã biến thành một con quái vật. Hư không chấn động. Một luồng sáng màu đen xẹt ngang qua hư không. Cửu về Phượng Vũ đang đứng gần đó ngay lập tức bị hất văng, Triệu Bân đang xông tới cùng bị chấn ngả. Tất cả các ngươi đều phải chết. Ân Chú gầm lên, mang theo sát khí ngập trời xông đến. Nhóm cường giả đại hạ vô cùng kinh hãi, trong khi đó Triệu Bân vẫn ngược gió xông lên. Đại chiến lại bắt đầu, vòm trời nổi sấm sét ầm ầm. Ân Chú sau khi cắn nuốt Ân Minh đã trở thành một đại ma đầu. Chiến lực tăng lên một cách khủng bố, mạnh mẽ như Triệu Bân cũng liên tiếp bị trúng đòn và đẫm máu, nhất thời rơi xuống thế hạ phong, không thể chống đỡ nổi thế công của Ân Chú. Hy sinh cháu trai, pháp lực vô biên. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều hít sâu một hơi rồi nói ra một chân lý. Hóa ra sự tồn tại của Ân Minh chỉ cản bước chân của lão ta mà thôi. Phụt,
Trong lúc bọn họ còn đang thổn thức thì huyết quang lại hiện ra. Triệu Bân lại trúng đòn, trên ngực bị ân chú khoét ra một lỗ thủng. Ân chú cũng phải trả giá đắt, một cánh tay của lão ta đã bị thiên lôi chém xuống. Hình thái của lão ta vẫn đang tiếp tục biến đổi, nửa bên mặt đang khắc đầy những bí văn kỳ quái, khí thế càng lúc càng cuồng bạo, chiến lực càng lúc càng khủng bố, mỗi một luồng âm sát đánh ra đều nặng nề và lạnh lẽo như băng giá, sức mạnh nghiền nát hư không. Chiến. Triệu Bân không hề nao núng, sáu phần linh mạch dung hợp với căn nguyên huyết mạch cùng chân nguyên tiên lực cộng thêm linh khí do cây thần tạo hóa cung cấp khiến cho khí huyết cũng cuồn cuộn ngập trời hóa thành một vùng biển rộng tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Tiên pháp, diệt hồn. Thân thể của ân chú trong chớp mắt run lên dữ dội, từ giữa ấn đường đã phóng ra một luồng kiếm quang. Gặp đúng khi Triệu Bân lao tới, hắn hứng chọn đòn tấn công này, kiếm hồn quang cực kỳ quỷ dị, ngó lơ thân xác mà tấn công thẳng vào võ hồn, chém cho thất khiếu của hắn chảy máu, cánh tay vừa mới đắp nặn lại cũng nổ tung thành khói xương đỏ lòm, toàn thân nứt ra từng vết nứt, có máu vàng lấp lánh chảy ra. Chết đi! Ân chú gào thét lao tới, ánh sáng vô lượng từ trên trời chém xuống. Triệu Bân ổn định thân mình, cưỡng chế mở rồng thần vẫy đuôi. Tiếng rên khẽ của ân chú trầm đục mà hồn hậu, bị đòn đánh này hất văng ra ngoài. Triệu Bân theo sát như hình với bóng, nhát kiếm phong lôi như xuyên thủng bầu trời, uy thế không thể nào ngăn cản nổi. Huyết quang bắn ra. Ân chú vừa mới đứng vững đã bị kiếm ý chém vỡ hộp sọ. Cũng đúng lúc này, một luồng sức mạnh đáng sợ tập kích võ hồn của ân chú. Đó là cửu vĩ hồ của ân minh. Dù nó và ân minh đã bị ân chú nuốt trọt, nhưng hồn lực vẫn còn rơi rớt lại được nó ngưng tụ thành một thanh hồn kiếm, từ trong cơ thể của ân chú chém mạnh vào võ hồn của lão ta. Đây là một loại báo thù rất lộ liễu. Cửu vĩ cũng biết nổi nóng, dù chết cũng không thể để kẻ nào đó được dễ chịu. Chết tiệt! Thể phách của ân chú nứt ra, sức mạnh đáng sợ bộc phát. Triệu Bân bị hất bay, thanh kiếm Long Uyên trong tay hắn cũng văng ra. Trong quá trình này, hắn kéo cung gắn tên, dùng căn nguyên của huyết mạch làm cung, dùng sức mạnh của minh hôn làm tên, thêm cả thiên lôi và khí huyền hoàng, mũi tên như tia chớp, vạch ra một vệt sáng trên nền trời. Không, không không. Vẻ kinh hãi tương tự cũng lộ rõ trong đôi mắt của ân chú. Đây là mũi tên tuyệt sát, lão ta không né được cũng không ngăn nổi. Phụt. Mũi tên ập đến, máu me bắn ra. Tiếng gào thét của ân chú rất thê lương. Mặc cho tiên lực của lão ta cuồn cuộn thế nào, sau cùng vẫn không giữ được sinh cơ đang rệu rã, thân xác và võ hồn tiêu tán từng tấc một, cơ thể nổ tung thành máu và xương, võ hồn cũng tan thành từng tia hồn lực. Thân xác của lão ta trước khi chết không rõ là khiếp sợ hay oán hận. Ngoài ra, còn có cả vẻ không cam lòng chẳng thể giấu nổi. Lão ta là một vị huyền tiên cơ mà, không cẩn thận rơi xuống phàm giới, bị nhốt vô số năm tháng, cũng mai phục suốt từng ấy tháng năm. Đến sau cùng lại bỏ mạng trong tay một phàm nhân. Đi đâu hả? Triệu Bân giơ tay ra, tóm về một phía. Tuy ân chú đã tan thành mây khói, nhưng ánh sáng vô lượng vẫn còn, bị hắn nhẹ nhàng bắt lấy rồi phong ấn ngay tại chỗ. Đây là một thứ rất tốt, nó là do công đức của tiên hóa thành, ẩn chứa sức mạnh thần bí mà khủng khiếp. Chậc chậc chậc. Nguyệt thần trông thấy mà cảm thán. Cứ tưởng trận này phải đánh vài ba ngày gì đó cơ. Bởi vì ân chú cũng không phải một vị tiên tầm thường mà là một huyết tiên mở hết tử phủ, đánh bại lão ta có lẽ cũng dễ dàng đấy, nhưng muốn giết chết lão ta khó như lên trời. Không ngờ rằng cửu vĩ hồ bồi thêm cho ân chú một đao. Nhát đao này đánh rất hay, trao cho Triệu Bân cơ hội tuyệt sát. Ân chú chết rồi. Chủ ấn của ma chú ám hắc cũng vì thế mà tan vỡ. Ngụy bí giả ngừng tấn công rồi nổ tung, hết nhóm này đến nhóm khác. Cảnh tượng giống nhau này diễn ra ở cả đế đô, thiên tông và núi bất tử, đang đánh nhau hăng máu thì ngụy bí giả ầm ầm gục xuống, không có chút dấu hiệu nào, sau đó nổ tung như một quả bom hẹn giờ vậy. Không phải tất cả ngụy bé giả đều chết, vẫn còn khá nhiều người may mắn. Ví dụ như đám người Long Chiến tránh được tai họa này, bởi vì họ vẫn đang ở trong phong ấn, miền nhiễm khỏi dư chấn, thế nên những người trưng bùa chú nhưng chưa biến thành ngụy bé giả như Linh Lung thì bình an vô sự. Ấn chủ trong cơ thể biến mất như thác được xiềng xích, cuối cùng cùng được giải thoát. Ân chú chết rồi. Ở đế đô, ở thiên tông hay ở núi bất tử đều có tiếng hô kinh ngạc vang lên. Không ai đưa ra đáp án, quân đoàn ngụy bí giả bị tiêu diệt hàng loạt chính là đáp án. Ai tiêu diệt đó? Nhiều người trèo lên cao để nhìn ra xa hơn, người đầu tiên mà họ nghĩ tới là Triệu Bân. Nhưng bất kể là ai,
cục diện khó khăn bên phía ngụy bí giả được hóa giải rồi. Đi! Đám đông cường giả cũng không rảnh rỗi, họ chạy thẳng lên tiền tuyến. Nhóm ba kẻ gây rối đã chết mất một, chỉ còn lại Huyết Tôn và Ác Vương. Nói đến hai kẻ này, sắc mặt cả hai rất dữ tợn, dường như biết rằng ân chú đã chết, chính vì thế mới hỏi thăm hết 18 đời tổ tông của ân chú, nhất là Huyết Tôn, lão ta là người thức tối nhất. Lại là ân chú. Lại tuột xích vào lúc quan trọng rồi. Thế nên mới nói. Dựa vào ai chẳng bằng dựa vào chính mình. Đôi mắt của hai kẻ này lóe lên hung quang, lại lần nữa dồn sức, thêm nhiều con rối và ác linh được triệu hồi, chúng ảo lên lục địa như cơn sóng thủy triều. Cho dù không có ân chú, họ vẫn có thể tiêu diệt được Triều Long Đại Hạ. Soạt, Triệu Bân nhanh như chớp, hắn cũng đang trên đường lên tiền tuyến. Ma Tử và Phượng Vũ cũng có mặt, gắng hết sức để theo bên cạnh hắn, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn sang. Thế mà tiểu tử này giết được một vị chuẩn tiên, lại thêm một chiến tích nghịch thiên nữa, đủ cho hắn chém gió 800 năm rồi. Tình hình chiến sự thế nào rồi, Triệu Bân đột nhiên hỏi. Theo tin tức từ các bên truyền về, đang đánh nhau rất thảm khốc, Ma Tử hít một hơi thật sâu, thần sắc không dễ nhìn lắm, Huyết Tôn và Ác Vương, một kẻ trốn ở Đông Hải, một kẻ trốn ở Nam Vực, triệu hồi vô số con rối và ác linh, dù có hai con mắt thiên không cũng chưa tìm được vị trí của chúng. Tiêu diệt Huyết Tôn và Ác Vương là có thể phá được trận này, Phượng Vũ bổ sung. Tú Nhi, Triệu Bân lại nhìn vào ý thức, chăm chú nhìn Nguyệt Thần. Không tìm thấy, Nguyệt Thần thản nhiên. Hay là mở con mắt thần linh thêm lần nữa? Con mắt thần linh cũng chỉ có thể mở một lần ở phàm giới. Tại sao? Nếu dùng thêm lần nữa, ta và ngươi đều phải chết, Nguyệt Thần thong thả đáp. Chỉ nhìn trộm một lần thôi mà, còn đến độ mất mạng được sao, Triệu Bân thăm dò. Ngươi coi kẻ trừng phạt là vật trang trí à, Nguyệt Thần liếc xéo Triệu Bân, đó là một vị thần đấy. Ực, Triệu Bân nuốt nước bọt ừng ực. Hắn biết phàm giới có một kẻ trừng phạt thần bí, không ngờ hóa ra là một vị thần. Nếu dùng con mắt của thần linh thêm lần nữa chắc chắn sẽ bị phát giác. Với tu vi của ngươi, với trạng thái của ta hiện giờ, đâu cần kẻ đó ra tay, thổi một hơi cũng chết cả hai rồi, Nguyệt Thần chậm rãi nói, ngoan ngoãn chút thì hơn. Cả hai đều là thần. Tại sao người đó không nể mặt ngươi? Theo bản tôn thấy, khả năng kẻ đó tiêu diệt ta khá là lớn, câu nói của Nguyệt Thần khá thâm sâu, trước khi thành thần linh, ta và kẻ đó có chút khúc mắc, chắc tới 8 phần là sẽ không hòa giải được đâu. Để ta đoán xem, chắc chắn ngươi trộm đồ của ngươi ta rồi. Đó là trộm sao, bản thân chẳng qua chỉ muốn mượn dùng thử thôi. Vào đêm, thành vong cổ chiến hỏa liên miên. Thành trấn nhỏ và xa xôi này vốn chẳng được mấy người biết mặt nhớ tên, bây giờ lại trở thành một quan ải hùng vĩ ngăn chặn bước tiến của ác linh. Quân đội đại hạ bị đánh cho tan tác suốt dọc đường đã rút về nơi này từ nửa tháng trước, tiện thể dựa vào tòa thành này cùng mạch núi ở hai bên, gắng gượng xây dựng một đoạn trường thành đỏ rực màu của máu. Ác linh như cơn sóng thủy triều hung ác. Con nọ nối tiếp con kia, nhào lên tường thành. Bên trong thành, số lượng ác linh tấn công được vào bên trong cũng không thể đếm xuể. Cũng giống như đế đô bị hạ gục trước đó, nơi nào có thể trông thấy được, ví dụ như quán trà, tửu lâu, đường phố, cửa hàng đều có người đang đánh, tình cảnh hết sức thê thảm. E là sắp không giữ được nữa rồi. Thành chủ vong cổ Dương Hùng kéo lê tấm thân bê bết máu, dồn sức tấn công ác linh. Quay lưng lại với lão ta là Yên Thiên Phong cha của Thanh Giao, thành chủ thành Thanh Phong. Anh em hoạn nạn có khác. Mỗi khi hai người này gộp chung vào một chỗ. Về cơ bản toàn là trận chiến lớn. Quân nhân mình đồng ra sắt, từ khi ác linh xâm phạm đã quyết tử chiến không lùi. Giống như họ, binh tướng đại hạ cũng quên mình vì nghĩa, dùng tính mạng của bản thân để bảo vệ biên cương. Đùng uỳnh, cùng với một tiếng nổ lớn, tường rào phía nam đổ sập. Sau đó là tiếng gào thét bùng nổ, ác linh ồ ạt tấn công từ lỗ hổng, có cả ác linh hình người mà cũng có ác linh hình thú. Chúng giống như cơn sóng đen ngòm nhấn chìm từng tòa kiến trúc. Nuốt chửng từng sinh mạng. Đánh binh tướng đại hạ dù chết vẫn đấu tranh vọng, thế nhưng toàn tuyến sụp để rồi, không phải sức chiến đấu của họ không đủ, mà là ác linh quá đông, quá nhiều. Tuyệt vọng dần ăn mòn hy. Đêm tối bao phủ vùng trời này. Tiên pháp, thiên lôi trận. Khi tất cả mọi người đã tuyệt vọng thì một tia sáng chiếu tới xua tan u ám. Đó là một bóng người màu vàng, chẳng khác nào vầng mặt trời nóng bỏng, đứng sừng sững trên bầu trời. Sấm chớp ngập trời chút xuống như mưa, mỗi tia chớp lấp loáng như ánh sáng của thần Phật rọi khắp nhân gian.
là Triệu Bân, cuối cùng hắn cũng lao tới khi Cố Hương gặp nguy nan. Đòn tấn công không lệch đi đâu được của trận thiên lôi khiến ác linh bị sấm sét tiêu diệt ngã rạp từng mảng. Trưởng giáo Thiên Tông. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc sững sờ. Người đó thực sự giống mặt trời quá, xóa bỏ hết tăm tối của thế gian. Giết! Quân tri viện không chỉ có một mình Triệu Bân mà còn có các cường giả của đại hạ. Trong đó bao gồm nữ soái Xích Diễm, Linh Lung, Quỷ Minh, Lão Tổ U Huyền và Vô Mi Đạo Nhân, toàn là các cao thủ thiên võ tới chân áp, đội hình này không thể nào hùng hậu hơn được nữa, thắp sáng ánh sáng hy vọng. Đánh! Tiếng hô hào vang vọng khắp thành vong cổ hoang tàn. Quân đội đại hạ đã gần như sụp đổ lại một lần nữa rực cháy ý chí chiến đấu, như gió thu thổi qua đống lá rụng, họ đánh cho ác linh đổ rạp từng mảng, để chúng đánh vào thành thế nào thì bị quét ra thế ấy. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Bân xung phong ở phía trước, dùng mưa kiếm mở đường. Sau lưng hắn là vô số cường giả đại hạ nối gót, vốn là một trận chiến phòng ngự, nhưng có hắn lãnh đạo, họ đánh được một trận phản công toàn tuyến, đánh cho ác vương cũng đần cả mặt mũi. Đám nhãi nhép này phấn khích quá nhỉ, may là lão ta lẩn trốn ở biển lớn, nếu không chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng. Âm thanh đòi đánh đòi giết không biết đã tắt ngúm từ bao giờ. Không phải vì họ không đánh nữa, mà là ác linh bị đẩy lùi hết rồi. Triệu hồi số lượng ác linh khổng lồ như vậy, e là ác vương cũng không dễ chịu gì, mức tiêu hao vô cùng khủng khiếp, thế nên nghỉ ngơi giữa trận là điều cần thiết, nhưng khoảng thời gian này không thể kéo dài quá lâu. Mau mau mau! Dưới gầm trời, tiếng hô hào vẫn tiếp tục vang lên. Tất nhiên họ phải tu sửa tường thành chứ, tuy ác linh đã rút rồi, điều đó không có nghĩa là chúng không đội mổ sống dậy lần nữa. Trận đại chiến chỉ mới vừa bắt đầu, vẫn còn những trận chiến thảm khốc hơn đang dần hé lộ. Triệu Bân im lặng bước trên đường lớn, vừa đi vừa ngắm nhìn. Đây là cố hương của hắn, gặp phải chiến hòa, nơi này gần như biến thành một đống hoang phế, đưa mắt nhìn ra cũng không thấy được phòng ốc hoàn chính. Cũng không còn lầu gác tráng lệ nữa, nơi nơi toàn là để về liều tâm như cũng ở đó, lặng lẽ đi bên cạnh Han. Khi nàng gả che Triệu Bân là một người mù, khi rời khỏi thành rong cổ bị phong ấn vào quan tài băng ngọc, đây là lần đầu tiên nàng thực sự ngắm nhìn tòa thành này. Nơi đây là cố hương của Triệu Bân, cũng là cố hương của nàng. Đúng là trai tài gái sắc. Nhiều người lầm bầm như vậy, đa số là người của thành vong cổ, không ai không cảm khái. Cũng không ai dám tin hắn là tên võ tu vô dụng ngày nào, cũng không ai dám tin nàng là cô nhóc mù khi ấy. Phế vật với kẻ mù. Xứng lứa vừa đôi biết bao. Thứ mà họ từng trao đi không phải là lời chúc phúc, mà là chế giễu và cười nhạo. 3 năm sau, họ mới biết suy nghĩ của ngày trước nực cười tới mức nào, bất kể là Triệu Bân hay Liễu Gia Tâm như đều là yêu nghiệt nghịch thiên, nhìn từ góc độ nào cũng là nhân duyên do ông trời tác hợp. Tâm, Tâm Nhi. Khi hai người đang đi thì một tiếng gọi rất khẽ vang lên. Đó là Liễu Thương Không, lão ta gọi tên con gái nhưng không dám nhìn thẳng vào con. Lão ta cũng không dám nhìn thẳng vào con rể của mình, không chỉ bởi vì Triệu Bân là cao thủ thiên võ, phần nhiều còn vì chột dạ. Năm đó trong hôn lễ thay mận đổi đào, Liễu gia đã khiến Triệu gia mất hết thể diện. Triệu Bân im lặng không nói gì, nhìn cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Tâm như mỉm cười dịu dàng. Dù trong nụ cười này chẳng thấy được chút tình cảm. Nàng chưa từng oán hận vì bị cha ghẻ lạnh, nhưng điều khiến nàng giữ mãi khúc mắc trong lòng là khi mẹ ôm hận qua đời, không thấy nam nhân này tới nhìn một cái. Xin lỗi. Liễu Thương Không khàn giọng nói, áy náy vô cùng. Câu nói của lão ta không nhận được lời hồi đáp, chỉ thấy con gái và con rể càng đi càng xa. Vẻ lãnh đạm của họ là sự trừng phạt lớn nhất đối với người làm cha như lão ta. Lão ta cuối cùng cũng phải trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ. Hả? Triệu Bân từng liếc mắt nhìn sang. Lại lần nữa, hắn nhìn thấy bóng dáng của Vô Xương trên người Liễu Tâm Như. Hắn từng gặp chuyện quỷ dị này không chỉ một lần, tuy rằng chỉ chợt lóe lên trong chốc lát, nhưng khó tránh khỏi thiên nhãn của hắn. Tú Nhi. Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần, mong mỏi một đáp án. Trên bông hoa bồ đề mà nàng ta dung hòa nhuốm máu của Vô Xương. Máu nhờ sức mạnh niết bàn của bồ đề để tạo ra một chút linh, cùng hoa bồ đề dung hợp vào cơ thể của Liễu Tâm Như, Nguyệt Thần giải thích, thứ ban nãy ngươi nhìn thấy là linh đó, nó là hình thái hiển hóa của Sở Vô Xương. Có phải linh hồn của Vô Xương đã sống lại không? Triệu Bân vội hỏi. Nguyệt Thần không nói gì, chỉ vung tay tạo thành một mảng thiên quang, là pháp môn phục sinh. Hai mắt Triệu Bân sáng lên, có linh hồn thì mới sống lại được, hơn nữa còn có rất nhiều cách. Nhưng đáng tiếc là dù dùng cách nào,
tất cả đều rất tốn thời gian, vì dù gì đó cũng chỉ là một mảnh linh hồn mà thôi. Nhưng cũng chẳng sao. Hắn sẽ chờ đến ngày đó. Phủ thành chủ, Linh Lung và lão tổ U Tuyền đang chờ đợi. Lúc Triệu Bân vào, mọi người đang túm tụm lại xem bản đồ Nam Vực. Còn tưởng ngươi không đến nữa chứ, Linh Lung nói. Tiền bối Hồng Uyên đâu rồi, Triệu Bân nhìn quanh mọi người. Đến Nam Vực tìm Ác Vương rồi, nữ soái Xích Diễm đáp. Triệu Bân không hề thấy bất ngờ về điều đó. Nếu hắn đoán không nhầm thì chắc Ma Quân đã vào Đông Hải. Có vẻ như mấu chốt của trận chiến này nằm ở Huyết Tôn và Ác Vương, giết chết hai kẻ đó thì mối họa từ con rối máu và ác linh sẽ tự tan biến mà không cần đánh, hai mắt thiên không chẳng thể tìm ra tung tích của Ác Vương nên họ chỉ đành tự mình vào hang cọp thôi. Nếu cảnh giới chuẩn tiên mà muốn trốn thì rất khó tìm ra, Quỷ Minh hạ giọng nói. Ông ta vừa mới thốt ra lời này, người ở đó đồng loạt nhìn về phía Triệu công tử, họ rất muốn hỏi bậc kỳ tài này này là trước đó đã tìm thấy ân chú như thế nào. Lão ta đâu phải cảnh giới chuẩn tiên bình thường, người có thiên phú gì đó sao? Bảo vệ thành cho tốt. Triệu Bân nói xong là xoay thân rời khỏi phủ thành chủ. Không ai cản hắn, tên này như có thêm hào quang gì đó, hắn và Hồng Uyên hợp tác nhất định sẽ tìm được, chắc chắn có thể nghịch thiên giết chết Ác Vương, còn nhiệm vụ của họ là nghênh đón sự xâm lấn kế tiếp của Ác Linh. Triệu Bân rời khỏi thành Vong Cổ, một đường xuôi nam. Khi quan sát chung quanh, bất kể là rừng cây hay là thung lũng, tất cả đều là một mảng màu máu, thây ngang khắp đồng, chiến tranh rất thảm thiết, trời mới biết đã có bao nhiêu người chết trận để ngăn bước ác linh. Hừ! Lúc đi ngang qua một ngọn núi, Triệu Bân đột một ngước mắt. Trước đó vài giây, áp chế của bóng tối đã yếu đi một chút. Có người đang sửa chữa càn khôn của phàm giới sao, Triệu Bân ngó vào trong ý thức. Đúng như người đoán, Nguyệt Thần duỗi eo, thuận miệng đáp lại. Là kẻ trừng phạt phàm giới sao? Ngoài kẻ đó ra thì còn ai ở hạ giới có được sức mạnh vĩ đại đó? Lúc nào mới sửa xong, Triệu Bân hỏi với vẻ thăm dò. Đó không phải chuyện ngày một ngày hai, Nguyệt Thần lạnh lùng đáp, càn khôn của ba giới liên kết với nhau, càn khôn của thần giới, tiên giới cũng bị hư hại, cần phải từ từ khôi phục, ít nhất cũng phải tốn 800 năm. 800 năm? Khoảng thời gian đó đằng đẵng cỡ nào? Triệu Bân cùng không nghĩ tới nữa. Tốc độ của hắn đột ngột tăng lên, vẫn chưa tới Nam Dực là đã nhìn thấy xương máu cuồn cuộn trên bầu trời phía xa bên tại có thể nghe thấy tiếng gào thét giống như tiếng quỷ kêu ai oán, lại là ác linh. Sau khi nghỉ giữa trận, chúng lại ngóc đầu trở lại rồi thế trận còn lớn hơn cả trước đó. Triệu Bân không chính diện xông tới, hắn đi đường vòng để vào Nam Vực. Không lâu sau, phía thành Vong Cổ truyền ra tiếng la hét, bên đó có năm cảnh giới thiên võ trấn thủ. Mặc dù không thể đánh lùi được ác linh nhưng vẫn có thể duy trì được thế trận ổn định. Vèo! Triệu Bân lao qua mặt biển như tia sáng.